bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử, ta chảm yêu trừ ma tập 281. Ai cho ngươi là gan, trao hỏi cũng không nói một tiếng liền chạy ra ngoài. Đè lại anh Thanh chính là một vị thân hình cao gầy nữ nhân, dung mạo xinh đẹp cũng bất quá điểm diễm lệ, ôn nhu điểm tính, một bộ mộc mạc áo dài. Ta, ta lưu lại tin, anh Thanh vô ý thức muốn chạy trốn, lại phát hiện dù như thế nào cũng không tránh thoát được bàn tay của đối phương. Đành phải gạt ra nhu thuận khuôn mặt tươi cười, tiếng nói làm bộ đáng thương cầu xin tha thứ. Cô cô, tha ta một mạng có được hay không? Hứa Thanh Nhi bị gọi là cô cô nữ nhân tức giận bóp lấy khuôn mặt của nàng, trách mắng: Ngươi không muốn sống nữa đúng không? Bên ngoài cũng là người kẻ bão đan cảnh có thể ra tới địa phương, ngươi còn dám nắm hứa ra trận pháp bảo điển mang đi? Ngươi có phải hay không nghĩ tức chết cha ngươi? Trên sách nhiều như vậy thú vị đồ vật, ta cũng như thế đều chưa thấy qua, ngươi liền để ta nhìn lại một chút. Anh Thanh tiếp tục cầu xin tha thứ, khuấy mắt liếc qua lại là vụng trộm nếp nhìn bắt phương ăn lâu. Thầm đại ca lúc nào mới có thể phát hiện nắm chính mình là mất rồi. Anh, còn muốn đám người cứu ngươi nữ nhân trực tiếp nắm nàng cầm lên đến nói khẽ ta lần này ra tới mang theo nguyên bộ bách quy định thần đại trận ngươi có muốn hay không thử một chút hừ hứa thanh nhi từ chi hướng dứt khoát từ bỏ giải ruộng cô cô là hứa gia quái thai không yêu học trận pháp gì hết lần này tới lần khác am hiểu tu hành một thân cực cảnh hỗn nguyên tu vi ép tới trong tộc một đám nạo bồi nói không ra lời lại thêm cha cực kỳ thương nàng chuẩn bị cho nàng nhiều loại thành phẩm pháp trận cả hai kết hợp lại thực lực khó có thể tưởng tượng ta khuyên người tốt nhất cho ta xuống không phải không phải thế nào trên mặt nữ nhân hiện ra cùng ôn như ngũ quan không hợp một chút ngạo khí không phải ngươi khả năng phải ở lại chỗ này đạm mạc tiếng nói tại nữ nhân sau so lưng vang lên trên mặt nàng tuôn ra kinh hãi vô ý thức nghĩ muốn quay đầu lại lập tức cảm nhận được cái kia kẻ sát chính mình lưng tay cầm trong lòng bàn tay có đốt ý không ngừng phụt ra hút vào giống như là có thể hòa tan đạo anh nữ nhân hít sâu một hơi, năm món tay buông ra ném bi trên tay cô nương ngươi là ai anh thanh mặt lộ vẻ kinh hỉ như một làn khói chạy đến sau lưng thẩm nghi trốn đi chỉ nhô ra một cái đầu ta mới không cần trở về nghe được câu này thẩm nghi nhiều mày liếc anh Thanh liếc mắt hắn vừa mới trông thấy nữ nhân kia đem hắn xiết trong tay nhỏ giọng uy hiếp con tưởng rằng là bị huyền quang động người bắt được hiện tại xem ra lại giống như là rời nhà ra đi phản nghịch văn bối bị gia đình bắt thực chuyện xưa thẩm nghi tiện tay thu hồ ly hỏa lời nhắc xen vào nữa một lần nữa Hướng ăn lâu đi đến mặc dù anh thanh đối với mình rất hữu dụng nhưng cũng không đến mức ngày trước người ta trưởng bối mặt đi đoạt người dù sao mình địa phương muốn đi cũng còn rất nguy hiểm nói thật đều bạo đan cảnh lại còn là chỉ không có tự do ngoan ngoãn chìm như thế ngoài dự liệu của hắn ai anh thanh đang chuẩn bị giải thích một chút thình thầm đại ca thả cô cô chợt phát hiện chỗ dựa biến mất lập tức lại đối đầu nữ nhân cái kia tờ mặt lạnh lùng lỗ năng toàn thân run lên vội vàng gạt ra nụ cười cố gắng thức tỉnh đối phương từ ái cô cô thanh nhi biết sai rồi lại phát hiện nữ nhân vuốt vuốt thủ đoạn hướng phía chính mình gió xét đi qua cô 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 ta là thanh nhi à hứa uyển vận ngươi đừng khi người quá đáng ta nhìn ngươi mới là khi người quá đáng ngươi gọi ta cái gì hứa uyển vận đem hắn sao chết trong tay mi bèo đánh một trận giơ tay lên một cái nhìn xem cái kia tờ làm bộ đáng thương khuôn mặt nhỏ rồi lại không nỡ bỏ năng thở dài hướng thanh niên rời đi phương hướng nhìn lại liếm tức trận bán ngươi cũng dám cho hắn ngươi có biết hay không trận kia trên bàn có hứa ra tiêu chí nếu như hắn cùng huyền quang động có quan hệ ngươi đã là cái người chết Người kia lặng yên không một tiếng động tiếp cận chính mình, cùng mình vừa rồi tiếp cận hứa thanh nhi, dùng chính là là đồng dạng đồ vật. Mới không có quan hệ, hứa thanh nhi về tay, hứa uyển vận nghi hoặc một lát, đem khuôn mặt tiến tới. Sau một khắc, Năng trắng nón khuôn mặt đột biến, hai cây thon dài ngón tay lần nữa bóp bi lên, hắn không thể dùng sức nắm hứa thanh nhi mặt xé nát. Học được bản sự, vừa mới ra tới liền dám đi trêu chọc huyền quang động, vẫn là một tôn chân chính hóa thần chân nhân. Một bộ dương dương đắc ý nói khoác thanh niên bộ dáng cái gì có thể tham dự hóa thần đấu pháp tại cuối cùng làm ra cơ công trì vĩ nhất kích hứa thanh nhi khóc hề hề trợn trắng mắt ta là xem các ngươi hứa ra cùng huyền quang động có thủ mời nói cho người không muốn đối ngoại nói các ngươi hứa ra các ngươi hứa ra hứa huyền vận tại trên mặt nàng vung đủ khí lúc này mới buông tay ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ phát tay triệt tiêu chung quanh liễm tức phát trận không lại bàn luận sự tình vừa rồi cùng ta về nhà hứa huyền vận không thể nghi ngờ nói ta còn muốn đi xem tuổi mộc một góc còn sống tuổi mộc ái thậm chí có có thể trở thành linh căn ngươi không muốn xem xem sao Hứa Thanh nghi mê hoặc nói, nàng hiểu rõ nhất cái này cô cô, đối phương căn bản không thích trận pháp, cả gia tộc bên trong, có lẽ nàng là trừ mình ra, ghét nhất trốn ở trong pháp trận người. Đừng giả bộ, ngươi nếu là không nghĩ ra đến, tại sao phải chủ động tới tìm ta, mà không phải nhường cha tới. Ta, hứa huyền vận bị chẹn họng một thoáng, lập tức hậm hực trừng nàng liếc mắt. Liên lần này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Cực cảnh hỗn nguyên tông sư, lại thêm rất nhiều trận pháp kề bên người có thể nói là địa phương này cường giả đứng đầu lại ngay cả tự do hô hấp không khí tư cách không có đổi ai cũng là không có cam lòng chỉ bắt quá nàng trong ngày thường đóng vai ra điểm tĩnh bộ dáng lừa qua hết thể tộc nhân chỉ có cháu gái này có thể xem thấu nàng ngụy trang nói đi tuổi mộc ở nơi nào ta dẫn người đi xem hứa huyền vận điều chỉnh hô hấp cảm thụ được lưng bên trên hơi đốt ý hơi có chút không phục dùng hứa ra đồ vật tới đối phó hứa gia nhân đơn giản quá phận mới không cần người mang người kinh nghiệm giang hồ quá nông cạn đần muốn chết hứa thanh nhi thật vất vả thoát khốn trực tiếp hướng phía ăn lâu chạy đi đi vào ăn lâu tại nơi hẻo lánh chỗ tìm tới thẩm nghi nàng vô vộ tim đem sách nhỏ đưa tới thẩm đại ca những này là ta vừa rồi đổ lại đồ vật ước chừng dùng hết trong tủ chữ vật ba thành tích xúc đổi tin tức kia lại dùng hết bốn thành tá hữu làm xong thẩm nghi ngước mắt nhìn lại hứa thanh nhi quay người nhìn xem mặt không biểu tình đi vào ăn lâu cô cô lùng ta lùng tùng nói đại khải đi đây đều là chút gì thẩm nghi lật một cái vở phát hiện phía trên ghi lại đồ vật đều xem không biết rõ ta xem hạ bọn hắn lấy ra đổi công pháp đều là chút thứ không đáng tiền chân chính lợi hại pháp môn sẽ rất ít có người mang theo trong người cho nên dứt khoát đổi chút cái khác anh thanh tiền đến thẩm nghi bên tai thổ khí như lan nói đây đều là dùng tới sửa bổ chín kiếm diệt kiếp đại trận ta sẽ tu a à, mà lại cũng sẽ hoàn thiện thấy hai người như vậy tư thái hứa huyền vận vô ý thức nắm chặt năm ngón tay người cách ta xa một chút thẩm nghi hơi có chút im lặng đem anh thanh đầu đẩy ra đừng quên trong mắt người ngoài tiểu tử này vẫn là thư sinh bộ dáng lại thêm bộ dáng tuần tú xinh đẹp rất dễ dàng sinh ra hiểu lầm ố nha hứa thanh nhi nhu thuận gật đầu thấy thế hứa uyển vẫn lúc này mới hơi lắng lại tức giận điều chỉnh tốt thần sắc đi đến thẩm nghi đối diện ngồi xuống bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử ta chảm yêu trừ ma tập 282. trăm tám huynh trong khoảng thời gian này chiều cổ ta vợ con bối phận cho ngài thêm không ít phiền toái. Hứa Huyền vận rót cho mình một ly nước trà, lấy trà thay rượu. Không cần phải khách khí, nàng cũng giúp ta không ít. Thẩm Nghi gật gật đầu, nói cũng đúng lời nói thật. Chỉ bằng anh Thanh mới vừa nói có thể chữa trị chín kiếm diệt tiết trận, thả ở đâu đều khó có khả năng thiếu người bảo hộ. Đây chính là có thể vây giết hóa thân cảnh trận pháp. Thấy hai người khách khí trao đổi, anh Thanh trong lòng thở phào, nàng chỉ là có chút xảo trá, cũng không phải là thật ngang bướng, biết cả hai đều đối với mình cực tốt, cũng không hy vọng giữa hai người sinh ra cái gì kẽ hở nhưng lập tức lại cảm thấy có điểm gì là lạ, lại nói không nên lời nơi nào có vấn đề. Thẩm đại ca, đây là ta một vị trưởng bối, nàng muốn cùng. Lời còn chưa dứt, anh Thanh liền chịu một cái đầu băng. Ta kêu huynh, ngươi gọi đại ca. Hứa Huyền vận lườm nàng liếc mắt. Anh Thanh cuối cùng phản ứng lại vấn đề ở chỗ nào, nhưng nhìn Thẩm Nghi Tuấn tú khuôn mặt trẻ tuổi, câu kia thẩm thúc thúc lại là dù như thế nào cũng không gọi được. Nàng kêu lên một tiếng đau đớn, chôn cái đầu không nói lời nào nghe văn đạo huynh có chuyện quan trọng tại thân, chỉ sợ không để ý tới tiểu bối này, vẫn là để ta tới chiều khán đi như có chỗ cần hỗ trợ, huyền vận cũng nguyện sức mọn. Hứa huyền vận giống là vì phản bác lúc trước bị chân nữ sen thường kinh nghiệm quá nhỏ bé, nói chuyện giọt nước không lọt, nhất cử nhất động ở giữa đều là máy móc, tìm không ra mảy may mau bệnh. nhìn sen nằm bộ dạng này chính thức bộ dáng, thấm nghi nhiều mai. đều được, anh thanh nếu như có thể lưu lại, tự nhiên là tốt nhất, không nói tuyệt phẩm linh căn tin tức, ít nhất thanh kiếm trận trước chữa trị hoàn tất chính mình cũng có thể thêm ra một kiện cực kỳ cường hãn trợ lực bắt quá này dù sao cũng là việc nhà một ngoại nhân ngược lại không tốt tham dự quá nhiều thấy thẩm nghi này hơi lộ ra qua loa hồi phục Khứ huyền vận chẳng qua là cười nhạt một tiếng xem ra là vừa rồi vô ý làm cho đối phương khinh thường chính mình không ngờ là có thể tham dự hóa thần đấu pháp tu sĩ lúc trước một trưởng kia dù chưa chân chính phát ra tới nhưng cũng tuyệt không phải hỗn nguyên cảnh có thể ngăn cản chỉ bắt quá loại thủ đoạn này cũng không phải là thanh niên độc hữu bàn về vượt biên đấu pháp hứa ra mới thật sự là tổ sư gia chuẩn bị xuất phát thẩm mỹ mắt nhìn bên cạnh phát hiện đã không có người mong muốn lại trao đổi cái gì dứt khoát đứng dậy hướng phía nơi xa gật gật đầu kim bảo văn vội vàng đi tới dẫn đường tiền bối mời tới bên này mấy người cùng nhau đi giá bát phương ăn lâu không biết tiền bối muốn dùng loại nào thân phận đến thăm trịnh gia hắn thất giọng hỏi một câu nếu là có tiên môn cùng đại càn như vậy đỉnh tiên thế lực làm chỗ dựa trịnh gia tự nhiên là chỉ có thể cung kính đón lấy dù cho lần một điểm có thể cùng trịnh gia ở vào ngang nhau cấp độ cũng không có khả năng bị cự tuyệt ở ngoài cửa nhưng dạng này có cái chỗ xấu cái kia chính là thân phận quá cao thế tất sẽ khiến trịnh gia kiên kỵ bị người thời thời khắc khắc chăm chăm phòng muốn xem thấy tuổi một cô hồ là chuyện không thể nào tán tu thầm nghi đạp ra khỏi sườn cốc tế gia hồng vân như thế rất tốt chỉ bất quá tu sĩ so phàm phu tục tử càng thêm thể lực tiền bối đến lúc đó ngàn vạn lần đừng nổi giận hơn kim bảo văn cho đối phương một lời nhắc nhở nào có đạo huynh như vậy tán tu hứa huyền vận lắc đầu nắm lấy cơ hội liền bắt đầu khoe khoang nàng từ trong sách học được kinh nghiệm tán tu không có có chỗ dựa nấm nấp lo sợ tu hành sợ bị người khác ghi hận tiệt sẽ không dùng đặc thủ rõ ràng như thế yêu vân tới thay đi bộ nói xong nàng lấy ra một đầu thường thường không có gì lạ thuyền gỗ đem hắn tế trên không trung ước chừng dài ba trượng ngắn Hứa Huyền Vận trước tiên đạp vào thuyền gỗ, lại đem anh Thanh kéo tới bên cạnh, lập tức mời Thẩm Nghi đi lên. Nếu không phải Thẩm Nghi còn quá trẻ nhìn qua tội như là một nhà ba người, dạng này liền giống, lòng mang ác ý người sẽ rất ít mang nhà mang người hành động. Hứa Huyền Vận bóp pháp quyết, không nghi tới nay nhìn như thường thường không có gì lạ thuyền gỗ, lại so yêu vân còn nhanh hơn mấy lần. Thẩm Nghi hơi hơi kinh ngạc, bất qua đối với hắn hiện tại mà nói, cái gì đều là càng nhanh càng tốt. Thời gian đã không nhiều, không chỉ muốn đột phá hóa thần, còn muốn trở thành hóa thần bên trong người nổi bật, trong đó áp lực có thể nghĩ. Đại càn không phải cái gì thế lực nhỏ, nghĩ bảo vệ dạng này một phương to lớn cự vật, ít nhất cũng phải nhiếp quân cấp bậc kia mới có thể làm đến. Mà chính mình cách cảnh giới kia, thật còn kém thật xa thật xa. Mây trắng phiêu miểu, thanh sơn tú lệ, cả hai kết hợp, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến tiên nhân. Mà an cư nơi này chỉnh ra, mặc dù không coi là tiên môn, nhưng dựa vào thâm hậu nhân mạch quan hệ, miên cương cũng coi là tiên môn chi nhánh. Dùng trịnh gia làm trung tâm, chung quanh tụ họp không ít tiểu tộc, kim gia liền là một cái trong số đó. Đỉnh núi bên trên đứng sừng sững lấy cao mấy chục trượng ảnh hình người. Tay nâng kinh quyển cung đạo kiếm, của nhiên là khí chất xuất trần, nhìn xuống chúng sinh. Phải biết ở loại địa phương này, có thể nói là yêu ma vây quanh, không chỉ có thể chiếm tiếp theo mảnh trung linh dục tú cuồn cuộn dãy núi, còn nên ngang tượng nặn, hoàn toàn không sợ bị người bên ngoài hoặc yêu ma để mắt tới. Đại biểu chính là thâm hậu lực lượng. Cái kia chính là Trịnh gia tiên tổ, nguyên lai like tại Huyền Quang động cũng là đứng hàng đầu chân nhân, chỉ tiếc thỏ nguyên hào hết, tạo tiêu bỏ mình, bất quá lưu lại nhất mạch truyền thừa, cam đoan Trịnh gia vĩnh viễn tại Huyền Quang động có. Một chỗ cắm rủi, Kim Bảo Văn đứng tại mây trắng bảo cụ lên, nhìn ra được, hắn nói đến Trịnh gia lúc, rất có loại cùng có vinh yên cảm giác tự hào. Dù sao cũng là quan hệ thông gia, chỉ bất quá trong năm tháng dài đằng đẵng, này tụ ở chung quanh tiểu tộc đều dùng cùng trịnh gia nhờ và trước quan hệ làm vinh vô luận là gia thiên kiếu nhận làm con thừa tự cho trịnh gia vẫn là đen tiên tư hiểu điệu ván. bối gà đi vào ngược lại thủ đoạn ra hết đều là leo lên thần thích cũng không thể coi là cái gì đặc biệt lại thêm kim gia gà đi vào một mạch kia đã sớm chặt đứt hắn mặt dạn mày dày muốn cầm tiên tổ quan hệ đi lấy chút chỗ tốt bị gọn gàng mà linh hoạt cự tuyệt duy nhất còn lại tác dụng chính là có thể dựa vào tên tuổi tự do ra vào trong đó đích thật là cùng huyền quang động của quan hệ Hứa Huyền Vận bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, đem Hứa ra đại trận hộ sơn thu vào đáy mắt. Ân thế nhất đoạn tháng ngày, chính mình chân tàng đồ vật, bây giờ lại khắp nơi đều có thể trông thấy, cũng là có chút buồn cười. Chỉ bằng này phát trận, chính là hóa thân cảnh tu sĩ tới, cũng phải hao phí rất nhiều khí lực. Đó là tự nhiên. Kim Bảo Văn hướng thẩm nghi nhìn lại, nhiệm vụ của hắn liền là chứng minh tin tức là thật, thật không nghĩ qua phải đắc tội chính gia. Tiên bối, liền giao cho ta tuổi nói đi. Đạt được thanh niên sau khi đồng ý, Kim Bảo Văn chậm rãi lên núi thôn trang hạ xuống, hắn cùng cái kia thủ vệ người nói nhỏ vài tiếng, vừa chỉ chỉ trên trời. Sau một khắc, chỉ thấy hai người kia bay thẳng đến trước một bước, đem Kim Bảo Văn cho đánh tới thêm đá. Lão gia, trong nhà đã sớm nói mấy năm gần đây không tiếp khách, còn dám hướng trịnh gia dẫn người, người là chán sống mùi không thành. Hứa huyền vận yên lặng hướng bên cạnh nhìn lại, phát hiện trong mắt thẩm nghi đồng dạng lướt qua mấy phần nghi ngờ. Cũng không phải bởi vì lão nhân liền chút mặt mũi này đều không có, mà là bởi vì Kim Bảo Văn giàu gì cũng là bà đang cảnh võ phu. Tuy tiện hai cái canh cầu người trẻ tuổi liền có thể đem đụng đổ, nếu là thật có như vậy nội tình, dứt khoát nhường đại càng rời khỏi đồng minh, nhưng trịnh gia chống đi tới được rồi. Bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử, ta chảm yêu trừ ma tập 283. Nghĩ làm cái gì yêu thiêu thân? Diễn kịch, liền anh thanh đều nhìn ra không thích hợp, nhưng lại nghi mãi mà không rõ nguyên nhân. Nếu như nói Kim Bảo Văn là tự nhận là tìm được chỗ dựa, nghi muốn cưỡng chiếm thẩm đại ca thiên tài địa bảo, này đều đi tới cửa, trực tiếp trốn vào đi không phải tốt, hà tất vẽ vòi thêm chuyện làm ra như thế vụng về trò xiếc ta kim bảo văn vươn mình đứng lên vô ý thức nhìn lên bên trên nhìn lại cho mắt thêm ra mấy phần hoảng hốt rõ ràng hắn cũng là phản ứng lại cử động như vậy tuyệt đối sẽ để thẩm nghi lầm sẽ tự mình nhưng đối phương chính là dùng tán tu thân phận tới chính mình biểu hiện được quá mức tầm thường tại chỗ nói rõ lý do cái gì chẳng phải lộ tẩy lần này loại ăn cây táo rào cây sung sự tình nào có đổi ý đạo lý đến lúc đó khiến cho hai phía không lấy lòng mạng nhỏ sợ là có muốn không bảo đảm con có này hai thủ vệ tiểu tử, sao đắc lực khí như thế băng bạc quái tai. Ý niệm tới đây, Kim Bảo Văn vội vàng thu hồi tầm mắt, bày ra một bộ tức đến nổ phổi bộ dáng. Hoang đường, ta chính là Trịnh gia nhiều năm quan hệ thông gia, các ngươi dựa vào cái gì nắm ta ngăn ở bên ngoài? Ta đối Trịnh gia có thể là một mảnh chân thành mấy vị này chính là lão phu quen bạn mới hào hữu, nghe nói Trịnh gia thành danh, đặc biệt tới quyết sọn, các ngươi chờ có quá thất lễ. Trong miệng câu câu không rời Trịnh gia kỳ thực biểu trung tâm đối tượng lại một người khác hoàn toàn hứa huyền vận thần sắc ở giữa lướt qua mấy phần dị dạng lặng yên liếc nhìn bên cạnh thanh niên đối phương đến cùng có cỡ nào bản sự có thể nắm lão nhân kia dọa thành bộ dáng như vậy Thẩm nghi từ vừa mới bắt đầu hoài nghi cũng không phải là kim bảo văn hắn trong mắt nhìn về phía cái kia hai cái thủ vệ người trẻ tuổi ngay tại vừa rồi hai người động thủ trong nháy mắt đúng là không có khí tức hợn sóng tình hình như vậy đối thẩm nghi không tính lạ lắm dù sao hắn trên đường đi dựa vào tôi thể võ học ra tay lúc không cần điều động khí tức đã chiếm qua rất nhiều lần tiện nghi am hiểu sâu con đường này thế nhưng tôi thể võ học cũng không dựa vào trời tư mà là mài nước công phu cần đại lượng thời gian đi trồng chất kim bảo văn cùng trịnh gia quan hệ vẫn tính mật thiết nhưng thật sự là tôi thể võ học không có khả năng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả vừa rồi bị đẩy tè xuống đất lúc cũng không đến mức lộ ra trong nháy mắt mờ mịt thất thố có thể tăng lên tôi thể võ học tu tập tiến triển đồ vật cũng không phải là không có tỉ như lúc trước kim cương môn liền có một khỏa kim cương bồ đề bảo thụ trịnh gia hoặc là có được một loại nào đó bảo thực hoặc là liền là nắm giữ cùng tôi thể võ học tương tự thủ đoạn vô luận là loại tình huống nào thẩm nghi đều cảm thấy rất hứng thú quan hệ thông gia thủ vệ hai người bỗng nhiên cười nhạo một tiếng lập tức hở hững ông cánh tay mà đứng thản nhiên nói gia chủ nói không tiếp khách người kể kia hai ba phần mặt mũi không dùng được mặc kệ là nhà ai người tới đến thăm đều lĩnh trở về đi kim bảo văn ngơ ngác một chút bỗng dưng phản ứng lại xem hai người này làm như có thật tư thái giống như không phải tại nhầm vào chính mình hắn lập tức có chút gấp Hôm nay nếu là không có thể đem thẩm nghi mang vào chính gia, nắm những thiên tài địa báo kia giao về đi còn là chuyện nhỏ, đối phương coi là bị lừa gạt, dưới cơn nóng giận làm thịt chính mình cũng có thể. Kim Bảo Văn hạ giọng, đây chính là toàn gia tán tu, tu vi đạt đến hỗn nguyên, bây giờ ẩn thế mà ra, chuẩn bị tìm chỗ dựa, ta thật vất vả mới đem bọn hắn dẫn tới trịnh gia tới. Hai vị còn mời gián xếp một thoáng, tán tu bình thường đều là khổ hề hề đại danh từ, nhưng trong đó cũng có ngoại lệ. Tỷ như trời sinh tính đạm bạc ẩn vào đại thế, rất có thể thực lực không tầm thường đồng thời, còn nắm giữ chút đặc biệt thủ đoạn. Đối với đại bộ phận thế lực mà nói, đều sẽ không dễ dàng đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Nghe vậy, thủ vệ hai người chậm rãi buông cánh tay xuống, lập tức lết nhau. Bọn hắn đại khải đoán được cái kia thuyền gỗ phía trên có hỗn nguyên tông sư tồn tại, nhưng lại không nghĩ rằng đối phương lại là tán tu. Tán tu đại biểu cho không có bối cảnh, cũng không người quan tâm, cho lấy, ta đi hỏi một chút. Bên trái người kia gật gật đầu, quay người tiến vào sơn trang. Giống như như vậy thế lực, bình thường đều là thực lực cơ nào Thẩm nghi sườn mắt hướng bên người hai nữ nhìn lại anh thanh đang muốn nói chuyện lại bị cô cô đoạt trước tại đây bên ngoài cái gọi là nhất lưu thế lực cơ hồ có thể đợi cùng với hóa thân cảnh đối đái hoặc là có được chân trình hóa thân cảnh tu sĩ hoặc là có được có thể so với hóa thân cảnh thủ đoạn kém nhất chính là có thể mời đến hóa thân cảnh cương già vì đó chỗ dựa trịnh gia rất rõ ràng liền là cuối cùng một người mặc dù gặp được chân trình hóa thân cảnh tu sĩ tìm đến phiền toái cũng có thể thông qua pháp trận hộ sơn chu toàn một lát trông đến huyền quang động tu sĩ qua tới cứu viện hứa huyền vận nói tiếc, nhất lưu phía trên vậy liền chỉ còn tiên môn cùng đại càn như vậy tuyệt đỉnh thế lực chỉ ít có vượt qua mười vị trở lên hóa thần tọa trấn thuộc về một phương cử phách người bên ngoài không có thể dung chuyển người tốt nhất cách bọn họ xa xa này loại thế lực bên trong tu sĩ tất cả đều không có ai ra gì xem chúng ta vì tùy ý lấy dùng thịt để ăn thẩm nghi hiện tại có thể xác định nữ nhân này cùng anh thanh một dạng đều dựa vào thư tịch hiểu rõ tin tức đại càn hiện tại đừng nói mười vị trừ ra chính mình, chỉ còn lại một cái vẫn là xí ngốc ngốc ngốc. Cái này tuyệt đỉnh thế lực xưng hô, sớm đã hữu danh vô thực. Đúng rồi, ngươi hỏi cái này làm gì? Hứa huyền vận bỗng nhiên phản ứng lại, lập tức đầu lông mày cau lại, kinh ngạc nói. Ngươi cũng không phải là muốn muốn cướp bọn hắn tuổi mộc. Đừng nói diễn, coi như ngươi thình một tôn chân chính hóa thân cảnh tới, chỉ sợ cũng không dám mở miệng. Tùy tiện hỏi một chút, thấm nghi cũng không phải chỉ biết là sát lục mãng phu, coi như muốn cướp. Vậy cũng phải xem trước một chút đồ vật đối với mình có hữu dụng hay không, bằng không chẳng phải là uổng phí hết hương hỏa nguyện lực. Nghĩ xong, hắn dùng thần hồn trao đổi Thanh Hoa, còn cần bao lâu thời gian? Hồi bẩm ta chủ, mười ngày đầy đủ, Thanh Hoa nhất định tận mau trở lại, mai chờ một chút ta. Nghe Thanh Hoa một bộ sợ bị đổi đi bộ dáng, thẩm nghi trực tiếp cắt ngang đối phương nói liên miên lải nhải. Ước chừng nửa nén hương thời gian, cửa sơn tra người kia chậm rãi lấy ra ngọc giản, tại nghe xong truyền tin về sau, hưng phía trên trời chắc tay. Chư vị mời đi, Kim Bảo Văn lập tức y cười đầy mặt đi vào trong, không có nghĩ rằng vừa mới bước ra một bước, lại bị nắm chặt cánh tay cho đẩy đi ra. Ta là thỉnh tông sư vào bên trong, ngươi xem náo nhiệt gì lan. Người giữ cửa không chút khách khí liếc mắt nhìn hắn. Kim Bảo Văn vẻ mặt âm tính bất định, phụng trộm nhưng hướng trong sơn trang liếc một cái. Hắn luôn cảm thấy đám người này giống như là tại cất giấu cái gì, nếu là có thể trà trộn vào đi, thu hoạch được điểm tin tức mới, đến lúc đó chẳng phải là lại có thể lại bán một bút giả tốt. Đến lúc này, hắn ngược lại không muốn đi, ta cùng thẩm tông sư chính là là bạn tốt, hắn quen thuộc để cho ta bồi ở bên cạnh nghe vậy thủ vệ người kia giống như cười mà không phải cười nhìn lão nhân liếc mắt trầm ngâm một lát nghiêng người tránh ra một con đường tới được thôi hứa huyền vận thu hồi phi thuyền ba người theo trên trời hạ xuống đi theo thủ vệ người kia cất bước đi vào sơn trang còn chưa hỏi qua tông sư họ gì trầm hành tàu tại bên ngoài bình thường đều muốn dùng cái dùng tên giả nhưng cũng có ngoại lệ cái kia chính là bản danh căn bản là không có người biết thẩm nghi liền là loại tình huống này biết hắn tên vô luận là huyền quang động vẫn là thiên yêu quật căn bản liền không có người sống lại thêm tu hành đến nay bất quá thời gian hơn một năm dân đến thân là một tôn trung cảnh hỗn nguyên tông sư lại là hoàn toàn vắng vẻ vô danh tồn tại bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử ta chảm yêu trừ ma tập 284. thẩm tông sư mời tới bên này người giữ cỏ tùy ý đưa tay tại phía trước dẫn đường ngoại trừ hỏi một câu dòng họ bên ngoài đúng là không tiếp tục hỏi nhiều bất luận cái gì tin tức khác hứa huyền vận đứng chắc tay tay áo lớn bên trong cất giấu một viên đá cuội ta cảm thấy có chút không đúng là lạ, lạ ở chỗ nào anh thanh thành thành thật thật theo ở phía sau chúng ta dùng tán tu thân phận tới trịnh gia nếu là có mời trao ý tứ làm sao có thể ngay cả chúng ta từ đâu tới đây đều không quan tâm chút nào liền trực tiếp thả chúng ta tiến đến hứa huyền vận chậm rãi đi tại thẩm nghi bên cạnh vậy chúng ta còn tiến đến anh thanh hướng phía bốn phía nhìn quanh ai biết hẳn nhìn xem liền trầm mặc ít nói ngốc đầu ngốc não đoán chừng liền là kẻ mới ra đời dưa sinh viên Hứa Uyển vận một bên dùng đá cuội truyền âm, một bên hướng phía Thẩm Nghi cười cười, đã thấy thanh niên chẳng qua là nhàn nhạt, nhạt lườm chính mình nước mắt, "Hứ, con ngạo khí vô cùng." Hứa Uyển vận bĩu môi thu hồi tầm mắt, lại nghe anh thanh thận trọng nói, "Kỳ thật Thẩm đại ca tính tình đã rất khá, có ý tứ gì?" Hứa Uyển vận bộ pháp hơi hơi ngưng lại, giống là nhớ tới cái gì, đột nhiên thần sắc quái dị nói, "Ngươi ngay lập tức truyền âm thạch cũng cho hắn rồi." "Cho?" Nghe anh thánh đáp lại, Hứa Uyển vận lập tức xấu hổ toàn thân căng cứng, Ta không phải ý tứ kia, nhưng mà thẩm nghi đã đi theo người giữ cửa bước vào một phương thiền điện, chỉ thấy điện bên trong vẻn vẹn ngồi ba người, phát hiện có người tiền đến, thậm chí không còn đứng dậy đón lấy ý tứ. Trong đó nhiều tuổi nhất người, người mặc một bộ màu xanh sậm áo dài, khô gầy trên cổ mang theo nhàn nhạt, nhạt đốm đen, hai tay giấu tại rộng trong tay áo, nhìn qua một bộ âm mưu đầy tử khí bộ dáng. Vị này là ta chỉnh ra nhị thúc tổ, chính là là gia chủ bảo đệ. Người giữ cửa cung kính giới thiệu một lần, lập tức lại nói, đây là thẩm tông sư từ bên ngoài tới mời ngồi trịnh gia nhị thúc tổ lạnh ngắt nước mắt hai người khác cũng là cùng nhau hướng thanh niên nhìn lại thầm nghi hơi khẽ gật đầu lập tức bình tĩnh nhập tạ coi thần thái mấy người lết nhau trong mắt có dị dạng lấp lánh rất nhanh hứa huyền vận cùng anh thành cũng là khoan thai tới chậm vừa mới bước vào điện bên trong chính là không tự chủ nhớ chặn đầu lông mày ăn đạn đại điện cơ hồ nhìn không thấy cái gì bóng mờ lộ ra mấy phần đè nén lại thêm chủ vị ba người đều là một bộ gần đất xa trời bộ dáng liên cho này trong sự ngột ngạt bằng thêm một chút âm u Hứa Huyền Vận hơi có chút khó chịu mang theo anh Thanh tại Thẩm nghi bên cạnh ngồi xuống, dùng cái kia đá cuội truyền âm nói, một cái cực cảnh, hai cái thượng cảnh, đây chính là cực kỳ dạ người nội tình, không hổ là dính vào Huyền Quang động cây đại thụ này. Vị này là, nhị túc tổ tiếng nói khan khan gió hỏi, thẩm mẫu vợ con, thẩm nghi mặt không đổi sắc nhìn lại, hứa huyền vận tức thời hướng phía lão nhân gật gật đầu. Chỉ có anh thanh nụ cười hơi lộ ra cứng đờ, không hiểu thấu biến thành con trai của thẩm đại ca. Lạnh lang thiên tư không sai, bộ dáng cũng là tuần tú, hổ phụ không khuyển tử. Bên cạnh lão nhân khách khí tán dương một câu, vẫn được, nói về mà bối phận, thầm nghi đáy mắt tuôn ra một chút kiêu ngạo. Mấy cái lão nhân cười cười, cho tới giờ khắc này, thanh niên trên thân cuối cùng có một chút man hoang chi địa ra tới mùi vị, mặc dù tu vi không sai, lại không có gì hiểu biết, ít ngồi đáy giếng. Dâng trà, theo nhị thuốc tổ tiếng ra nói âm vang lên rất nhanh có tỷ nữ dâng lên trà chản cung kính sau khi hành lễ lại cấp tốc lui ra ngoài kim bảo văn cấu thúc ngồi tại nơi hẻo lánh không nghĩ tới ngay cả mình đều có thể lăn lộn đến một chén nước trà hứa huyền vận khách khí nâng chung trà lên thưởng trà một ngụm lập tức trong hai con người tuôn ra kinh ngạc thông quá linh trà còn có cái tên rõ ràng chẳng qua là một miệng nước trà lại giống như là cái gì chân quý bảo dược giống như linh khí dồi dào để cho người ta toàn thân dễ chịu nhị thúc tổ cười khẽ lắc đầu đều là trong sơn trang loại giã trà cũng là không có lấy ra tên là gì chứ vì ưa thích liền tốt rất lời hắn trực tiếp lách qua chủ đề bắt đầu cùng thẩm nghi bắt chuyện dâng lên trời nam biển bắc đủ loại tin đồn thú vị thẩm nghi đang ngồi trầm mặc đại bộ phận đều tiếp không lên lời ta thu hồi câu nói mới vừa rồi kia hắn diễn giống như Hứa Huyền vận tại đá cội bên trong tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thanh niên đơn giản nắm loại kia không có chút nào hiểu biết tán tu bộ dáng diễn chân thực tới cực điểm. A, anh thanh nhờ tới lúc trước thầm đại ca để cho mình chỉnh lý túi chữ vật một màn, ở trong lòng âm thầm than thở, khả năng này không phải diễn. Không biết qua bao lâu, nhị thuốc tổ cuối cùng hắng giọng một cái, Thầm đạo hữu ra tới không lâu, không bằng ngay tại ta chỉnh ra trước ở lại. Ta sơn trang này mặc dù không coi là hào hoa xa xỉ, nhưng cũng có một phen đặc biệt dạ thú, không cần giữ lễ tiết làm phiền thẩm nghi đứng lên nói biệt lập tức hướng phòng đi ra ngoài anh thanh cùng hứa uyển vận động dạng cất bước bắt kịp kim bảo văn con muốn nhân cơ hội lại cùng trịnh gia trèo bầu víu quan hệ vừa mới không lưng liền bị hai cái trịnh gia đệ tử kéo ra ngoài đợi cho trong phòng chỉ còn lại có ba người sắc mặt của bọn hắn trong nẻ mắt âm trầm xuống chỉ thấy mấy trên bàn lớn nước trà cơ hồ đều bị uống cạn chỉ có thẩm nghi trước mặt ly kia lại là từ đầu tới đuôi cũng không có động qua không kiến thức lại nhát gan, chẳng lẽ còn tưởng rằng chúng ta tại trong trà hạ độc không thành, không hổ là tán tu. Có lão nhân hừ lạnh một tiếng, nhị thúc tổ chậm rãi đứng dậy, đi đến cái kia phía trước bàn. Hắn cuối cùng nhấc lên nào bao rộng, nhưng xương xuất thủ trưởng nhưng phải trách dị mà giữ tợn. Toàn thân do thô rác dễ cây từng cục mà thành, miễn cưỡng hình thành năm ngón tay bộ dáng, trong đó còn thiếu một đoạn. Hắn huy trưởng phất qua chén trà, chỉ thấy trong nước trà có ánh sáng điểm chảy ra, tại hắn trong lòng bàn tay hội tụ, hóa thành khô mộc, đem thiếu cái kia một đoạn đầu ngón tay bổ sung. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới cười nói. Các ngươi lại là nhìn nhầm, hắn nhìn như nhất gia chi chủ, kỳ thực lại là chỉ có tuổi ra, mô tạng không được đầy đủ, nhiều nhất trung cảnh hỗn nguyên, cái kia vị núng điệu vợ cả, mới thật sự là cao thủ, chỉ sợ không thua. Lão Phu, chỉ cần nữ nhân kia uống trà, đầy đủ, hạ độc loại thủ đoạn này, trừ phi là sở trường con đường này, bằng không rất khó đối hỗn nguyên tông sư lên cái gì hiệu quả. Dù sao độc đều đối đạo anh vô dụng, có thể ảnh hưởng đến đạo anh kịch độc, lại làm sao có thể giấu ở một chén nước trà bên trong nhìn không ra trà này bên trong không chỉ không có độc mà lại thả thiên địa chí bảo là chân chính có khả năng nối thẳng hóa thân bảo vật nhị thúc tổ tiểu tụy mang đốm đen ra mặt cấp tốc run run cứng ép kiềm chế trong lòng ý mừng Phần đục trong hai con người có cùng nhiệt bốc lên đầu này hóa thân con đường không chỉ hắn tại đi mà lại là toàn bộ trịnh gia người cùng đi cả tộc phi thăng chỉ bắt quá bây giờ chỉ dựa vào bọn hắn đã không đủ tính này tán tu vận khí tốt tới trùng hợp lúc này mới có tư cách cùng nhóm người mình cùng lên đường xem trọng bọn hắn khan khan tiếng nói tựa như dạ thú gầm nhẹ bên ngoài chính điện tay trịnh gia đệ tử dẫn đầu dưới thẩm mi ba người đi vào một chỗ sân nhỏ chư vị có gì cần thỉnh cứ việc phân phó người kia khách khí chắp tay quay người rời đi sân nhỏ người có phát hiện hay không những người này thái độ đối với chúng ta biến nhiệt tình một chút Hứa Huyền Vận cảm thụ được dư thừa linh khí, có chút hiếu kỳ lúc trước trà đến cùng là cái gì, mặc dù dùng hứa ra nội tình, lại cũng chưa từng tiếp xúc qua vật tương tự. Bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử, ta chảm yêu trừ ma tập 285, Người một ngụm không uống, thật là có chút đáng tiếc. Hứa Huyền Vận nhìn ra thầm nghi là bởi vì cẩn thận, nhưng uống trước đó, nàng đã xác nhận qua cái kia nước trà không có vấn đề, không có gì tốt đáng tiếc. Thầm nghi ở trong viện ngồi xuống, ánh mắt nhìn giống như tùy ý hướng chung quanh quét tới, tinh quang sáng rực, Đêm tòa sơn trang này địa hình phân bố đều thu vào đáy mắt hắn có khả năng tại lục lý miếu thôn thuận miệng uống vào hài đồng đưa tới vần đục nước giếng nhưng tuyệt đối không thể có thể chạm thử tu sĩ vô duyên vô cờ dâng lên bào dược dù cho thật là đổ tốt thầm nghi cũng càng thói quen nắm bắt tới tay về sau chính mình sẽ chậm rãi ngâm uống húng chi lần này là vì linh căn tới lúc trước ở trên đường thời điểm thầm nghi cũng hướng anh thanh lần nữa hỏi thăm linh căn sự tình cái gọi là linh căn, đơn giản liền là kết nối đạo anh cùng thiên địa chất môi giới, chủ yếu ngay tại cái kia linh chữ lên. Tuổi mộc có thể hay không trở thành linh căn, đây là ẩn số, dù sao căn cứ anh thanh đọc qua qua thư tịch, vẫn chưa có người nào cầm tới sống qua tuổi mộc. Nhưng nếu như nó thật bị dưỡng thành ông sát đồ vật, khẳng định là sẽ không thiếu linh tính, liền là phẩm chất không tốt làm nói. Sợ theo thường quy phán đoàn có ý thức linh căn, cái kia chính là tuyệt phẩm, nhưng bị người cưỡng ép nuôi ra tới, hiệu quả liền không biết. Dù như thế nào, như vậy hiếm có đồ vật, cũng đáng được thẩm nghi tới đi một chuyến hắn hơi vất tay rất nhanh kim bảo văn liền bị vật gì đó cho liên lụy đi qua thẩm nghi đem vẻ kia kình cước chuỗi vòng tay thu hồi chữ vật bảo cụ duy nhất một lần nói xong đi tiền hàng thanh toán xong hắn cũng không phải cướp của kẻ cướp người kim bảo văn bồi tiểu vuốt với cánh tay thấp giọng nói sơn trang phía đông có tòa trúc lâu nơi đó trông coi cực kỳ xâm nghiêm ta không xác định tuổi mộc có phải hay không ở đằng kia nhưng bên trong nhất định ẩn giấu không muốn nhiều người bên ngoài biết đến đồ vật Nói xong, hắn tề mi lộng nhãn nói, một khi nơi đó bị người bên ngoài xâm nhập, trịnh gia khẳng định sẽ đề phòng, đến lúc đó xem bọn hắn thủ ở nơi nào, trong đó chắc chắn liền có tuổi một tin tức. Đừng nói, lão tiểu tử này tu vi không cao, thế nhưng bán lên trịnh gia đến, đầu óc thật đúng là dùng rất tốt. Tiền bối, như nếu không có chuyện gì khác, ta liền đi trước. Kim Bảo Văn bước nhanh rời đi sân nhỏ, hiện tại trịnh gia có phòng bị, hắn tiền đến cơ hội cũng không nhiều, còn phải nắm chắc thời gian sưu tập tin tức mới được. Đợi cho bên trong viện chỉ còn lại có ba người. Hứa Huyền Vận này mới kinh ngạc nắm chặt đá cuội, ngươi thật sự là tới giật đồ, tuy tiện nhìn một chút, đồ đần mới tin người Hứa Huyền Vận sắc mặt có chút khó coi, đồng thời chừng bên cạnh giữ im lặng anh thành nước mắt, đã nói xong chẳng qua là đến xem tuổi mộc đâu. Cháu gái này hung ác lên liền cô cô đều lừa gạt đúng không? Chính mình là cực cảnh hỗn nguyên không giả, tại đại bộ phận địa phương đều đủ để tự vệ, nhưng ở trong đó tuyệt không bao gồm một cái nào đó nhất lưu thế lực trong nhà. Không nói những cái khác, cái kia pháp trận hộ sơn liền đủ nàng uống một bình. Ta đi xem bọn họ một chút trận pháp anh Thanh móc ra sách nhỏ kích động làm xong động thủ chuẩn bị hứa ra cùng huyền quang động chính là tử thù chị ra lại là huyền quang động dưới trướng trước ngựa phong thế này sao lại là mình tại giúp thẩm đại ca đây rõ ràng là thẩm đại ca tại giúp hứa ra chút giận cẩn thận một chút thẩm nghi gật gật đầu lại nhắc nhở một câu ở trước mặt người ngoài nhớ ký đổi cái xưng hô anh thanh khuôn mặt nhỏ vặn ba một thoáng không tình nguyện hô biết cha rất lời năng dầu dĩ không vui hướng ngoài viện nhỏ đi ra ngoài đi ta xem như sợ các người hứa huyền vận thở dài luôn cảm giác bị lừa tiến vào ổ sói càng để cho người ta buồn bực chính là rõ ràng muốn mời mình giúp làm sự tình thanh niên này còn là một bộ lãnh lãnh đạn đạm bộ dáng sau từ bản thân đối phương mới giống như là thế lực lớn ra tới còn rất lớn thế lực cần phải là tiên môn cùng đại càn mới có thể nuôi dưỡng được dạng này ngạo khí thiên kiêu thẩm nghi nhắm mắt điều tức thuận tiện lại thúc giục một thoáng thanh hoa nay đều đã trà trộn vào tới hiện tại liền chờ kim thân trở về vào đêm Trịnh gia người ngoại trừ đưa tới công canh bên ngoài, còn đưa tới ba người phần trà xanh. Qua một đoạn thời gian về sau, lại phái người tới thu hồi. Nhưng lần này cũng chỉ còn lại có hứa huyền vận sẽ đi đụng cái kia linh trà. Anh Thanh mặc dù không biết nguyên do, có thể đã hưởng qua một lần, cũng ghi chép lại, Thẩm đại ca không động vào nàng dứt khoát cũng không đi loạn động. Như thế nào bưng tới công canh, liền nguyên dạng bị bưng trở về. Có thể là đồ ăn không hợp tông sư khẩu vị. Trịnh gia từ đệ che dầu đáy mắt dị dạng. Ta tu tích cốc chi pháp, không thích thịt để ăn mụ cốc thẩm nghi thuận miệng qua loa thì ra là thế lệnh cái kia từ đệ mắt nhìn trống chân ba cái chén trà cũng không có hỏi nhiều nữa cung kính thố lui ra khỏi sân nhỏ thẩm đại ca ta đã thăm dò bọn hắn bố trí pháp trận quy luật dù sao cũng là chính mình đồ vật anh thanh không thể quen thuộc hơn được chỉ cần tùy tiện coi trọng một vòng liền có thể nắm giữ những chi tiết kia chỉ cần không phải bọn hắn chủ động khống chế pháp trận chúng ta có khả năng tại trong sơn trang này tùy ý đi lại chuẩn bị một chút thẩm nghi hướng nàng vươn tay anh thanh cực kỳ hiểu chuyện lấy ra mấy cái trận bàn bắt đầu bài ra tới rất nhanh trên thân hai người khí tức liền bị triệt để che lấp liên thân hình đều trở nên hốt hoảng không chừng không phải ta đây hứa huyền vận ngẩn người anh thanh nghi hoặc nhìn lại cô cô cũng muốn đi sao rất lời nàng bấm pháp quyết đem đối phương cũng thả vào hứa huyền vận khỏe môi có quốc hai lần một cái hỗn nguyên trung cảnh thêm một cái bao đan cảnh liền dám ở chỉnh ra khắp nơi chạy tán loạn vậy mà hoàn toàn không còn nắm chính mình tính đi vào mượn màn đêm thấm nghi cầm lén anh thanh trực tiếp nhằm hướng đông một bến trúc lâu lao đi nay gọi phòng giữ xâm nghiêm Hứa Huyền Vận cùng ở phía sau, liếc nhìn trong tầm mắt thêm giá trúc lâu, chỉ thấy ước trường cao 3 trượng hai tầng lầu nhỏ, bên cạnh đúng là không có nửa đạo thân ảnh. Thẩm Nghi Kim Biêu thần thông thi triển ra, rất nhanh liền khóa chặt ba cái vị trí, đều có cao thủ trông coi. Sau một khắc, hắn thi triển ra rất lâu chưa từng vận dụng tiêu giao thừa phong quyết, dung xào trá góc độ trực tiếp vòng qua ba người, hóa thành thanh phong chui vào trúc lâu. Hơi nhắm mắt cảm thụ một thoáng, hắn thản nhiên nói, không ai, hiểu rõ, bên trong không người trông coi, cái kia đại khái xuất liền là trận pháp anh thanh hơi băn khoăn một vòng vành lên trên mặt đất bắt đầu lục lọi rất nhanh có nhàn nhạt, vừng vầng sáng tại nàng đầu ngón tay nở rộ nàng một bên phá giải lấy trận pháp một cái tay khác còn đang loài hoay trận bàn hoàn mỹ che giấu khí tức ước chừng thời gian một nén nhang sau anh thanh kéo lấy thẩm nghi ông tay ảo thuận tiện mắt nhìn thật vất vả chui vào tiền đến cô cô lại nằm lấy đối phương thủ đoạn ba người cùng nhau tan biến ngay tại chỗ ánh sáng lưu động ở giữa một phương chặt trội phòng tại trước mặt trải rộng ra trước tiên đập vào mi mắt là một thanh treo trên tường huyền kiếm thân kiếm thon dài, bao hàm vô biên rét lạnh, xem xét liền không phải là phàm vật. Anh thanh gọn gàng mà linh hoạt móc ra sách nhỏ, sau đó gom góp đi qua tử tế suy nghĩ, một lát sau đồng tử thít chặt, nàng che miệng, thất giọng nói: "Đây là Ngô Đồng Sơn đốc khí công nghệ, bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử, ta chảm yêu trừ ma tập 286." Thẩm Nghi hướng phía trước đi đến, tại chuôi này thon dài huyền kiếm bên cạnh, trưng bày một cái ngọc giàn, hắn đưa tay đem hắn lấy tại lòng bàn tay, nhắm mắt dùng thần niệm rót vào đi vào, một lát sau, bảng bên trên thêm ra một nhóm chữ, hóa thần chân, thần tiêu chân lôi kiếm pháp, chưa nhập môn. Thẩm nghi mở mắt ra đem ngọc giản đưa cho anh Thanh. Anh Thanh tò mò rót vào thần niệm, lập tức biến sắc lại biến, phảng phất nắm khối nóng bỏng ba nủi, vô ý thức đem ngọc giản ném. Hứa Huyền Vận vừa mới nghe được thanh kiếm kia xuất từ Ngô Đồng Sơn về sau, liền đã có lui bước chi ý. Do phút này một thanh tiếp được ngọc giản, thần sắc hơi trầm xuống. "Coi từ gì?" Anh Thanh khuôn mặt nhỏ phát khổ, run rẩy run rẩy nói, "Nhếp Quân, nàng thế mà trong lúc vô tình quan sát Ngô Đồng Sơn đến chân công pháp, cũng không biết hiện tại móc trong mắt còn có kịp hay không, Huyền kiếm chân nhân chết tại trịnh gia rồi." Hứa Huyền vận mở to con mắt, hướng chuôi này Huyền kiếm nhìn lại, "Không đúng vậy, chuôi kiếm này vừa mịn lại hẹp, cùng trong sách ghi lại không giống nhau à, nhìn qua càng giống là cho cô nương chuẩn bị, cô nương, có lẽ là đệ tử của hắn?" Anh Thanh lùng ta lùng túng đáp lại nói, bình thường tới nói, Ngô Đồng Sơn căn bản không thu đồ đệ đệ, nhưng cũng có ngoại lệ, ví như 12 vị chân nhân gặp được tán thưởng ván bối, có thể đơn độc vì đó ký danh. Ký danh đệ tử không thuộc về Ngô Đồng Sơn, chỉ có thể tự xưng mỗ mỗ chân nhân môn sinh, càng không khả năng cầm lấy Ngô Đồng Sơn công phát chạy khắp nơi. Chỉ sợ cũng chỉ có nhiếc quân mới có thể đem như vậy chân pháp trực tiếp giao cho đệ tử, dù sao chỉ cần không phải bị hóa điên, ai sẽ đi đoạt hắn đồ đệ đồ vật. Trịnh gia nhiều chết no, Hứa huyền vẫn nuốt ngụm nước bọt, đối với tu sĩ mà nói, giết người cũng không tính là gì việc lớn. Thế nhưng dù sao cũng phải có cái lý do à. Giết người đoạt bảo, công pháp này cho ngươi, có thể hay không luyện thành là một chuyện, dù cho đã luyện thành ai dám dùng. Một khi chuyển đi, Liên Huyền Quang Động đều muốn chịu liên lụy. Thầm nghi liếc mắt huyền kiếm, kiềm chế lại đem hắn thu vào chữ vật đại ý nghĩ. Kim thân còn chưa có trở lại, không cần thiết đánh rắn động cỏ hắn nhớ tới theo trên thân trịnh tử thăng nhặt được cái kia tôn tụ linh lô lại nghĩ tới ban đầu ở đại càn thời điểm nhất quân chính là bởi vì đệ tử chết rồi mới một đường truy sát hóa huyết yêu hoàng không ngờ đầu kia yêu hoàng là bị oan uổng đoán chừng liền nhất quân đều không hướng phương diện này cân nhắc qua giám động đệ tử của hắn người cũng không phải là tiếng tâm lừng lấy tồn tại lại có thể là huyền quang động dưới trướng không chút nào thu hút trịnh gia đệ tử này chết tại nơi này sau đó bị giá họa cho hóa huyết yêu hoàng nhường cái kia con bò không rảnh đi quản gia bên trong vợ con cho mình cơ hội thở dốc nhưng cũng đưa để nó ngã xuống đến mức thiên yêu quật chấn nộ sắp bày ra trả thù thấm nghi còn thừa lại một vấn đề có thể bị nhiếc quân tán thưởng người thậm chí truyền xuống hóa thần cảnh công pháp nói do hắn thực lực ít nhất cũng chạm đến hóa thần cánh cửa chỉ bằng trịnh gia trước mắt triển lộ ra nội tình bọn hắn là thế nào lặng yên không một tiếng động chém giết đối phương có thể đem trách nhiệm vung ra trên thân thiên yêu quật nói do cái kia đệ tử liền tin tức đều truyền không đi ra thẩm nghi hướng chung quanh nhìn lại phát hiện gian phòng bên trong cũng chỉ cất giữ hai món đồ này hắn thu tẩm mắt lại về trước đi được, liên tình tình mê mê anh Thanh cũng biết vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào. Nàng vội vàng bấm pháp quyết, lần nữa khởi động trận pháp. Tại thầm nghi dẫn đầu dưới, ba người đem đồ vật thả lại nơi xa, cấp tốc rút lui chút lâu, về tới sân nhỏ. Chuyện không thể làm đi, hứa huyền vận còn chưa kịp thở phào, chính là quả quyết có phán đoán. Trịnh gia rất không giống người bên ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Anh Thanh không nói gì, chẳng qua là an tính ngốc ở bên cạnh. Nàng là nhìn qua cái kia tôn tụ linh lô nói rõ trịnh tử thăng biết việc này, cũng lựa chọn bao che cùng chia quả. Lại thêm dùng thực lực của đối phương, chẳng qua là huyền quang động thế hệ trẻ tuổi thôi, căn bản không có khả năng làm đến cái ghét tuổi mộc. Vấn đề này đại khái xuất còn có huyền quang động khác hóa thần thật người tham dự vào. Nắm trận pháp đồ nhớ kỹ cho ta, thầm nghi hướng phía anh Thanh gật gật đầu. Người không đi, anh Thanh còn không nói chuyện, hứa huyền vận đã mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Cái gọi là giao cạn không cần phải nói sâu, nhưng xem ở đối phương chiều cố anh thanh một thời gian mức, Hứa Huyền vận do dự một chút, vẫn là nói tiếc, mặc dù ta cũng hết sức hy vọng có người có thể làm cho Huyền Quang động ăn của đắng, nhưng lần này thực sự quá nguy hiểm, tu hành cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, bỏ qua cơ hội lần này, chỉ cần duyên phận đến, Chưa hẳn không thể gặp được hạ một cái cơ hội, tu hành chú trọng duyên phận, thiên tài địa bảo loại chuyện này, người nào giảng được rõ ràng, nói không chừng bước ra chỉnh gia môn, quay người liền có thể đạt được tin tức khác, thầm nghi lườm nàng liếc mắt, muốn trở thành hóa thân bên trong người nổi bật lại thêm thời gian eo hẹp gom góp nắm hy vọng đặt ở hư vô mờ mịt diên phận bên trên không khỏi quá mức lừa mình dối người bắt lấy mỗi một cái cơ hội mới có dư vững chính mình cơ bản bàn khả năng mời đi hắn đứng dậy chắp tay lập tức quay người đi vào giữa phòng anh thanh phát hiện giống như không có người quan tâm ý kiến của mình ta cũng không đi anh hứa huyền vận nhàn nhạt lết nào một cái bình thường cười đùa thì cũng thôi đi ngay tại lúc này vẫn là đêm này bốc đồng tính tình thu vừa thu lại đi chết của người trận pháp đổ đi Dứt lời, nàng đi đến thẩm nghi trước cửa, ta không sẽ rời đi quá xa, nếu ngươi muốn đi, hoặc là gặp được sự tình gì, ta lại ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Hứa gia nhân tuyệt sẽ không lỗ máng, nhưng cũng có ơn tất báo. Đa tạ, trong môn truyền đến thanh niên đáp lại, thắng dương lại 6-7 ngày, cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Ta cùng ngươi ra tới có thể không phải là vì tại đây bên trong giam lại, chính ngươi ở lại đi. Hứa huyền vận vẻ mặt tức giận, rất anh thanh dẫm lên thuyền gỗ, chính là lướt qua chân trời. Động tĩnh như vậy đưa tới không ít người chú ý rất nhanh liền có trịnh gia trưởng bối rơi đến trong sân hiếu kỳ nói thẩm đạo hữu đây là thế nào thẩm nghi không có trả lời chỉ là cười cười hiểu rõ hiểu rõ nam nhân kia hồi trở lại dùng nụ cười tôn phu nhân không biết được này bên ngoài hung hiểm có cử động này thật sự là chuyện rất bình thường thẩm đạo hữu yên tâm ta sẽ chờ giúp người khuyên nhủ nàng hai người giữa lúc trò chuyện ba đạo lưu quang nhảy lên lên chân trời mắt ở thuyền cố phía trước phu nhân bất giận chuyện gì cũng từ từ ta nếu là không thật tốt nói sao hứa huyền vận đem về tức giận biểu hiện cực tốt lan kem một tiếng đã là từ bên hóng rút ra trường kiếm ta hai vợ chồng sự tình đến phiên các ngươi để ý tối, tránh ra ba người liếc nhau thần sắc bình thản chúng ta cũng không có xen vào việc của người khác ý tứ chỉ bất quá không muốn xem hai vị bởi vì ta trịnh gia sinh ra cái gì kẽ hở ngài nếu là nhất định phải rời đi chúng ta cũng không ngăn trở chẳng qua là hy vọng phu nhân có thể yên tĩnh một chút tiếng nói vừa ra Hứa Huyền Vận đã là trực tiếp lái thuyền hướng phía trước lao đi. Ngay tại nàng bấm pháp quyết trong nẻ mắt, anh Thanh bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút sườn mắt nhìn lại, chỉ thấy cô cô động tác hơi dừng lại, giống như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, thở dài. Hừ, nàng thu hồi thuyền gỗ, mang theo anh Thanh hướng trên mặt đất rơi đi. Mấy người hơi mỉm cười một cái, phu nhân nghĩ thông suốt liền tốt, chỉ có anh Thanh cảm giác bị lạnh lẽo trong nẻ mắt bao phủ toàn thân cô cô thần thái hào không dị dạng phản ứng cũng chọn không xảy ra vấn đề gì nếu nàng cùng thẩm đại ca thật là vợ chồng liền cực kỳ giống nhất thời khí chạy lên náo tiểu tức phụ vấn đề là nay vợ chồng là giả á bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử ta chảm yêu trừ ma tập 287. tại ba người cùng đi hứa huyền vận nắm tâm thần có chút không tập trung anh thanh đi trở về sân nhỏ ngay tại lúc đó vài vị gần đất xa trời lão nhân cũng là từ đằng xa chậm rãi bước tới người cầm đầu chính là mấy ngày trước đây vị kia trịnh gia nhị thúc tổ thầm đạo hữu trở trách nhất định là ta chỉnh ra chiều đái không chủ đáo lúc này mới chọc giận thẩm phu nhân nhị thúc tổ nụ cười ôn hòa nhưng ở cái kia tờ tiểu tụy gương mặt bên trên lại không hiểu lộ ra có mấy phần khiếp người người tới chuẩn bị yến hắn đến gần bên trong viện đi vào thẩm nghi đối diện ngồi xuống nhường lão phu bày tỏ áy náy ngoại trừ vị này nhị thúc tổ bên ngoài mượn đưa hứa uyển vận trở về cớ ngoài viện còn tụ tập bảy tám đạo thân ảnh toàn thân mơ hồ tràn lan ra khí tức đều là bất phàm thẩm nghi yên lặng nhìn về phía cách đó không xa phu nhân thần sắc càng bình tĩnh hứa huyền vận đôi mi thanh tú cao lại trong mắt cuối cùng khôi phục thần quang lập tức hơi mang theo mấy phần mờ mịt hướng nhìn bốn phía theo dần dần tỉnh táo lại cặp kia trong mắt đen nhánh bên trong một luồng sát ý chậm rãi bốc lên thân là cực cảnh hỗn nguyên tông sư dù cho lại không trải qua thế sự như thế nào lại nhìn không ra chính mình trùng ám toán Nàng chặt chẽ nắm lấy anh thanh mềm mại tay cầm mai đến đối phương kém chút đau kêu thành tiếng lúc này mới tạm thời nhấn nhị lại ba động tâm tình không nói một lời trở lại thẩm nghi bên cạnh ngồi xuống góc độ vừa đúng riêng phần mình giữ vững một bên như vậy rõ ràng để phòng trị ý nhưng lại chưa nhiều người nhà họ trịnh động dung bọn hắn phẳng phất không nhìn ra hứa uyển vận thâm ý vẫn như cũ là ngậm lấy nụ cười rất nhanh liền có trịnh gia đệ tử bưng sớm đã chuẩn bị tốt món ngon đi tới lập tức cung kính rót mấy chén linh trà trịnh gia nhị thúc tổ tùy ý đem chén trà phân cho mấy người lần này không tiếp tục đi xem hứa uyển vận cùng anh thanh một đôi vẩn đục đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chăm thẩm nghi hắn nâng chung trà lên Lão phu kiêng rượu nhiều năm, hôm nay liền lấy trà thay rượu, hướng thẩm đạo hữu bồi tội. Rất lời, lão nhân uống một hơi cạn sạch, lập tức buông sủng chén trà, nhìn về phía thẩm nghi kẻ ly trước mặt. Vô cùng cảnh hỗn nguyên thân phận, chủ động hướng một vị trung cảnh hỗn nguyên nhận lỗi, vô luận đặt vào nơi nào, đều đủ để làm cho đối phương thụ sủng nhược kinh. Nhưng thẩm nghi trầm ngâm một lát, đúng là hờ hững nhìn lại mà đi. Thay thế, ngoài viện mấy người chậm rãi bước ra hai ba bước, mặc dù không nói chuyện, lại làm cho bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương không ít. Thẩm đạo hữu, này là ý gì? Trịnh gia nhị thuốc tổ không nóng không vội, dùng ánh mắt còn lại liếc tới, cười nói. Lão phu liền điểm này chút tình mọn cũng không có, tiếng nói ở giữa đều là một bộ cục diện đều nắm trong tay lạnh nhà sắc mặt. Nghe vậy, hứa huyền vận đã phản ứng lại chính mình vừa rồi không thích hợp đến từ nơi nào. Nàng gắt gao nhìn chầm chầm ly kia linh trà, tay cầm nặng yên đặt tại trên chuôi kiếm. Trước mặt chỉ có một cái cực cảnh bên cạnh những cái kia tuy là hỗn nguyên, nhưng tu vi cũng không tính quá cao, ít nhất còn không có vượt qua trịnh Gia mặt ngoài vốn có nội tình. Nếu chỉ là chính mình muốn phá vây hẳn là không có vấn đề gì nhưng bảo vệ anh thanh cùng thanh niên này cái kia liền có chút miễn cưỡng còn có vừa rồi một lát thất thần cũng đồng dạng để cho nàng vô cùng kiên kỵ đành phải lặng yên vững chắc thần tâm tránh cho lại bên trong ảm toán may mà thẩm nghi nhìn qua kinh nghiệm có chút lão đạo có lẽ có thể nghĩ ra những biện pháp khác ổn định đám này lão cầu chút tình mọn tại tất cả mọi người nhìn soi mói thẩm nghi cuối cùng đứng người lên hắn đưa tay bưng lên ly kia linh trà nhìn xem cái kia xanh biết nước trà trên mặt thêm ra nụ cười thản nhiên thấy thế trịnh ra mọi người đồng dạng cười chỉ bằng vua rồi thăm dò, nữ nhân kia đã phế đi một nửa. Chỉ còn không quan trọng một cái chung cảnh hỗn nguyên, cũng sẽ không cần lại phí sức ngủy giả trang cái gì. Đối phương chỉ có thể ở uống trà cùng ngã xuống ở giữa tuyển bên trên một cái. Lúc này, sánh biết nước trà trên không trung vẩy mở, chén sử răng rác một tiếng tại nhị thúc tổ nụ cười còn chưa rút đi mặt mo bên trên nổ tung. Chỉ là trong một chớp mắt, mặc áo thanh niên phẳng phất biến thành người khác, toàn thân khí chất cùng lúc trước yên lặng ôn hòa hoàn toàn khác biệt. Nông đậm sát khí trong nháy mắt bao phủ toàn bộ sân nhỏ hắn âm ầm ra chân trường ngoài đêm bàn đá oanh thành bột mịn lấy mắt thường khó gặp tốc độ hung hăng móc tại lão nhân cầm oanh nhị thúc tổ toán thân màu xanh sẫm áo dài đột nhiên bành trướng sau đó chỉnh bóng người đều bị oanh bay đến trên không chỉ một cước lên để cho hắn làn da mặt ngoài che kín tinh mịn vết dạn sau đó phẳng phất khô cạn khối rắn ao hướng dưới thân chóc từng mảng mà đi giống tại lão nhân cái kia dưới ra đúng là không có hiển lộ ra đạo anh ngược lại là thô giáp từng cục cây mây trên đó còn dính nhuộm rêu xanh hắn nhìn qua vô cùng quái dị một đôi mắt trâu bên trong tuôn ra nổi giận cùng kinh ngạc giống là hoàn toàn không nghĩ tới thanh niên giảm dưới loại tình huống này ngang tàng ra tay căng làm cho chỉnh gia nhị thúc tổ không ngờ tới chính lạ đối phương hời hợt một cước chính là triệt để hủy đi chính mình để mà ngụy trang thân thể đây là cái gì quái vật anh thanh trong lúc nhất thời đều bị dọa đến giật mình tại tại chỗ hứa huyền vận cũng không đến mức hoảng hốt nhưng cũng xác thực không ngờ tới thẩm nghi sẽ như này của quyết động thủ nàng bỗng nhiên rút kiếm nhìn lên bên trên lão nhân nhìn lại so với bên này tựa như nhìn quái vật ánh mắt còn lại trịnh gia cao thủ lại cũng đang dùng đồng dạng tầm mắt nhìn chăm chú lấy thẩm nghi bọn hắn so bất luận cái gì đều rõ ràng khi lấy được tuổi mộc gia chi về sau nhóm người mình lực đạo sớm đã vượt xa cùng cảnh lại bị thẩm nghi một cước đạp tỉnh đây là trung cảnh hỗn nguyên nên có thực lực sau một khắc nương theo lấy ngút trời yêu khí mặc áo thanh niên bay lên trời toàn thân ngọn lửa màu tím bầm mãnh liệt mà ra đem vân hà bao hàm thành màu tím nhạt hắn chán loạn trên mặt không có bất kỳ cái gì thần sắc gợn sóng lại làm cho chỉnh gia nhị thúc tổ theo bản năng đáy lòng phát lạnh Cổ nhiên, cái kia màu mực thân ảnh trong nháy mắt trong tầm mắt thả lớn mấy lần, ngoan lệ quyền phong mang theo tử kim chi hỏa, đột nhiên theo đỉnh đầu hắn đập xuống, vừa rồi một cước kia không phải ngoài ý muốn. Tại cảm nhận được bằng bạc lực đạo đều rót hướng mình nhảy mắt, nhị thúc tổ lần nữa bộc phát ra không phải người phẫn nộ gào thét, hai đầu cứng các dây leo cánh tay cấp tốc mình đón tiếp lấy. Hắn thân là cực cảnh hỗn nguyên, nhưng không có sử dụng bất kỳ cái gì công pháp, thậm chí không có đạo anh khí tức, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn trở nên điều đi. Vừa vặn tương phản, tại cùng tuổi mộc tương liên về sau, hắn chỉ dựa vào cỗ này đằng mộc thân thể, liền là đủ nghiền ép hết thảy, răng rắc, cứng cáp đằng một cánh tay bị nằm đấm trực tiếp nện đứt. Từ kim hỏa diễm như giòi trong xứng tốc độ cao liếm láp leo lên thân thể của hắn, nhị thúc tổ mờ mịt hướng trên mặt đất rơi xuống mà đi. Làm sao có thể? Làm sao có thể có hỗn nguyên cảnh tu sĩ? Có thể tại thân thể cường hãn trình độ vượt qua có được tuổi mộc gia trì chính mình? thẩm nghi bình tĩnh lên mắt chân trời ngay tại hứa uyển vẫn dự định muốn đi đêm ấy hắn sớm đã hướng thanh hoa truyền đạt không tiếc bất cứ giá nào tốc độ gấp trở về chỉ lệnh liên là dự liệu được có thể sẽ bởi vì cái này sự tình dẫn đến xuất hiện cái gì ngoài ý muốn hiện tại kim thân không ở phía sau bên cạnh thẩm nghi quan sát cái kia đạo rơi xuống thân ảnh chậm chậm siết chặt năm ngón tay rất lâu không có thể nghiệm quá kích thích giao thủ cảm giác quen thuộc này hắn đột nhiên tan biến tại tại chỗ khi xuất hiện lại đã đi tới lão dưới thân người tay cầm phất qua bên hông, dài ba thước đau rơi vào trong lòng bàn tay. Thanh niên gương mặt tuần tú bên trên lướt qua vẻ dữ tợn, tựa như tiểu phu trẻ củi, thô bạn đen tiềm nguyên hưởng phía lão nhân bên hông chém đi. Bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử, ta chảm yêu trừ ma tập 288. Xoạt, 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 đau như bùa bén, bổ tiến vào thân thể của ông lão, hắn tựa như một đoạn vô cùng cứng rắn bảo mộc. Cho dù là dùng tiềm nguyên sắc bén, cũng là chảm cực kỳ gian nan. Trong mắt thẩm nghi xương đỏ nồng đậm, tựa như một tôn hung thần, hai tay ở giữa cờ bắp phun trào, có đỏ tươi hoa văn trổ lên. Tại tập được củ yêu hóa ma đại pháp về sau, cái kia bên trên ngàn giọt ma huyết, sớm đã cùng hắn thân thể hòa là một thể. Lôi đao lần nữa chui vào ba phần, căng làn cho trịnh gia nhị thúc tổ em ngại còn có cái kia đao trên người lưu động ngọn lửa màu tím bầm, thời gian mấy hơi thở, liền đem miệng vết thương của hắn chỗ đốt cháy đen một mảnh, cũng lại tiếp tục hướng bên trong trèo. Đi, nghe trên bầu trời truyền đến rú thảm, còn lại Trịnh Gia cao thủ đều là vẻ mặt đột biến, chỉ có Trịnh ra người mới biết, người thanh niên kia giờ phút này biểu hiện ra thực lực đến cùng khủng bố đến mức nào đây mới thật sự là nhìn lầm sau một khắc bọn hắn cùng nhau đưa ánh mắt nhìn về phía nữ nhân trước mặt không phải hứa huyền vận rất nhanh liền phản ứng lại những ánh mắt này ý tứ đám người này đúng là đem mình làm của hồng mềm. một đống đến cao không quá thượng cảnh đại bộ phận đều là trung cảnh cùng sơ cảnh hỗn nguyên tông sư lại dám nắm chú ý đánh tới nàng cái này cực cảnh hỗn nguyên trên thân bày trận họ tốt chính mình thuận miệng bàn giao anh thanh một câu nàng bỗng nhiên xung phong ra ngoài trên trường kiếm lưu quang mãnh liệt giống như sông lớn lao nhanh cái gọi là cực cảnh ngoài chỉ có chân trình hóa thần mới có thể áp chế không chỉ tu vi áp chế hứa huyền vận cũng không có cao thủ gì giá đỡ đi lên chọn lựa mục tiêu liền là trong đỏ yếu nhất vị kia đổi lại người bên ngoài mắt thấy có cao thủ đánh tới lại thế nào cũng sẽ tâm sinh thoải ý nhưng này người đúng là không né tránh đồng dạng huy kiếm mênh đón tiếp lấy tại khí thế mênh mong cọ rửa phía dưới trịnh gia cao thủ chuôi này binh khí bị bè gãy nghiền nát hủy đi liền bột phần cũng không còn lại trên mặt hàn nhưng lại chưa hiển lộ lúng túng ngược lại thuận thế đưa tay hướng trường kiếm kia nắm đi mặc dù đào anh xa so với thể xác phản thai cường hãn nhưng cũng không thể như vậy lỗ mang đi cứng đối cứng đây là vượt qua người thường nhận biết một màn nhưng mà sau một khắc khi kiếm quang triệt để chém xuống về sau hứa huyền vận đúng là cảm nhận được trường kiếm mơ hồ có rời tay xu thế nàng sắc mặt biến hóa định thân nhìn lại chỉ thấy cái kia chỉnh ra cao thủ thế mà miễn cưỡng ăn chính mình một chiêu theo cái tràn đến bụng dưới bị đều xé nát sau đó lộ ra cùng lão nhân đàng mộc thân thể hắn mặt mũi tràn đầy cười quái dị tay cầm dùng sức mong muốn cướp đi nữ nhân vũ khí ngay tại hứa huyền vẫn phát lực thời khắc ta thấy hắn tay trái đang một căng vọt hóa thành rộng vài trượng bàn tay lớn hung hăng đập trên thân nàng hứa huyền vận rút lui mấy bước mặc dù đoạt lại trường kiếm đáy mắt lại có kinh ngạc tuôn ra tốt xấu có tu vi cao như vậy kề bên người cũng không đến mức đối mặt liền bị thương nhưng vấn đề là đối phương thoạt nhìn vẫn là trong mấy người yếu nhất một cái không quan trọng một cái sơ cảnh hỗn nguyên liền có thể cùng chính mình vượt qua hai chiêu đây rốt cuộc là thứ quỷ gì Suy nghĩ thời gian lập lời nàng lại nghi tới một kiện càng làm cho không người nào có thể lý giải sự tình. Nếu này đằng mộc thân thể như thế cường hãn, cái kia thầm nghi là làm sao làm được đè ép lão nhân đánh. Hứa huyền vận tay cầm tại bên hông liền đập, mấy bộ chuyên môn vì nàng định chế trận pháp con dấu liên tục bay ra, che tại mộc mạc bạch xa mở giữa. Những vật này là nàng vô ý gặp được hóa thân cảnh lúc bảo mệnh dùng, lại bị một đám tu vi thấp với mình quái thai ép ra ngoài. truyền đi đều làm trò cười cho người khác. Ha ha, thu hoạch ngoài ý muốn mấy người đem hứa uyển vận bao bọc vây quanh hơi ngay người về sau trên mặt tuôn ra mừng như điên này chẳng lẽ là hứa gia nhân chính là người cô nãi nãi hứa uyển vận cười lạnh một tiếng lần nữa vọt lên tại phát trận ra chi hạ xa so với lúc trước còn muốn mãnh liệt khí tức bao phủ mà ra mấy người lại là không vội chút nào như cô không có tranh này ý tứ ngay tại kia kiếm quang bắn ra ra trong nhảy mắt hứa uyển vận cặp kia tròng mắt trong suốt phía trên bỗng nhiên chụp lên một tầng trắng khói mù trường kiếm trong tay ngoan lệ hương phía trên không đánh tới thầm nghi ánh mắt càng hung sát trường đao chui vào lão nhân phần eo một tay níu lại vai trái của hắn một tay nằm lấy cánh tay phải của hắn cùng bạo lực đạo đúng là đem hắn thân thể từ giữa đó cưỡng ép vỡ ra tới cảm nhận được sau lưng kéo tới kiếm quang thanh niên bỗng nhiên quay người một cước đá vào hứa uyển vận trên mặt đem hắn oanh đập súng trở về phốc hứa uyển vận bay ngược rơi xuống đất bắn ra một ngụm máu tương đúng là cảm giác liền nói anh đều tại rung động Năng mờ mịt mở mắt ra nhìn xem trước mặt mấy người cuối cùng thêm ra mấy phần bối rối chính mình rõ ràng đã tận lực vững chắc thần tâm thậm chí còn dùng hộ hồn phát trận vậy mà đều không phòng được trịnh gia ám toán còn có những người này thế mà có được làm bị thương chính mình thực lực duy nhất không để cho nàng hiểu chính là trước mặt mấy người kia đồng dạng sợ hãi nhìn chăm chăm bầu trời Liên anh thanh đều đờ đẫn đình chỉ lai hoay trận pháp hai tay chỉ nghe bén nhọn rú thảm trên không trung nổ tung mặc áo thanh niên nhẹ nhàng rơi xuống đất trên tay các sát lấy một đoạn gỗ mục đầu thầm nghi hơi nhíu mày trong mắt bao hả mấy phần nghi hoặc lập tức hướng những người còn lại nhìn lại hắn còn nổ lên nghi ngờ vài vị trịnh gia cao thủ cùng nhau nước ngụm nước bọt vô ý thức mong muốn chạy trốn nhưng hai chân lại là vững vàng đứng ở tại chỗ một người trong đó càng là trực tiếp hướng phía thanh niên đánh giết mà đi răng rắc thẩm nghi hơi nghiêng đầu theo tay nắm chặt cổ của hắn đem hắn cả người cầm lên năm ngón tay chậm rãi phát lực người kia dùng sức đánh lấy thẩm nghi thủ đoạn nhưng căn bản dung chuyển không được nửa phần mai đến toàn bộ cổ triệt để nổ tung hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn thẩm nghi đem hắn vung trên mặt đất đáy mắt lạnh lẽo càng đậm nếu như là yêu ma vậy liền nên có thọ nguyên nếu là tu sĩ đạo anh lại ở nơi nào theo ánh mắt của hắn quét tới con thừa mấy người bỗng nhiên toàn thân cứng đờ hướng sau lưng ngã xuống phanh phanh rung động âm thanh bên trong đều hóa thành một chỗ người gỗ người làm sao làm được hứa huyền vận cảm giác mình quá lâu không hề rời đi trong nhà đã cùng bên ngoài có chút tách rời đến mức lên đối phương sử dụng thủ đoạn đều xem không rõ thấm nghi không có rảnh phản ứng nàng hai con ngươi bên trong kim quang nở rộ núi quân thần thông toàn lực thi triển ra trong tầm mắt lập tức thêm ra mấy đạo hư vô thân ảnh bị dây leo trói chặt lấy lên núi thôn trong chỗ sâu túm trở về dùng thân tự yêu thẩm nghi thu hồi tầm mắt cuối cùng nhìn về phía bên cạnh hứa uyển vận nếu như không có đoán sai chỉ cần uống vào cái kia linh trà liền sẽ bị cái gọi là tuổi mộc chỗ điều khiển hóa thành này loại không người không yêu đồ vật vừa rồi đối phương kéo tới một kiếm kia đã hoàn toàn có uy hiếp được năng lực của mình chẳng qua là bởi vì thần tâm hốt hoảng trăm ngàn chỗ hổ thôi cô cô ngươi vừa mới ra tay với thẩm đại ca anh thanh trông thấy thẩm nghi thần sắc biến hóa ước chừng đoán được ý nghĩ của đối phương vội vàng mở miệng nhắc nhở cho nên Hứa huyền vận giật mình, lập tức sờ sờ mặt. Tình cảm vừa rồi cái kia một thoáng không phải người nhà họ trịnh làm. Bình tĩnh, nàng vội vàng đưa tay, lập tức từ bên hông lấy ra một khối to lớn trận bàn. Lập tức liên tục bấm pháp quyết, trên quần áo trận pháp con dấu liên tục hướng phía thẩm nghi lướt tới, rơi vào hàn áo đen phía trên. Hàn giác trận, hồi linh trận, ngự phong trận, chính ngươi nhìn xem dùng. Rất lời, nàng thúc dục động trên tay trận bàn chỉ thấy lít nhà lít nhít hư ảnh chui ra hướng phía mi tâm của nàng dũng mãnh lao tới rất nhanh hứa huyền vận liền thẳng tắp nằm trên mặt đất phảng phất người chết đây là bách quy định thần đại trận cô cô sẽ không ảnh hưởng đến ngươi thầm đại ca nhìn xem cô cô như vậy gọn gàng mà linh hoạt anh thành cũng là có chút im lặng nhìn ra được đối phương đã nhận rõ cùng thầm đại ca chi ở giữa tranh lệch đừng nói cô cô thầm đại ca mỗi lần động thủ liền ngay cả mình đều nhìn có chút sợ hãi hứa huyền vận chắp chắp đờ đẫn hai mắt biểu thị đồng ý bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử, ta chảm yêu trừ ma tập 289. Thẩm nghi trong mắt nhìn về phía trên người ba loại hộ thân pháp trận, trong mắt thêm ra mấy phân cổ quái. Này cô cháu hai người là chấp nhận chính mình sẽ giết đi vào. Lúc trước đột nhiên nổ lên động thủ, chỉ là bởi vì phát hiện cái kia trà thang có quỷ, cũng không có nghĩa là thẩm nghi tự tin đến cảm thấy có khả năng bằng sức một mình dọn sạch toàn bộ trịnh gia. liền đơn giản nhất một điểm, trước cho tới bây giờ, trịnh gia còn không có khởi động đại trận hộ sơn. Tựa như ban đầu ở Ly Châu Khí Tông lúc nhìn thấy như thế, đối với một cái tông môn hoặc là gia tộc mà nói, bên trong xuất hiện không thể chống cự tồn tại, phản ứng đầu tiên tuyệt đối là khai trận đối địch. Bây giờ như vậy tư thế, nói rõ dùng chính mình vừa rồi biểu hiện ra thực lực, như cố không có chân chính uy hiếp được trịnh gia. Ý niệm tới đây, thẩm nghi lấy ra anh thanh sớm vẽ trận pháp đồ. Nếu như bọn hắn toàn lực khởi động vật này, ước chừng là hiệu quả như thế nào? Trận pháp này xuất từ hứa gia thủ bút anh thanh tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Nàng lập tức cấp ra trả lời chắc chắn coi như là hóa thần sơ kỳ tu sĩ chỉ tranh đối với hắn một người chỉ ít có thể khốn hắn 10 ngày nếu là tại đối phương tơ không biết chút nào trận pháp tình huống dưới thậm chí có làm bị thương hắn khả năng dĩ nhiên trận pháp chẳng qua là tử vật tu sĩ chỉ cần rời khỏi sơn trang liền có thể thoát khỏi rất lời anh thành cũng là nghi ngờ hướng chung quanh nhìn lại chỉ thấy toàn bộ sơn trang vô cùng an tính trịnh gia tông người tựa hồ cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa không có chút nào bố trí phòng vệ giống như là tại cáo chi ba người đi ở tùy ý nàng giống như là phản ứng lại cái gì, thở nhẹ nói. Ta biết rồi đại trận hậu sơn một khi mở ra, vậy liền đại biểu gặp tai họa diệt môn, lại thêm cái kia hạo đáng thanh thế, khẳng định sẽ bị ngoại nhân phát giác. Dù sao chỉnh ra lưng tự huyền quang động, cũng không phải của hồng mềm, đợi việc này kết thúc về sau, dựa theo lẽ thường, bọn hắn thế tất sẽ lên án địch tới đánh, không có khả năng trang làm sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Bằng không cũng có chút trột dạ mùi vị, bọn hắn đây là không muốn để cho thế lực khác chú ý tới nơi này. Anh thanh ông cô cô lại nghi ngờ nói, có thể là chúng ta đã nhìn thấy đám người này biến hóa, chẳng lẽ trịnh gia dám thả chúng ta rời đi? Rời đi, thẩm nghi hơi hướng chung quanh nhìn lướt qua, tại kim điêu thần thông ra chỉ dưới, dù cho gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Chung quanh yên tĩnh giống như chết, phảng phất tất cả mọi thứ đều bị dừng lại, lại làm cho người không hiểu cảm giác được lớn lao sát cơ, như có độc xa ẩn núp, chờ đợi thời cơ cho ra một kích chí mạng. Đông Nam Tây Bắc lên trời xuống đất, vô luận nhìn về phía bên nào, cái kia cảm giác nguy hiểm đều chưa từng yếu bớt nửa phần nay thanh sơn ở giữa đến cùng cất dấu khổng lồ cỡ nào một đầu quái vật lại nhanh chút trong lòng thầm nghi phát lệnh sau đó dứt khoát đứng ở tại chỗ nếu đối phương không chịu động vậy mình càng không cần gấp gáp hồi bẩm ta chủ một canh giờ thanh hoa tiếng nói bên trong hiện ra lạnh lẽo sát ý không tiếc bất cứ giá nào ý tứ chính là không cần ẩn nấp trực tiếp khống chế kim thân tới một tôn toàn lực tập kích bất ngờ hóa thần kim thân đủ để cho quanh mình hết thải sinh linh lui tán nghe vậy thẩm nghi thu nạp thần tâm đạo anh hồng mang tại da thịt ở giữa không ngừng phụt ra hút vào không có chút nào lười biếng đúng lúc này hắn bỗng nhiên đạp đất thân hình bay lên trời ngay tại thẩm nghi lúc trước chỗ đứng chỗ một đầu che kín gai nhọn cây mây âm ầm phá đất mà lên cái kia sắc bén dây leo nhọn tựa như đầu thương thẳng tắp đâm về phía đôi mắt của hắn mặc áo phun trào thanh niên nghiêng người đem cái kia cây mây xiết trong tay trong lòng bàn tay ngọn lửa màu tím bầm mãnh liệt liếm nát đi lên lúc trước trịnh ra chúng người như là không biết đau đớn ngược lại là này cây mây như vật sống đau đến toàn thân run rẩy thẩm nghi cánh tay đột nhiên phát lực đem cái kia dây mây tận gốc kéo ra Dài trăm trượng cây mây trên không trung quay cuồng, cả toa núi thôn trang mặt đất bị thanh niên một tay kéo tới nước tóc ra. Thẩm nghi ghét nhất liền là người khác đánh in lén mình. Giờ phút này bắt lấy tuổi một bản thể, chỗ nào còn đuổi theo buông tay, cả người phảng phất yêu ma thô bạo, thôn thiên đạo anh bên trong khí tức theo chân dương kỳ lân thạch, phảng phất không còn tiền giống như chuyển hóa làm ngọn lửa, màu tím bầm. Theo cây mây một đường lan tràn, tựa như một đen toàn bộ sơn trang đều dấy lên. Quả nhiên, bốn phía nhìn như không người, trên thực tế chính mình vẫn luôn bị nhìn chăm chằm cái kia tuổi mộc lại còn có thể nhìn ra chính mình dựa vào chính là kim điêu hai con ngươi vừa lên tới liền muốn phế đi này đối với con mắt phốc 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 theo liên tục chui từ dưới đất lên âm thanh lại là hơn mười đầu cây mây phá đất mà lên theo bốn phương tám hướng hướng phía thẩm nghi công tới mặc áo thân ảnh trên không trung trần trọc xê dịch hai tay rất nhanh liền bị cây mây cuốn lấy đổ lại người bên ngoài chỉ sợ đã sớm bị xé rách chia năm xẻ bảy nhưng thẩm nghi vẻ mặt càng rét lạnh hai tay đột nhiên vung lên trong cơ thể rất nhiều yêu vương cùng nhau gào thét đỏ tươi văn trên đường sát khí ngút trời nâng theo lấy ngọn lửa màu tím bầm cuồn cuộn lực đạo tiến vào phát ra băng cây mây bị liên tục kéo đứt vô lực rủ xuống đi sau đó cắt tóc rút về dưới mặt đất cô cháu hai người bị tóe lên bụi đất chỗ vùi lấp may mà có trận pháp đem hộ cái này cũng quá kinh khủng anh thanh bị lấy lỗ tai xuyên thấu qua bụi mù hướng trên không thân ảnh nhìn lại hứa huyền vận giờ phút này bị bách quỷ cắn thân hồn chỉ có thể trừng mắt nhìn chỉ là dây mây liền có thể trải rộng cả tòa núi thôn trang đại yêu tuy đáng sợ nhưng bằng thân thể cứng ép cùng lớn như vậy yêu đấu sức sau đó còn thằng đối phương thẩm nghi thực sự rất khó nhận biết hẳn đến cùng là tu sĩ vẫn là yêu ma còn có một vấn đề trịnh gia là không muốn nào ra quá động tĩnh lớn mới chậm chạp không có khởi động phát trận nhưng liền để thẩm nghi như vậy đánh xuống thanh thế cũng không thể so pháp trận hộ sơn kém bao nhiêu sau đó hoặc là mở phát trận thông chi huyền quang động trợ giúp hoặc là liền là còn có cái khác chuẩn bị ở sau giống như là đang nghiệm chứng hứa huyền vận ý nghĩ một đạo quái dị thân ảnh bất ngờ từ đằng xa lướt đến chỉ thấy hắn toàn thân khô gầy cùng hắn nói là cá nhân không bằng nói là một đoạn hình người đầu gỗ trên thân chéo rách dưới khô quắt da người cùng với gần như mục nát quần áo trên thân mọc ra lít nhà lít nhít cây mây liên tiếp lấy cả tòa sơn mạch phảng phất một bộ đề tuyến con rối hắn trống rỗng hốc mắt nhìn chằm chằm thấm nghi tiếng nói to lệ tựa như sát gì má sát lờ mờ còn có thể nghe ra mấy phần thuộc về nhân loại không hiểu cảm xúc vì sao không chịu lên thông thiên lấu, trịnh gia gia chủ anh thanh dụi con mắt thật vất vả mới theo trên người đối phương món kia mục nát trên mặt quần áo nhận ra thân phận của hắn thông thiên lộ, thân là hứa ra người anh thanh xóa bất luận cái gì người đều rõ ràng tu sĩ đối với đưa thân hóa thần cảnh khát vọng đen xương là thông thiên lộ cũng không có vấn đề gì nhưng đều biến thành bộ dạng này quỷ bộ dáng cuối cùng thông thiên đến cùng là ai vẫn là người nhà họ trịnh sao đi lên thê lương thanh âm trên không trung nổ vang mục nát lão nhân đối thẩm nghi giang hai cánh tay tựa như tại hoan nghênh đối phương gia nhập tiếng nói ở giữa hai cánh tay của hắn cấp tốc tăng vọt tựa như che khuất bầu trời cây khô đen chân trời mặc áo thân ảnh đều báo phủ tại cái kia cây khô ở giữa có vô số xanh nhạt mầm non hướng phía thẩm nghi thân thể đâm đi vào so với cái kia linh trà như vậy thủ đoạn mới thật sự là mời thanh niên gia nhập trở thành cùng lão nhân một dạng tuổi mộc chủ đạo người bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử ta chảm yêu trừ ma tập 290. quái dị anh thanh bởi vì tu vi thấp còn nhìn không ra manh mối gì nhưng hứa uyển vận đã là cực cảnh hỗn nguyên tu vi thuộc về cách hóa thân cảnh gần nhất một nhóm tu sĩ trong mắt của nàng này đột nhiên lướt đi tới lão quái vật đơn giản toàn thân đều lộ ra quỷ dị đối phương triển lộ ra khí tức rõ ràng vẫn là cực cảnh hỗn nguyên cấp độ nhưng kết nối ở trên người hắn những cây đó dây leo tựa như cùng cả tòa sơn mạch hoa là một thể nhưng hắn dùng một loại làm cho không người nào có thể lý giải phương thức bước vào tầng thứ cao hơn đừng nhìn chẳng qua là cách xa một bước kỳ thực lại là ngày đêm khác biệt tại sao có thể có dạng này hóa thân cảnh Giờ phút này mục nát lão nhân lần đầu ra tay, liên như hứa huyền vận cảm nhận được vô cùng áp lực cực lớn, đó là tu vi cảnh giới bị nghiền ép cảm giác bất lực. Là người đứng sen nàng còn như vậy, lại càng không cần phải nói bị cây khô chặt chẽ bao phủ lại thanh niên. Đúng lúc này, thao thiên tử kim hỏa diễm theo cây khô khe hở bên trong lao ra, đem chân trời ngất nhộn thành tử kim chi sắc, vì thế hạo đáng, phảng phất muốn đem cả tòa sơn mạch mùng cháy hầu như không còn. Nhưng kỳ quái là, cái kia kinh khủng nhiệt độ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Từ kim hỏa diễm tựa như trường long xoay quanh, hóa thành vô hình đồ vật. Trong chốc lát, Hứa Uyển vận trợn to mắt, nàng cảm nhận được loại thứ hai thuộc về hóa thân cảnh khí tức. Chỉ thấy một nát lão nhân đột nhiên có chút bối rối mong muốn buông tay, nhưng cánh tay mang bộ tại nháy mắt chính là hóa thành than cốc, cây khô cấp tốc rút lui, hiện lộ ra trong đó thân ảnh đơn bạc. Thẩm Nghi đứng lơ lửng trên không, bên người không có mãnh liệt tử viêm, thay vào đó là chín vòng vô sắc lại nóng rực mặt trời. Đều là hỗn nguyên lại đều có được hóa thần ai. Hứa Uyển vận tổng cảm giác mình cùng hai người này tu không là giống nhau đồ vật vô pháp biểu động thiên địa khí tức là như thế nào thi triển ra như vậy thủ đoạn hô thầm nghi nuốt súng yêu đan xoa xoa khóe môi vết máu lập tức bước ra một bước tạp tại đang ở rút lui trên cây khô mục nát lão nhân chờ mắt nhìn xem chính mình nắm thanh niên nhận lấy sau đó đối phương chậm rãi đưa tay ly hỏa phần tâm trưởng thuộc về hóa thân cảnh công pháp tại một cái trung cảnh hỗn nguyên trong bàn tay hiển lộ mà ra thân dài dấu năm món tay tại lão nhân kế chán vô sắc mặt trời trong nháy mắt đem hắn bao phủ đi vào lão nhân khô quát làn da hòa tan hắn dưới bằng gỗ thân thể hóa thành khô than hắn há to mồm thần sắc thê thảm lập tức theo bản năng hướng sau lưng nhìn lại chỉ thấy vô sắc liệt hỏa điên cuồng theo cây mây trèo đi một mực đốt hướng dãy núi chỗ sâu đúng lúc này cái kia cây mây bỗng nhiên chủ động cắt đứt xa rời hỏa thiêu đốt trên mặt lão nhân lần đầu xuất hiện sợ hãi hắn thông thiên lộ liền dễ dàng như vậy từ bỏ hắn thẩm nghi căn bản không có nhìn nhiều lão nhân kia liếc mắt Hắn cất bước theo hắn rơi xuống trên thân thể vượt qua Áo đen nhẹ phẩy Đi theo cái kia lùi về cây mây mà đi Chẳng biết tại sao Anh Thanh đột nhiên tại thầm đại ca trên thân nhìn ra mấy phần ung dung không vội Cái kia rơi xuống lão nhân còn chưa triệt để tắt thở Hắn chật và kết động pháp quyết Này quen thuộc động tác Nhưng anh Thanh trong lòng siết chặt Lại phát hiện thầm đại ca như cũ không quay đầu lại ý tứ Tựa như trong mắt chỉ có cái kia chạy trốn cây mây Bách điều chiếu phượng cầu Trong khoảnh khắc vô tận tiếng chim hót tại sơn trang bên trong vang lên bé nhọn chói tai nông đậm linh quang hóa thành các loại linh cầm đầy trời mà lên mang theo vô biên uy thế hướng phía mặc áo thân ảnh tập kích bất ngờ mà đi gần như cùng một thời gian trói mắt kim quang mãnh liệt vô cùng vĩ ngạn tôn quý thân ảnh lặng yên xuất hiện ở sau lưng thẩm mi. hắn lưng ở giữa hung sát hoa văn để cho người ta không dám nhìn thẳng kim thân pháp tướng hờ hững nhìn về phía trước mắt bách điều đột nhiên phất tay kim long gào thét mà ra một ngụm chính là nuốt vào mấy cái linh cầm nó thô bạo hướng phía trước vọt lên nằm lấy một đầu tiên hạt cổ suy kéo đem hắn sẽ thành hai đoạn hán 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 anh thanh rôn giày nhìn lên bên trên chỉ đi lập tức nhìn về phía cô cô này chính là ta nói lần trước vị kia hóa thần cảnh tiền bối năng lần trước liền hoài nghi tiền bối kia đi quá mức vội vàng tợi như cùng thẩm đại ca có quan hệ bây giờ đối phương xuất hiện lần nữa không thể nghi ngờ là ngồi vững điểm này hứa huyền vận nháy mắt mấy cái con người thít chặt chỉ bằng thẩm nghi lúc trước động tác này tôn hóa thân cảnh liên tuyệt không có khả năng là hắn trưởng bối, càng giống là một loại nào đó cùng loại với hộ đạo giả tồn tại, trách không được đối phương không có chút nào bối rối. Nguyên lai like là mang theo trong người một vị hóa thân cảnh hộ vệ, đây rốt cuộc là bực nào nội tình. Chỉ sợ cũng liền tiên môn cùng đại càn đều không bỏ ra nổi như vậy thủ bút, nhưng hứa ra có chút tự đắc bách điều chiều phượng đại trận, tại đối mặt một vị chân chính hóa thân cảnh tu sĩ lúc liền có vẻ hơi vô lực dâng lên có thể tùy tiện diệt sát hội nguyên cảnh linh cầm giờ khắc này ở kim thân pháp tướng trong tay cấp tóc tán loạn mà đi thậm chí còn có thừa lực một cướp đen đã cháy đen một mảnh mục nát lão nhân nghiền nát thành bột mịn dây núi chỗ sâu ngay tại cái kia cây mây sắp lùi về mặt đất trong nẻ mắt một đầu trứng hoa vững vàng đạp ở trên người nó thẩm nghi không lưng đem hẳn nằm lấy sau đó đột nhiên kéo một cái oanh mòn núi cự thạch sụp đổ liền lưng núi đều lá nghiêng lún xuống dưới Thẩm nghi sen trong tay cây mây cấp tốc khô héo trong mắt tinh quang lấp lánh rất nhanh tại đất dung núi chuyển ở giữa bắt được một tia linh quang hắn trong né mắt tan biến tại tại chỗ khi xuất hiện lại đã đi tới một chỗ trước vách đá phương ước chừng cao bà thước một đoạn linh chi đã trưởng thành hình người hoảng hốt chạy bừa nắm chân từ dưới đất kéo ra đến sau đó liều mạng mong muốn chạy trốn lập tức đụng đầu vào người bên ngoài trên đùi nó răng răng ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trước người thêm ra một đạo cao to thân ảnh thanh niên thần sắc hở hiện hướng toàn thân hung sát hồng mang còn lại tám ánh mặt trời lặng yên đưa nó về lại cảm thụ được cái kia tùy thời có thể đem chính mình hòa tan nhiệt độ linh chi sợ hãi hướng về sau phương thố lui mai đến tựa vào trên vách đá toàn thân run giống như run rẩy anh thả thả ta nó phát ra giống như trẻ nít thu thít đã thấy thanh niên chậm rãi đi tới tại phía trước mình ngồi xuống lập tức đưa bàn tay ra đến ta cái này cũng có thông thiên lộ thấm nghi ánh mắt yên tĩnh rơi vào tuổi mộc trong mắt lại là khiến cho sợ vỡ mật đối phương không chỉ không muốn theo chính mình lên đường càng là muốn ăn chính mình nhưng ở cặp kia xương đỏ tràn ngập đôi mắt nhìn soi mói nó lại là liệt ý niệm phản kháng đều không sinh ra tới bị cường ép cầm tay theo sau chính là bị xúc tu hồng quang vây kín mít dâng lên thẩm mi nhắm mắt cảm thụ được tuổi mộc trên người khí tức hung sát lớn như vậy hung đại ác đồ vật cũng là hiếm thấy hắn mở mắt ra trong mắt thêm ra một chút sát ý tuổi mộc hoảng hốt muốn tránh thoát bàn tay của đối phương lại phát hiện cái kia màu đỏ tươi xúc tu lại đen chính mình quấn chặt hơn chút nữa một chút ăn mòn trên người nó khí tức sống ăn tươi thấm y ôn hòa vỗ vỗ nó đỉnh như vậy thật vất vả sinh ra linh trí đồ vật cũng đừng cho này linh tính dọa không có sau một khắc bàng bày ra yêu ma thọ nguyên trực tiếp rót vào thôn thiên đan phệ bên trong bắt đầu cưỡng ép nhường tuổi mộc tiếp nhận khí tức của mình theo yêu ma thọ nguyên điên cuồng trôi qua tuổi mộc ý thức dần dần trở nên hoảng hốt trong tầm mắt cuối cùng một màn chính là cho mắt nhìn xem mình bị dung nhập đối phương thân thể bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử ta chảm yêu trừ ma tập hai trăm chín mươi Thứ sáu năm, không hổ là có linh tính thiên tài địa bảo, người câu thông dâng lên xa so với lúc trước tảng đá kia muốn dễ dàng hơn nhiều, này nuốt ăn rất nhiều sinh linh tuổi mộc sớm đã tanh sát vô cùng lại, như cũ sợ người cực sâu, rất nhanh liền từ bỏ chống cự, thấm nghi ngồi xếp bằng, thuận tiện nhường kim thân giữ vững nơi này. Hắn không biết tuổi mộc có tính không linh căn, nhưng trước luyện hóa lại nói, trong khí hải, thôn thiên yêu anh tham nam ôm lấy tuổi mộc, trên thân nóng rực khí tức đem hẳn nóng tư hoa kêu loạn, ô nào quá. Thẩm Y nhiều may, không chế Đào Anh cho tuổi mộc một bàn tay. Toàn bộ quá trình muốn so với lần trước gian nan một chút. Dù sao lúc trước luyện hóa chân dương kỳ lân thạch thời điểm, Đào Anh cùng Linh Can đều là tánh sát đồ vật, nhưng bây giờ ngoại trừ sát khí bên ngoài, kỳ lân thạch cùng tuổi không có chút xung đột. Nhưng Thẩm Y thủy trung tin tưởng, chỉ cần yêu ma thọ nguyên đủ nhiều, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Đây là nhất định phải khắc phục cánh cửa. Bằng không chính mình đi đâu tìm nhiều như vậy mang sát hỏa thuộc tính Linh Can? Thứ một nghìn bảy trăm năm người bình tĩnh luyện hóa tuổi mộc ngược lại chịu tra tấn cũng không phải mình tâm tình của ngươi mới điểm ổn định thẩm nghi tiếp tục nghe tuổi mộc rú thảm lại là có chút bội phục đối phương cứng cỏi thế mà có thể kiên trì nhiều năm như vậy cũng họng không cơm lại là tiêu hao hơn hai nghìn năm yêu ma thọ nguyên tiếng hét thảm cuối cùng biến mất không thấy gì nữa tại đạo anh bên trong một đoạn có khói đen lưu động sánh biếc linh chi an tĩnh nằm ở bên trong cùng lúc đó thẩm nghi cũng là cảm nhận được đột ngột biến hóa trong cơ thể phảng phất nhiều hơn một về sức sống tràn trề làm cho cả người đều là sảng khoái tinh thần dâng lên so với luyện hóa chân dương kỳ lân thạch thống khổ lần này càng giống là một lần hưởng thụ như gió xuân ấm áp toàn thân dễ chịu thứ ba nghìn chín trăm năm người thành công sẽ bị ông chọc tuổi mộc luyện hóa thành cực kỳ đặc thù linh căn cho hẳn là gan vị người thu được tuổi mộc duyên thọ thiên phú hóa thần tuổi mộc duyên thọ tại tuổi mộc quẩn dưỡng dưới người thọ nguyên kéo dài ba ngàn năm còn thưa thọ nguyên năm phẩy chín bảy năm năm nhìn xem chuỗi trước số này thầm nghi ngờ ngác một chút mới phản ứng được đây cũng không phải là yêu ma thọ nguyên mà là chính mình lập tức yên lặng luyện hóa linh căn thế mà còn mang phụng dưỡng hắn nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ một thoáng dùng tuổi mộc thành đào anh chi là gan liên tiếp chân dương kỳ lân thạch dùng mộc sinh hòa sinh sôi không ngừng phảng phất cả tòa sơn mạch bên trong một ngọn cây cọng cỏ đều tại cùng mình cộng minh dựa theo bảng nhắc nhở nay tuổi mộc cũng không phải tuyệt phẩm linh căn được trao cho đặc thù tên thấm nghi cũng không có thất vọng chỉ là có chút cảm khái liền ngay cả mình như vậy độc thiên đến dày điều kiện dùng đến là người bên ngoài vô pháp sử dụng sát khí linh căn đều tìm không được chân chính tuyệt phẩm tu sĩ khác chẳng phải là càng thêm gian nan đúng lúc này trong đầu truyền đến thanh hòa nhắc nhở bẩm báo ta chủ có phải hay không cần phải đi thanh hòa lúc trước vội vàng đi đường đưa tới không ít tu sĩ chủ ý lại hộ tông đại trận đã mở khải huyền quang động người hàn là chẳng mấy chốc sẽ chạy đến mang lên hai nàng tới trúc lâu thầm nghi cắt tóc đứng dậy hướng phía lúc trước tòa kia trúc lâu bay đi rất nhanh anh thanh cùng hứa uyển vận bị kim thân pháp tứ một tay một cái cho sách đi qua tại thầm nghi ánh mắt ra hiệu xuống anh thánh rất nhanh ổn định hoảng loạn trong lòng thần lần nữa mở ra lúc trước trận pháp thầm nghi trở lại chặt trội trong phòng thuận tay lấy đi chuôi này huyền kiếm cùng ngọc giản những vật này kỳ thật đối với hắn không có gì trọng dụng dù sao công pháp đã ghi vào bảng lên nhưng lưu cho huyền quang động khẳng định là không thể nào chính mình xem như đem bọn hắn làm mất lòng vô luận có cầm hay không đều sẽ bị một đường truy xét cầm sau khi đi ít nhất cũng có thể để bọn hắn nơm nớp lo sợ không dám quá lộ ra rất nhanh mấy bóng người chính là lướt đi trịnh ra lặng yên không tiếng động tan biến ở chân trời dãy núi ở giữa thẩm nghi rất nhanh rơi vào bên suối kim thân pháp tướng đem hai người đánh súng đi lập tức lướt qua trời cao biến mất không thấy gì nữa tại hoàn toàn hiểu hai cô cháu thân phận về sau hóa thần kim thân sự tình cũng là không cần lừa gạt nữa lấy các nàng chủ yếu là cũng rất khó giấu giếm được nhưng kim thân chính là là chính mình kiêm tu mà chuyện xảy ra thì là tùy tiện không thể bại lộ dù sao kim thân pháp tường lớn nhất thể yếu chính là che lấp không được khí tức mà chính mình bản tôn ở đây tương đương với hóa giải cái này thể yếu một tôn lặng yên không một tiếng động xuất hiện hóa thần cao thủ rõ ràng có thể cử đi càng lớn công dụng tin tức này kém cũng không thể tùy tiện để cho người khác cầm lấy đi lại lại đi rồi anh thanh ngò ngác nhìn chân trời hứa huyền vận điên cuồng nhảy mắt này mới khiến chất nữ phản ứng lại vội vàng xuất ra trận bàn giải khai bách quỷ định thần đại trận ôi hứa huyền vận từ dưới đất ngồi dậy bưng biết lấy no đủ tim dùng sức thờ hồn hền lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía thẩm nghi do dự không biết nên không nên nói ngay tại vừa rồi nàng đột nhiên cảm thấy trịnh ra dưới ám chiêu cái kia là một cái bị khói đen bao hoa hạt giống có thể cảm ứng được vật này chủ nếu là bởi vì thẩm nghi nhích tới gần cái kia bôi chặt chẽ khí tức liên hệ liền rơi vào trên người đối phương thẩm đạo huynh ngươi chính là chính nhân quân tử hẳn là sẽ không mong muốn mượn vật kia đối ta đường đường một tôn cực cảnh hỗn nguyên tông sư không hiểu thấu thành dưới thêm chi tù nhờ tới lúc trước đột nhiên mất đi ý thức Hứa Uyển Vận lần thứ nhất có chút sợ lên, thầm nghi lườm nàng liếc mắt, ngươi cũng là muốn đẹp vô cùng. Tùy ý đưa tay tại mặt nàng trước phất qua, một luồng thanh quang theo nàng mi tâm bay ra, sau đó tán loạn ở không trung, sau đó lại là dùng động tác giống nhau hướng anh thanh sử một lần. Hai người này tính là vận khí tốt, trịnh ra hết thảy tộc nhân, đều là bị tuổi mộc ăn làm bôi tận, nhìn như còn tồn có ý thức, trên thực tế đã sớm biến thành khô lỗi. Tuổi mộc bị chính mình luyện hóa thành công trong ngày mắt, cũng là đại biểu cho bọn hắn đều tiêu vong liên này hai cô cháu con là chính mình tận lực lưu lại nay loại cầu thì suối quẩy đồ vật cũng xứng xưng là thông thiên lộ kết cục tốt nhất tân giản liên là tại tuổi mộc triệt để trưởng thành về sau hóa thành đối phương đầu cành cây một viên trái cây thôi đến mức mượn tuổi mộc chi lực tiếp lấy khống chế hai nàng này một đôi rời nhà ra đi phản nghịch cô cháu liên tự do thân thể đều không có có cái cái giảm giá trị Đổi thanh hứa ra gia, gia chủ còn tạm được tại nhìn thấy nhiều như vậy trận pháp về sau thẩm nghi đột nhiên có một ý tưởng chính mình không có khả năng cả một đời trông coi đại càn huống hồ lớn như vậy địa bàn nghĩ toàn bộ dự vương cũng là có lòng không đủ lực nếu như có thể thỉnh hứa ra rời núi thay đại căn cửu châu xây dựng đủ nhiều pháp trận vậy liền có thể giảm bớt áp lực thực lớn ây hứa huyền vận có chút xấu hổ đứng người lên hoàn toàn không nghĩ tới thanh niên sẽ dễ dàng như thế giải khai đời khống chế của mình không nói những cái khác nàng có thể là tu vi cực mạnh tông sư ai bất quá chẳng qua là trong nhảy mắt nàng liền lại phản ứng lại đạo huynh thật nắm tuổi mộc khống chế được thẩm nghi từ chối cho ý kiến thu hồi tầm mắt cũng không bộc lộ ra đã đen tuổi mộc luyện hóa sự tình bị ông chọc tuổi mộc đối với bên cạnh người mà nói không hề có tác dụng tạo huynh nếu có thể đem luyện hóa vì linh căn cũng xem như cơ duyên to lớn hứa huyền vận nhờ tới thanh niên lúc trước bộc phát ra cuồn cuộn yêu sát khí hơi thở không biết tại sao lại có người nghĩ đến cầm yêu lực tới đúc thành đạo anh cũng không sợ bị sát khí ảnh hưởng tới thân hồn bất quá cũng chỉ có như vậy kiếm tẩu thiên phong người mới có thể hưởng dụng như vậy đặc biệt bảo bối dù cho so ra kém tuyệt phẩm linh căn nhưng cũng vật không tầm thường băng bò này đoạn tuổi mộc đạo huynh con đường tu hành liên tuyệt sẽ không dừng bước tại hóa thần tiền kỳ thầm nghi vốn không nghĩ phản ứng nữ nhân này vì giảm bớt xấu hổ hồ ngôn loạn ngữ nhưng tại nghe đến đó lúc nhưng vẫn là tò mò ngoái nhìn ngừng bước anh anh thanh đứng người lên giống như cô cô như vậy ba loại trung phẩm linh căn cộng thêm hai loại thượng phẩm linh căn gom góp thành đào anh ngũ tạng mặc dù đột phá hóa thần tối đa cũng cũng chỉ là hóa thần trung kỳ liền sẽ con đường phía trước đoạn tuyệt thẩm đại ca nhận biết hóa thần kim thân tiền bối hẳn phải biết cho dù là đại ca như vậy chủ tu âm thần đỉnh tiên thế lực đại bộ phận kim thần pháp cũng chỉ có thể làm đến ba trượng hình thể tương đương với hóa thần tiên kỳ nàng giang tay ra mong muốn chạm đến cảnh lạnh giới cao hơn liền phải giống nhất quân tiền bối như vậy ngô đồng sơn lúc trước có thể là thay hắn tìm ba loại tuyệt phẩm lô linh căn mới có bây giờ huyền kiếm chân nhân bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử ta chảm yêu trừ ma tập 292. xuôi tiếng êm tai gió mát nhẹ phẩy ba người đứng ở bên suối đề cập hóa thần sự tình thấm nghi cùng hứa uyển vận đều là tầm mắt lấp lánh Đối với phần lớn tu sĩ mà nói, đó là một cái mong muốn mà không thể thành cảnh giới, nhưng đối với chân chính có thể chạm đến con đường này tu sĩ si tới nói, sớm tại hỗn nguyên cảnh giới, cũng đã bắt đầu vì về sao đại, đã trải đường, đã từng mô đồng sơn lão tổ, vị kia phản hư đại năng từng nói một câu, cái gọi là tu hành, đạo lý trong đó đều ở một chữ ở giữa. Hứa huyền vận quen đi lúc trước xấu hổ, trong mắt tôn ra hướng về lập tức chậm rãi phun ra một chữ, lừa gạt. Muốn dùng phản nhân thân thể, trường thiên địa chi lực, chuyện cấp cáp nhất liền là lửa qua phiến thiên địa này vô luận là dùng khí tức tinh hoa ngưng tụ đảo anh vẫn là dùng đủ loại linh căn tập hợp mũ tạng cũng là vì để cho mình tại thiên địa trong mắt càng giống là thiên sinh địa trưởng chi linh vật nàng đưa tay chỉ bầu trời để nó cảm thấy chúng ta là người một nhà rất lời hứa uyển vận thu hồi tầm mắt linh căn phẩm chất đại biểu về sau cùng giữa đất trời lực tương tác nhưng cái kia cả đời khốn tại hóa thần sơ kỳ tu sĩ, dù cho thân hồn cường đại tới đâu, bị giới hạn linh căn, nhiều nhất bất quá điều động trong phạm vi, trăm dạng thiên địa khí tức, mặc cho người công phát tinh diệu, không chế khí tức bản sự cường hãn nữa, khí tức số lượng không đủ cuối cùng chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt, vừa chạm vào liền vỡ. Nghe vậy, Thẩm Nghi ngước mắt nhìn về phía xanh thẳm chân trời, đông dạng tâm hướng mê mẩn, phải biết hắn lúc trước nhìn như tùy ý một trường liền đã thương nặng cái kia mục nát lão nhân trên thực tế lại là liền nuốt mấy viên yêu vương nội đan bằng không chỉ là nửa thước ly hòa phần tâm trưởng cũng đủ để rút sạch hắn đạo anh vô luận góp nhặt nắm chắc bao nhiêu bao hàm luôn có sử dụng hết ngày đó chỉ có đặt chân cảnh giới hóa thân từ đó tiêu hao chính là phiến thiên địa này nhất quân có thể điều động nhiều ít thiên địa khí tức thấm nghi hướng bên cạnh nhìn lại không phải phải cứ cùng này huyền kiếm chân nhân so cái gì là trước mắt hắn chỉ biết là này một vị cao thủ thành danh thứ này trên sách cũng sẽ không viết ta làm sao lại biết hứa huyền vận trầm ngâm một lát do dự a nổi bốn năm ngàn giảm hoặc là tám chín ngàn dặm cũng nói không chính xác kỳ thật thiên địa khí tức thứ này quá nhiều cũng không có tác dụng gì dù sao dù cho có dùng mái không cạn số lượng cũng cần người nghĩ biện pháp đem hẳn tiêu xài nếu là công pháp không tinh thủ đoạn quá nhỏ bé cái kia cũng là vô dụng nghe cái này trước sau mâu thuẫn lời nói thầm nghi lâm vào yên lặng nữ nhân này rõ ràng tu vi không kém vì cái gì luôn là khiến người ta cảm thấy chẳng phải đáng tin cậy cũng là anh thanh hiếu kỳ nói Huyền kiếm chân nhân chỉ có điều động cuốn cuộn khí tức bản sự, nhưng không có có thể khống chế những khí tức này công pháp. Đó cũng không phải, hắn thần tiêu chân lôi kiếm chân đến tạo hóa chi cảnh, lại nhiều khí tức cũng có thể tiêu hao hết. Hứa huyền vận ho nhẹ một tiếng, lần này liền anh thanh cũng nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Cô cô, ý của ta là, chúng ta không cần thiết đi cùng này loại quái thai so à, ngoại trừ tự hủy đạo tâm còn có tác dụng gì. Hứa huyền vận buông tay, cũng là nhìn rất thoáng, thầm nghi hơi nhắm mắt. Đối với mình sẽ phải đi đường có bao nhiêu gian nan, lại một lần nữa sâu hơn nhận biết đơn giản trò chuyện á hứa huyền vẫn lặng yên mắt nhìn thanh niên rốt cục vén sạch lúc trước chỉnh ra phát sinh sự tình nhưng càng nghĩ thì càng đáng sợ vị kia chỉnh ra gia chủ tu vi tuyệt sẽ không thua chính mình càng là có tuổi mộc tương liên vì đó cung cấp cuồn cuộn không dứt bổ sung thậm chí có thể bộc phát ra tạm thời vượt biên lực lượng hắn kém chút bị thanh niên một trưởng diệt xác cũng không phải là bởi vì lão nhân yếu mà là bởi vì thẩm nghi một trưởng kia quá mức đáng sợ đồng thời trực tiếp dọa dạ phá tuổi mộc lá gan nhưng hắn cũng quyết từ bỏ chủ nhà họ trịnh ở trong đó có hai cái hết sức then chốt điểm thẩm nghi một cái trung cảnh hỗn nguyên tông sư nghĩ phải học được hóa thân cảnh công pháp nhất định phải là có cảnh giới như vậy cường giả tự mình chỉ đạo coi như nhai nát tới đút cũng không phải còn trẻ như vậy liền có thể học được cần cực cao ngộ tính nhưng đối phương lúc trước biểu hiện cũng không phải đơn giản sẽ dùng có thể thể hiện ra như thế uy thế kinh người chỉ sợ đã tu tập đến viên mạng cấp độ tại đạt thành cái này gần như không có khả năng làm được điều kiện về sau vẫn phải có đầy đủ tu vi đi thi triển điều này càng làm cho người khó có thể lý giải được Tu sĩ si cũng không phải thần tiên, làm sao có thể từ không sinh có? Chẳng lẽ là một loại nào đó có khả năng cho nháy mắt bổ khí bảo dược? Hứ Huyền Vận sống nhiều năm như vậy, con chưa từng nghe nói qua vật tương tự. Bất quá suy nghĩ một chút lúc trước rồi đi hóa thần kim thân, có thể làm cho loại tu vi này cường giả tùy thân thủ hộ, hắn thế lực sau lưng đơn giản khó có thể tưởng tượng. Có lẽ thật đúng là có thể làm được. Hứa gia thân là rất nhiều trong thế lực số ít không lấy thực lực trừ danh tồn tại. Bọn hàn am hiểu chi đạo chính là trận pháp, nghiên cứu đại trận, liên cần Sư tập bách gia chi trường lại từng cái tiến hành nhằm vào coi là kiến thức rộng rãi nhưng hứa uyển vận càng nghĩ làm thế nào cũng phán đoán không ra thân phận của thẩm nghi theo lý mà nói dùng hóa thần kim thân thứ này còn có dư lực hướng mặt ngoài đi rất dễ dàng để cho người ta nhờ tới đại càn võ miếu nhưng này kim thân trên cánh tay bàn lòng lại mang theo hung thần sát khí cùng đại càn đã từng đám kia kim thân tu sĩ hoàn toàn liền là hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách Húng chi thẩm nghi còn đem hóa thần công pháp tu tập đến viên mạng cấp độ, liên đại càn đám kia vò tiên, có thể thấy rõ công pháp bà, chưa nói chi là giáo người khác. Riêng một điểm này là có thể đem võ miếu bài trừ tại bên ngoài, nhưng ngưng tụ kim thân cần hương hòa nguyện lực lại đã định trước không thể nào là cái gì ẩn thế gia tộc. Đơn giản quái, đúng rồi, thẩm nghi trầm tư một hồi, bỗng nhiên lời đãng hướng hai nữ nhìn lại, như loại này mang sát khí tuyệt phẩm linh cần, các người có tin tức hay không? Lời này tới đột nhiên, đều không có cho các nàng suy nghĩ chỗ trống. Không có, có, hứa huyền vận vô ý thức phủ nhận lập tức ngạc nhiên nhìn về phía bên cạnh anh thanh người điên ư nàng biết cháu gái này tương đối phản nghịch nhưng không nghĩ tới đối phương gan lớn đến trình độ như vậy anh thanh hai tay nắm chặt đột nhiên nghiêm túc nhìn về phía thẩm nghi thẩm đại ca ta xác thực biết một kiện dạng này tuyệt phẩm linh căn nhưng đó là người nhà ta dựa vào sinh tồn đồ vật dùng cái này linh căn là trận nhãn ẩn thế mà cư cho nên ta không thể nói cho ngươi lời này vừa nói ra hứa huyền vận sắc mặt lập tức có biến hóa mặc dù nàng lại không dành thế sự cũng biết nhường nhục cường thực đạo lý ở đâu là ngươi không muốn nói liền có thể không nói ý niệm tới đây năng lực lượng không đủ nhìn về phía thẩm nghi đã thấy thanh niên tuấn tú trên mặt không có chút nào gợn sóng bình tĩnh một chút gật đầu ta hiểu rõ nghe vậy hứa huyền vận lập tức giật mình tại tại chỗ anh thanh dần dần lộ ra vui sướng nụ cười bất quá ngài nếu có thể hộ ở người trong nhà của ta thuyết phục bọn hắn ta tạm thời không có có năng lực như thế thẩm nghi thản nhiên đáp lại cũng không có mạo xưng là trang hảo hán Che chở hứa ra, vậy thì đồng nghĩa với cung huyền quang động chính diện trở mặt. Mong muốn làm đến điểm này, ít nhất cần toàn bộ đại can đồng tâm hiệp lực, dùng 12 vị hóa thần di hài, lại thêm võ miếu lão tổ cùng một. Chỗ làm ra trấn nhiếp mới có thể miễn cưỡng đạt thành. Dù mình bây giờ thực lực, còn không có cách nào thay võ miếu lão tổ làm quyết định. Bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử, ta chảm yêu trừ ma tập 293. Nghe vậy, anh Thanh không chỉ không có có thất vọng, ngược lại dùng sức xoa xoa mặt. Năng tốc độ cao giải khai huyễn hình pháp trận, U quan trở nên so lúc trước còn muốn nhu hòa rất nhiều theo nương nương khang mặt trắng tiểu thư sinh lập tức biến thành đáng yêu động lòng người xinh đẹp nha đầu hờ tay nghi hướng phía thẩm nghi làm cái mặt quỷ ta liền biết thẩm đại ca đã sớm nhìn ra hóa thần tu sĩ liền có năng lực che chở một nước không nhận xâm hại hống chi không quan trọng một cái gia tộc thẩm đại ca có hóa thần kim thân tiền bối tương hộ lại không hỏi một tiếng một câu liền trực tiếp phủ quyết nói do đối phương đã biết nghi muốn hại mình gia đình thế lực là hạng gì thân phận cũng chỉ có huyền quang động như vậy tiên môn mới có thể để cho kim thân pháp tướng đều bất lực các người, hứa uyển vận ngốc ngốc lập ở bên cạnh một màn trước mắt hoàn toàn không phù hợp nàng trong sách học được nhận biết giữa các tu sĩ liên hệ sao có thể như thế thành thật còn có ôn hòa bắt quá này cũng cũng phù hợp thanh niên lúc trước tiện tay cởi ra tuổi mộc cấm chế cử động thẩm nghi lườm anh thành liếc mắt thản nhiên nói bắt quá ta có khả năng thử một chút còn cần một chút thời gian ta đây muốn một mực đi theo người anh thành dứt khoát đi đến phía sau hắn rốt cuộc tìm được mượn cờ có khả năng không cần về nhà thẩm nghi không có cự tuyệt lập tức hai người cùng một chỗ nhìn về phía hứa uyển vận coi từ gì Ta thành người ngoài, hứ huyền vận há hốc mồm, sau đó đưa tay khoa tay một thoáng. Người đó là cái gì ánh mắt, vì cái gì một bộ cảm thấy ta hết sức vô dụng bộ dáng. Xin nhờ, nàng là bảo đan, ta mới là cực cảnh hỗn nguyên. Ô, thầm nghi lạnh nhạt quay người. So với một cái đầu ăn tay chân, hắn càng cần hơn một bản bách khoa toàn thư. Hứa huyền vận ban đầu cũng không nghĩ tới muốn đi theo thẩm nghi, chỉ là có chút chịu không được bị khinh thị cảm giác, lúc này mới vô ý thức quán trách hai câu. Nàng bắt đắc sĩ thở dài, rất khó tưởng tượng chính mình muốn thế nào mới có thể theo trong tay thẩm nghi nắm chất nữ cướp về, mang về hứa ra. Cô cô, chẳng lẽ ngươi thật hy vọng cả một đời giấu đi? Anh Thanh theo thẩm nghi sau lưng thò đầu ra, trên mặt thêm ra một vẻ trịnh trọng. Chúng ta căn bản cũng không có làn sai sự tình, muội bạc chính là huyền quang động, vì sao chúng ta phải giống như phạm nhân giống như nhận hết cầm tù nỗi khổ, không cũng là bởi vì thực lực không đủ sao? dù cho không báo thù liền là giống người bình thường một dạng sống đây này nàng tiếng nói thanh thúy cũng không phải là giọng chất vấn khí lại làm cho hứa uyển vận lập tức trầm mặc xuống chất nữ ý tứ kỳ thật đã rất rõ ràng nếu hứa ra thực lực không đủ vậy liền không thể tránh khỏi một leo lên thế lực khác trung hợp thẩm nghi cũng cùng huyền quang động kết thù kết toán lại vừa vặn cần dùng đến hứa ra bản sự ngược lại đều là đầu tư vì sao không đầu tư cho nhìn qua càng có hiệp phong nghĩa xương thẩm nghi dù cho đầu tư thất bại hao tổn cũng bất quá hai người tính mạnh thôi so với trước đó chết trong tay huyền quang động chưa nhiều trưởng bối cùng với toàn bộ hứa ra tương lai đây của thực là một bút lại với không tính quá mua bán hứa huyền vận yên lặng thật lâu liếc nàng một cái trừ đó ra chẳng lẽ ngươi liền không có tâm tư khác tí như không nguyện ý bị bắt về ây hắc hắc anh thanh nắm đầu lại rụt trở về thầm đạo huynh hứa huyền vận giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm chắp tay nói kỳ thật nếu như ngươi muốn tìm tìm sát khí linh căn vì cái gì không đi thiên yêu quật nhìn một chút những cái kia yêu mà thích nhất thủ hộ thiên tài địa bảo cho hắn thành thục lúc lại một ngụm nuốt vào chúng nó sinh hoạt địa phương mới thật sự là hung sát khó cản cho lớn như vậy thẩm nghi hơi hơi kinh ngạc ngừng bước trải qua đối phương nhắc nhở hắn mới bỗng nhiên phản ứng lại chính mình sớm cũng không phải là lúc trước vừa rời đi đại càn lúc sơ cảnh hỗn nguyên chỉ bắt quá hắn tiếp xúc tin tức đều là các vị yêu hoàng trên thực tế cho dù là thiên yêu quật chân chính yêu hoàng cũng bất quá cứ như vậy mười mấy cái còn lại mấy trăm vị đều chẳng qua là yêu vương mà thôi ngươi có phương pháp thẩm nghi tò mò nhìn lại Dĩ nhiên, Hứa Huyền Vận tự tin cười một tiếng, lập tức tế ra phi thuyền. Mày đen trải qua 26 cái luân thế, nho nhỏ phi thuyền tại dãy núi ở giữa Đông Hoàng Tây đi dạo. Lần này khẳng định không sai, Hứa Huyền Vận xuất ra sách so sánh, sau đó chỉ một tòa đỉnh núi đá. Ngươi xem, phía trên này viết liền là núi như sừng trâu, có phải hay không cùng này núi giống nhau như đúc? Thầm nghĩ mặt không thay đổi gật gật đầu, cứ việc dạng này mòm núi, hắn đã gặp thứ chín tòa anh thanh ngồi tại phi thuyền nơi hẻo lánh trong tay bưng lấy ba thanh bè gãy phi kiếm dưới chân để đó cái đẹp đẽ nhỏ lò tại luyện hóa bảo thiết mặc dù không quá am hiểu luyện khí nhưng cơ bản tu bổ vẫn là không có vấn đề đột nhiên phi thuyền rung rẩy lên không bị khống chế hương phía dưới rơi xuống nàng vội vàng thu hồi nhỏ lò ghé vào thuyền gỗ rìa hương phía dưới nhìn lại chỉ thấy may mù lượn lờ ở giữa một tòa thành trì như ẩn như hiện hứa huyền vẫn nặng lẽ xoa nắm mồ hôi còn tốt đều qua mấy ngàn năm trần yêu thành vẫn như cú vị ở nơi này nơi này có cấm bay pháp trận nàng thu hồi thuyền gỗ hướng phía dưới rơi đi to lớn thanh trì mặt đường rộng lớn sạch sẽ lôi tới người phần lớn đi bộ nhưng cũng có cười các loại dị thủ tu sĩ vô cùng náo nhiệt từ trên trời giáng xuống ba người cơ hồ không có dẫn tới bất luận người nào chú ý giải rác vài vị cũng chỉ là quang tới thiện ý chế diễu tựa hồ là hồi tưởng lại chính mình trước kia mới tới trấn yêu thành lúc chật vật trấn yêu thành là rất sớm trước kia xưng hô sau này dù chưa sửa đổi tên nhưng cũng mất đi nguyên bản ý nghĩa hứa huyền vận giống là vì che giấu lúc trước sai lầm rất nhanh lại cho thẩm nghi giải thích Nguyên nhân liền là thiên yêu quật quá mức cường thế, triệt để phá vỡ tu sĩ nhân tộc lòng tin, bị ép tiếp nhận chúng nó cũng là đỉnh tiên thế lực chi. Không đúng, hẳn là thế lực tối cường. Ngươi có lẽ coi là thiên yêu quật là một đống lớn yêu ma hỗn hợp tại cùng một chỗ. Thực thì không phải vậy, chúng nó chiếm cứ địa phương, do so chân chính tiên môn còn muốn càng thêm linh tú. Thẩm nghi an tĩnh nghe đồng thời đánh giá chung quanh. Đúng lúc này, anh Thanh cùng hứa uyển vận đều là dừng lại bộ pháp, có chút hiếu kỳ hướng phía trước nhìn lại hai nàng cũng không phải là trường hợp đặc biệt phải nói toàn bộ người trên đường phố đều là tạm thời đã ngừng lại nói chuyện với nhau ở trước đám người phương một đạo người khoác áo choàng thân ảnh chậm rãi mà đi người bên ngoài tất cả đều cho hắn nhường ra một con đường chỉ vì người kia áo choàng đều bị yếu huyết nhiễm ẩm ướt đen nhánh sợi tóc phiêu đáng toàn thân tản ra nồng đậm sát khí thân hình cao gầy vẻn vẽ lộ ra có chút khuôn mặt mang theo mấy phân lạnh lèo nếu không phải kẻ kia giữ tận vết sẹo còn chưa triệt để khép lại hẳn là được xưng tụng một tiếng tiên tư phương hoa nơi nàng đi qua bên cạnh tu sĩ trong mắt đều là lướt qua một chút bội phục trên vùng đất này không mọi bao giờ thiếu dám liều dám giết người nhưng có thể còn sống trở về cũng không nhiều đúng lúc này nàng bước chân bỗng nhiên hơi dừng lại nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt lên cung mặc áo thanh niên gặp thoáng qua ách hứa huyền vận vô ý thức lại quay đầu nhiều nhìn thoáng qua có chút hầm mộ đối phương bắt quá là trung cảnh hỗn nguyên lại có thể dẫn tới mọi người chú mục trái lại chính mình đã là cực cảnh tu vi, lại chỉ có thể trốn ở trong trận pháp sống chui nhủi ở thế gian. Thật xinh đẹp tỉ tỉ, anh thanh nháy mắt mấy cái, xác thực, thầm nghi hiếm thấy gật đầu, thuận tiện mắt nhìn trong tay thêm ra túi chữ vật, còn dính nhộm ướt át huyết tương. Hắn tiện tay đem bên trong đồ vật lấy ra, chỉ thấy chính là một đóa trong suốt sáu cánh đóa hoa, ở giữa bao hàm từng tia từng tia màu đỏ tươi, phảng phất mạnh máu, bằng thêm mấy phần sát. Y, đây là bị ông chọc trung phẩm linh can nha. Anh Thanh chú ý tới thẩm đại ca đồ trên tay. Mặc dù không biết đối phương vì sao đột nhiên muốn xuất ra một viên linh căn tới khuê khoang, nhưng anh Thanh vẫn là không có quên công tác của mình, tức cởi cho bên trên hiểu rõ thả. Nhưng thẩm nghi lần này tựa hồ cũng không có kỹ càng hỏi tiếp ý tứ, trực tiếp đem hắn cắt vào chính mình chữ vật bảo cụ, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc trước tại truy tìm sơn quân lúc, liền ăn nữ nhân kia không ít quang uy, không nghĩ tới hôm nay đều là hỗn nguyên tông sư, còn có thể thu đến khương thu lan đồ vật, cũng là có tâm chỉ bắt quá chính mình cũng không có chuẩn bị cái gì. Được rồi, lần sau sẽ bàn đi. Tại phố dài phần cuối, nữ nhân bóc áo choàng, tại tủ quán trước dừng lại trong chốc lát. Rất nhanh liền có cái thân mang rộng thùng thỉnh áo bào xanh thanh niên chậm rãi bước đi thong thả ra tới. Thu hoạch như thế nào? Không có thu hoạch. Khương Thu Lan ánh mắt yên tĩnh, điểm nhẹ cầm, làm phiên tiền bối đợi lâu. Không sao, cũng không phải tận lực chờ ngươi. Áo bào xanh người lung lay bầu rượu trong tay, cất bước hướng thành đi ra ngoài, lập tức có chút hiếu kỳ nói. Trong tay ngươi là cái gì? Khương Thu Lan nhìn một chút lòng bàn tay cái viên kia mượt mà yêu đan, không có gì, Hóa huyết ma ngư, thanh niên chết miệng một cái, tùy ý đưa tay, lòng bàn tay là một viên càng lớn, ta chỗ này cũng có một viên cảnh giới ca chút, nghe vậy, Khương Thu Lan lại là nhìn không chớp mắt, như cố nhìn mình chằm chằm trong tay cái viên kia, lập tức đem hắn tỉ mỉ bỏ vào chữ vật bảo cụ, không có ý nghĩa, thanh niên thu hồi tầm mắt, Ông tay áo có huyền kiếm chui ra, rơi vào dưới chân hắn, lần này chọc họa tay không trở về cũng là có chút không đẹp, liền dùng người làm lễ, đưa cho ta cái kia sư tỷ, đến mức nàng lưu không lưu người, liền không liên quan gì đến ta. Sơ kiến cô gái này lúc, đối phương thân chịu trọng thương, dùng đạo anh cưỡng ép sống tạo, không có chữa thương, lại tại luyện hóa linh căn, ý chí kiên định tới cực điểm, biết chỉ có đột phá trung cảnh hỗn nguyên mới có thể sống sót, liền chuyên tâm đi làm, cuối cùng nàng thật còn sống, chính mình lại vừa mới hao tổn đệ tử duy nhất nếu không phải cùng cô gái này tu hành hướng đi không hợp, nhiếp quân thậm chí có thu đối phương làm đồ đệ tâm tư, làm phiên tiền bối. khương thu lan cật cật đầu, tế ra đạo anh, cả người lướt lên trời cao, nàng xoa xoa khóe môi vết máu, thân sắc bình tĩnh như trước. nhiếp quân chăn đạp huyền kiếm, thấy đối phương tình nguyện gượng trống, cũng không có mở miệng để cho mình năm nàng đoạn đường, lại là nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, cũng không có cưỡng cầu, trực tiếp ngựa kiếm bay lên không. Tại thanh niên cướp xa về sau, Khương Thu Lan mới lặng yên ngoài nhìn, hướng trên đường dài cái kia ba đạo thân ảnh nhìn lại. Nàng hơi mỉ môi, đều là tu hành, đều là theo đại càn ra tới, đều muốn phòng bị huyền quang động. Chính mình mai danh ẩn tích, hắn vẫn còn có mỹ nhân làm bạn, cũng là vui sướng vô cùng đây. Khương Thu Lan bắt đắc sĩ thu hồi ánh mắt, tạo anh toàn lực thi triển, hướng phía chân trời lao đi, mô đồng sơn, linh hề chân nhân thập nhị đệ tử thủ tọa huyền kiếm chân nhân sư tỷ nghe nói đối phương sát hạch xâm nghiêm muốn trở thành nàng ký danh đệ tử thậm chí so đột phá hóa thân còn phải gian nan nhưng đây có lẽ là chính mình đời này chỉ có cơ hội cần cực kỳ nắm bắt bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử ta chảm yêu trừ ma tập 294. trịnh gia thê thảm diệt môn ngày đó có tử diếm mút trời huyền quang động chân nhân đã đem cả tòa sơn mạch khống chế lại phụ cận to to nhỏ nhỏ tổng cộng tam thập bát tộc đều là không cho phép bước ra nửa bước ta xem như sớm có đoán trước chạy nhanh người cũng không biết ta tại trịnh gia nhìn thấy cái gì có tu sĩ về mặt âm trầm tại bên đường nói nhỏ nói đến đây ở giữa hắn hướng phía chung quanh quét mắt một vòng lập tức lấy ra truyền âm bảo cụ thầm nghĩ mặt không đổi sắc theo mấy người bên cạnh đi qua hắn dĩ nhiên biết trịnh gia còn thừa lại cái gì đơn giản liền là một chỗ người gỗ bị tế mộc nốt ăn thân hồn cùng đạo anh theo tu sĩ kia cố nén kinh hãi truyền xong tin tức nhìn xem những người còn lại đồng dạng đờ đẫn thần sắc hắn thu hồi bảo cụ lắc đầu nói, chỉ là ta lại chưa từng nghe nói qua, thế lực nào bên trong da một vị tử diễm chân nhân, có thể có thực lực như vậy, chỉ sợ đã là đạt đến cảnh giới hóa thân. Nghe vậy, hứa huyền vận thần sắc không khỏi hơi khẩn trương lên, mặc dù đã sớm biết tin tức này không có khả năng giấu giếm được, nhưng bây giờ chính tai nghe thấy, vẫn là để năng tâm tình hơi chìm ngọn lửa màu tím bầm như vậy đặc thù thực sự quá rõ ràng liếc mắt liền có thể nhận ra ý niệm tới đây nàng vô ý thức chạm lại bộ pháp tiếp tục lắng nghe người bên ngoài nói chuyện với nhau huyền quang động lần này chỉ sợ là phải có động tác lớn ha đào cũng chưa chắc lúc trước sợ hãi tu sĩ kia bỗng nhiên lại cười cười ta nói cho ngươi bọn hắn không chỉ không có dòng chống khua chiêng thậm chí còn cố ý khống chế tin tức nói không chừng là chọc tới cái gì những thế lực lớn khác hoặc là liền là đuối lý cái này cần đuối lý tới trình độ nào mới có thể chịu hạ khẩu khí này à người bên ngoài nhờ tới vừa mới nghe được tin tức không khỏi chép miệng một cái chẳng lẽ đường đường tiên môn thật tại làm dùng tu sĩ tự yêu sự tình này cũng không dám trò chuyện tiếp đi xuống một đống miệng rộng hứa huyền vận bước nhanh đuổi theo nàng phát hiện thẩm nghi giống như không có chút nào để ý giống như liền để đám người này tiếp tục trách móc xuống không ra một tháng thời gian từ diễm chân nhân đồ trịnh ra cả nhà sự tình liền sẽ huyền náo thiên hạ đều biết đám người này tụ tập tại đây bên trong cần làm chuyện gì thẩm nghi sớm cắt ngang hứa huyền vẫn mong muốn xong để nói nhỏ ý nghĩ chính mình cũng không phải kẻ điếc đám người kia trò chuyện liền trò chuyện chứ sao ai là cái gì tử diễm chân nhân hiện tại hắn là tuế mộc chân nhân một thân thanh khí ôn nhuận ôn hòa đại khái là dành đến hoàng đi hứa huyền vẫn bị tùy tiện lách qua chủ đề hướng phía bên cạnh nhìn một chút nói khẽ đến cảnh giới nhất định vui đau khổ tu chỉ có thể không duyên cờ lãng phí thọ nguyên tài nguyên mới là trọng yếu nhất đồ vật thế nhưng thiên tài địa bảo phần lớn vì có chủ đồ vật mong muốn tranh đoạt nguy hiểm quá lớn động một tí liền là đạo tiêu bỏ mình cho nên đều đang đợi lấy nhặt nhạnh chỗ tốt thẩm nghi hơi sườn mắt Nhân người nào lỗ hỏng hứa huyền vận khuấy động lấy đầu ngón tay tính một cái hiện tại hẳn là đại can lời còn chưa dứt trên đường vang lên lần nữa rối loạn chỉ thấy có rượu của lấu đi ra mấy đạo thân ảnh trên thân khí tức cường hãn vô cùng từng cái đều là thượng cảnh hỗn nguyên tông sư bọn hắn trầm mặc ít nói ánh mắt xếp lạnh vừa mới đi đến phố dài tựa như sói vào bầy cửu trên người quần áo khác nhau nhưng khí chất tương tự rõ ràng đến từ cùng một nơi đều là đại can một mực không lên tiếng anh thanh đột nhiên lên tiếng nhắc nhở một câu làm sao người biết hứa huyền vận tò mò nhìn lại bọn hắn giày trên có khắc chính là chúng ta phát trận anh thanh nhỏ giọng nói nghe vậy hứa huyền vận bỗng nhiên rên khẽ một tiếng thật sự là một mảnh hảo tâm cho chó ăn lúc trước trong nhà thay bọn hắn làm nhiều chuyện như vậy chúng ta xảy ra chuyện thời điểm anh thanh cúi đầu không nói gì huyền quang động cùng đại càn chính là là đồng minh cái gì nhẹ cái gì nặng không cần nói cũng biết hứa ra lại đối đại càn móc tim móc phổi lại chỗ nào so đến được đối phương đồng minh trọng yếu chỉ bất quá, từ đầu tới đuôi võ miếu liền một câu đều chưa nói qua, vẫn là để tộc bên trong trưởng bối có chút trái tim bằng giá. Thẩm nghi không hiểu thấu chúng một thương, hắn chú ý tới cả con đường bên trên tù sĩ, nhưng phàm là có như vậy chút thực lực, đều là theo lúc trước lười biến trạng thái trở nên căng cứng. Muốn chuẩn bị nhặt nhạnh chỗ tốt, hứa huyền vận sửa sang lại một chút cảm xúc trên thực tế toàn bộ trần yêu thành cũng là vì tiên môn cùng đại càn phục vụ cũng chỉ có ba cái này mới có đảm lực cùng tư cách bước vào thiên yêu quật nhưng rất nhanh nàng lại hơi nghi hoặc một chút làm sao không nhìn thấy hóa thần kim thân theo lý mà nói, đại càn mỗi lần vào thiên yêu quật, ít nhất cũng phải một tôn kim thân dẫn đầu. Sau một khắc, hứa uyển vận cả khuôn mặt đều là hơi tê tê. Chỉ thấy chân trời có sóng lửa bao phủ, nhiệt độ nóng bỏng nhường cả tòa trần yêu thành đều là trở nên mông lung. Một đạo thân ảnh chậm rãi rơi xuống đất. Hắn hai tay không, một thân tuyết trắng trang phục, đi đến đám kia đại càn tu sĩ trước mặt thản nhiên nói. Huyền quang động bị sự tính khác liên lụy, ta phụng sư tôn chi mạnh đến đây làm việc mấy cái đại cản tu sĩ về mặt hiếm thấy xuất hiện mấy phần dễ dàng làm phiền đường tiền bối anh thanh lật một cái chính mình sách nhỏ kích động nắm lấy thẩm nghi ông tay áo là đường nguyên à, thẩm nghi bất đắc dĩ trong mắt nhìn lại hắn là ngô đồng sơn thanh phong chân nhân môn hạ nổi danh nhất thiên kiêu xuất thân tiểu quốc từ nhỏ tại âm thần tu sĩ dạy bảo hạ lớn lên cuối cùng lại dùng hỗn nguyên chi đào bị thanh phong chân nhân nhìn chúng đưa thân cảnh rơi hóa thần năm gần năm 1900 tuổi anh thanh tốc độ cao tại sách nhỏ bên trên vẽ lấy mặt mũi của đối phương thẩm đại ca biết những cái kia chủ tu âm thần địa phương đi căn bản không có hỗn nguyên công pháp cùng đầy đủ tài nguyên mạnh mẽ dựa vào chính mình một đường đi tới hứ hứa huyền vận dùng bả vai đụng vào thẩm nghi có gì đặc biệt hơn người ta mới hơn 600 tuổi người nhiều ít không sai biệt lắm thẩm nghi lặng yên thầm tính một thoáng đi vào cái thế giới này vừa mới một năm linh bốn tháng giống như cũng đúng nha anh thanh ngờ ngác một chút lập tức thu hồi sách nhỏ bên cạnh mình không thì có hai cái không thua đường nguyên tồn tại các ngươi bây giờ còn thiếu bao nhiêu phân số Đường Nguyên cũng không bận tâm người bên ngoài, trực tiếp đứng trên đường hướng trước mặt mấy người hỏi. Con kém 16 miếng tuổi quả. Đại càn tu sĩ bên trong rõ ràng lớn tuổi nhất người kia chắc tay đáp lại. Khuyên Quang Động có thể cho các người tìm kỹ động phủ. Đường Nguyên lời ít mà ý nhiều tiếp tục hỏi. Tìm kỹ. Bất quá hóa huyết yêu hoàng ngã xuống không lâu, bây giờ thiên yêu quật bên trong mối nguy từ phía. Đại càn tu sĩ thở dài, không sao, hết sức nỗ lực là đủ. Đường Nguyên hơi khẽ gật đầu, nhận lấy đối phương đưa tới ngọc giản ta không phải ngô đồng sơn đệ tử nhưng sư thừa thanh phong chân nhân nếu là chưa vị tin được đường mẫu tiếp súng hết thẻ liền nghe ta an bài đa tạ tiền bối thông cảm mấy cái đại càn tu sĩ dồn dập cuối người hành lễ thấy hứa uyển vận mặt lộ vẻ dị sắc đại càn khi nào trở nên như vậy tâm thường rồi tại nàng từ nhỏ đọc qua trong thư tịch võ miêu chính là có hơn 10 vị hóa thần tu sĩ tọa trấn hơn 10 vị thượng cảnh võ tiên lại thêm rất nhiều hỗn nguyên tông sư tuyệt đối là siêu nhiên một phương thế lực lớn hiện tại thế mà sẽ đối với một cái thanh phong chân nhân ký danh đệ tử đi như thế đại lễ bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử ta chảm yêu trừ mà tập 295. tại tất cả mọi người nhìn soi mói đường nguyên đơn giản tìm hiểu một chút tình huống sau đó liền mang theo đại càn mấy người lướt qua chân trời hướng phía bắc phương mà đi chỉ còn lại có một đường phố tu sĩ thần sắc khác nhau trong chốc lát tất cả mọi người là công việc lưu bù lên giờ theo quy củ chúng ta cần chờ đại càn người rời đi đến gần nửa ngày thời gian mới có thể theo sau khứ huyền vận điều chỉnh tốt cảm xúc cầm lấy nàng những cái kia không biết có hay không tin tức đã cú hướng thẩm nghi giải thích nói tiếp xuống liền là tu sĩ trao đổi bảo vật làm cuối cùng thời gian chuẩn bị tiên môn cùng đại càn mục đích chủ yếu là tuổi của có bọn hắn hấp dẫn yêu ma chủ ý chính là nhận nhạnh chỗ tốt thời cờ tốt nhất bắt kịp thẩm nghi hơi trở dây lát tế ra đào anh toàn thân tuế mộc thanh khí phun trào lập tức cả người liền là đi theo mấy cái kia hội nguyên tông sư nhưng là muốn dùng để trao đổi hương hỏa nguyện lực nhưng không cần thiết tốt nhất đừng hao tổn tại bên ngoài ai đây chính là đại càn quy củ Hứa huyền vận có chút bất đắc dĩ, tuyết đỉnh thế lực đã đầy đủ tha thứ, mầm cho phép tu sĩ khác có khả năng theo ở phía sau nhặt khẩu thang uống. Thầm nghi cử động như vậy, cũng không sợ đắc tội đại càng. Mà lại, vốn là những đại càng người đi đạp hố, cùng gần như vậy, một phần vạn đường nguyên đám người bị phục sát, chỉ sợ còn có liên lụy đến chính mình ba người nguy hiểm. Cô cô, nhanh, anh thánh thúc giục hai câu, nàng tin tưởng thầm đại ca tự có an bài. Lời nói ngươi. Hứa huyền vận liếc nàng một cái, tiện tay tế ra thuyền gỗ, ba người hết sức mau rời đi trần yêu thành phạm vi ánh mắt ở giữa vẫn như cũ là thanh sơn bích thủy thẩm mi không nhanh không chậm năng không mà đi có kim điêu thần thông gia trì cũng không đến mức mất dấu hắn chỉ là có chút nghi hoặc liếc nhìn lại phía trước nơi nào có cái gì yêu quật bộ dáng phía trước liền là trận pháp truyền tống hứa huyền vận theo sau nói khẽ có phải hay không còn thấy rất hoang đường bây yêu ma ở sau ngô đồng sơn còn tốt muốn đi địa bàn của bọn nó lại còn cần thông qua như vậy thủ đoạn giống như là đi tiên môn bái phòng giống như đã như vậy yêu ma vì sao không đem này pháp trận đóng thẩm nghi hơi hơi nghi hỏi một chút nếu như nói thiên yêu quật thật hào hoa xa xỉ đến trình độ như vậy làm sao có thể khoan dung tu sĩ tại chính mình trên địa bàn tuy tiện ra vào cái này người không biết đâu hứa huyền vận nhiều nhíu mày nhỏ giọng nói căn cứ ta nhà văn sách khi chết toàn bộ thiên yêu quật hộ tông phát trận đều nằm giữ tại ngô đồng sơn trong tay có phải hay không rất quái lạ năng tấm tắc lấy làm kỳ lạ thậm chí căn cứ ta phụ huynh bối phán đoán ngô đồng sơn vị trí cùng thiên yêu quật vị trí dựa theo chúng ta xây dựng trận pháp thói quen đặc biệt giống như là ngoại môn cùng nội môn bộ dáng đến mức đại càn tựa như là bình thường thế lực dưới chân núi tụ cư phàm nhân nay chỉnh phiến địa phương tựa như một cái to lớn tiên tông nghe vậy anh thanh thở dài bất đắc sĩ nói cô cô nói đều là các trường bối thuận miệng hồ đoán thôi một điểm căn cứ đều không có trên đời làm sao có thể tồn tại khổng lồ như vậy trận pháp rõ ràng tại nàng này loại đừng đắn tu tập trận pháp mất người bên trong cô cô là thuộc về là loại kia mới nghe gió nổi đã từng mua rơi cầm tới điểm tin tức liền bắt đầu khoác lác tồn tại tiên tông thẩm nghi chợt nhờ tới trúc sư Huỳnh đã từng lời nói lần này hứa huyền vận nói tới đảo cũng chưa hẳn là nói xạo chẳng lẽ thiên yêu quật nơi này kỳ thật trước kia thuộc về ngô đồng sơn chỉ bất quá tu sĩ bị các yêu ma đuổi ra ngoài cái kia cũng không đúng á đều có thể đối cứng lấy trận pháp bắt lại địa bàn này thực lực sai biệt có thể rất lớn các yêu ma làm gì không chẳng tháo trừ cân còn muốn giữ lại tiên môn cùng đại can cùng chúng nó đối nghịch cơ hồ cùng một thời gian đường nguyên đã là đi tới một chỗ vô cùng hùng vĩ cổng cháo trước đó Bạch Ngọc lâu trụ bên trên trải rộng vết sạn, giống như là trải qua vô tận tuế nguyệt, trên đó điêu khắc long phượng sớm đã tàn phá không thể tả, đôi mắt vị trí chỉ còn lại có to lớn hố, giống như là bị khét đi con. Ngươi, âm à mu đầy tử khí, trên cùng vốn nên đặt bảng hiệu địa phương, giờ phút này trống rỗng, mấy người đều đã tới rất nhiều lần, sớm đã không còn lúc trước dùng động. Đường Nguyên cắt bước hướng cổng trào đi đến, thuận tiện lơ đãng hướng về sau phương nhìn thoáng qua. Hiện tại tán tu, là gan so với chúng ta trước kia lớn hơn. Hắn cười khẽ lắc đầu, tài nguyên thiếu thốn tiến lên không đường đại càn vài vị tu sĩ sâu đồng cảm quay đầu tại đây cổng trào bên ngoài hỗn nguyên liền là cực hạn mong muốn tu vi tiếp tục tăng lên chỉ có tiến vào thiên yêu quật chỉ cần có thể xông vào sau đó sống sót mà đi ra ngoài mấy trăm năm về sau có lẽ liền sẽ thêm ra một cái thanh danh hiến hách thế lực Tỉ như đại càn hai mươi bà thức kim thân pháp đều là từ bên trong tìm trở về mà như vậy vật chân quý bất quá là những tu sĩ kia trong động phủ cùng tạp thư đặt chung một chỗ cất sư thôi vì mình con đường phía trước mà mạo hiểm cũng không bi ai Chân chính bi ai chính là bọn hẳn những người này, thay người khác làm việc, còn muốn nhận hết khuất nhục. May mà lần này có đường tiền bối dẫn đầu, cũng là không cần lại cùng huyền quang động cái kia bọn tạp chủng liên hệ. Đều chuẩn bị xong chưa? Đường Nguyên đi đến bài dưới lầu, cuối cùng dò hỏi. Chỉ có phó thác cho trời, mấy người trở về dùng cười khổ. Đường Nguyên thu tầm mắt lại, cũng không có lại nhiều nói. Đám này đại càn tông sư, hiển nhiên là mất đi lòng dạ, cũng có thể theo mặt bên chứng minh cái kia tôn chiếm cứ cửu châu chỗ một phương cự phách, đã không còn có quật khởi khả năng hơi để cho người ta có chút tiếc hận nhưng cũng cùng mình không có quan hệ gì nghĩ xong hắn cất bước đi vào cổng trào thân hình như sóng nước dập dờn tan biến tại tại chỗ tại mấy người đều tan biến sau rất nhanh thẩm nghi cũng là mang theo hai nữ rơi xuống từ trên không lập tức đồng dạng cất đúc bước vào trong đó cùng lần trước tiến vào động phủ buồn nôn cảm giác khác biệt thẩm nghi thậm chí cũng không kịp làm ra phản ứng trước mắt chính là thêm ra một vùng trời mới con giống như núi nhỏ đón khách đại điện đổ sụp một nửa bị dẫm dạp có dãi che giấu đại điện hải cốt giống như là bị người vơ vét vô số lần nhìn một cái càng lộ vẻ hoang vu cô đơn tốt sơ thừa thiên địa khí tức hứa huyền vận vô ý thức chừng to mắt lại bị người giật giật ống tay áo nàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy thẩm nghi chẳng biết lúc nào phủ thêm một kiện đấu bồng màu đen trong tay nắm liễm tức trận bàn liền nhắc nhở chính mình anh thành cũng là đem khí tức che giấu cực kỳ chặt chẽ hứa huyền vận lập tức phản ứng lại học theo lập tức nói bọn hắn khẳng định là có động phủ mở ra tin tức chúng ta có khả năng thừa câu tại thiên yêu quật tìm kiếm một chút những vật khác sách thiên sơn vạn quật lại có thể là thật thẩm nghi nhìn về phía đón khách tại điện về sau mênh mông vô bờ bích thúy dãy núi hắn chậm rãi lắc đầu bắt kịp bọn hắn anh Hứa Huyền Vận kinh ngạc không thôi, không phải tới tìm Linh Can sao? Thẩm Đại Ca chỉ cần đồ tốt nhất, vẫn là anh thanh hiểu khả rõ thẩm nghi, cùng hắn tại rừng núi hoàng vắng đi tìm tìm những cái kia, bị rất nhiều tu sĩ tìm tới không biết bao nhiêu lần về sau còn lại di lưu chi vật, khẳng định là trực tiếp đi lấy tất. Cả mọi người tại đoạn đồ vật càng dùng ít sức, bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử, ta chảm yêu trừ ma tập 296, rất nhỏ vang lên tiếng gió, mấy đạo thân ảnh cũng không vận dụng khí tức, lại vẫn như cũ là nhanh như tia chớp tại đường nguyên dẫn đầu rồi vài vị đại càn tông sư mục tiêu minh xác hướng phía nơi nào đó tiến đến đều là tu vi hoành ép thế gian tu sĩ giờ phút này vẻ mặt lại là vô cùng thận trọng mắt nhìn xung quanh tai nghe bát phương đường nguyên cực lực bắt lấy động tĩnh chung quanh bỗng nhiên nhíu mày hơi ngoái nhìn nhìn lại có hơi quá hắn cũng là bần hàn xuất thân biết phổ thông tu sĩ không dễ dàng tuyệt đối là bên trong hóa thân cảnh tính tình tốt nhất một nhóm cường giả nhưng này không có nghĩa là hắn có khả năng khoan dung có người dùng gần như vậy khoảng cách cùng ở phía sau con sử đủ loại liễm tức thủ đoạn tâm tư xấu xa không cần nói cũng biết, thế này sao lại là muốn chia khẩu thang, uống, còn kém trực tiếp xông lên tới đoạt nồi nện chén, nào có làm như vậy sự tình, chẳng lẽ là xem chuyến này không có huyền quang động cùng Ngô Đồng Sơn chân nhân, vì vậy khinh thường ta đường mẫu người, tiên bối bất giận, tuổi của quan trọng, mấy người còn lại chỉ có thể thấp giọng khuyên nhủ, bây giờ đã vào yêu hoàng lãnh địa, vạn phần cẩn thận mới là, Đường Nguyên hết sâu một hơi, hắn cũng chỉ là có chút không vừa lòng mà thôi, cũng không có nghĩ qua động thủ cái gì. Tại thiên yêu quật bên trong, căn bản không tồn tại địa phương an toàn. Cho dù là hắn sư tôn thanh phong chân nhân đích thân đến, như cô cũng phải liễm tức định thần, hành sự cẩn thận, dù sao ngoài núi càng có một núi cao. Cách cái kia động phủ vết nứt vẫn còn rất xa, 900 dặm địa phương. Hâu vạn hải chính là đại càn tông sư bên trong tu vi cao nhất người, hắn lấy ra ngọc giản cẩn thận cảm thụ một phiên. Tin tức này là dùng ta đại càn hai vị tông sư tính mệnh đổi lấy, không có giả, cái kia động phủ cách lần sau mở ra còn đã mấy trăm năm thời gian, thiên yêu quật sẽ không có đề phòng. Như thế liền tốt. Đường Nguyên ổn định thần tâm mặc dù dùng tu vi của hắn, tại Thiên Yêu Quật bên trong có thể không động thủ vẫn là không nên động thủ cho thỏa đáng. Mặc dù có chút mạo muội, nhưng ta vẫn là nghi hỏi nhiều một câu, Đường Tiền mới bây giờ tu vi còn có tinh tiến. Hầu Vạn Hải nhỏ giọng nói, nghe vậy, Đường Nguyên cười cười, 40 quật bên ngoài yêu ma, phần lớn không phải là đối thủ của ta, nếu là gặp phải mạnh nhất đầu kia kim người sư tử, có sư tôn bán thưởng pháp bảo, bảo mệnh không ngại. Kiên Tình sư hoàng chính là thứ 41 quật yêu hoàng nó là cái đường danh giới tại nó phía trên không phải hóa thần trung kỳ tu sĩ không thể đối đâu vậy bọn ta an tâm hầu vạn hải nhẹ nhàng thở ra nhóm người mình địa phương muốn đi còn không gặp được mạnh như vậy yêu hoàng bất quá nhắc tới cũng kỳ quái hắn hướng chung quanh nhìn thoáng qua theo lý thuyết hóa huyết yêu hoàng ngã xuống thiên yêu quật hẳn là sẽ có phản ứng mới đúng vì sao lần này so lúc trước còn muốn an tĩnh chút người đây liền đừng hỏi nữa đường nguyên hiển nhiên là biết tình hình bên trong Mô đồng sơn đám kia chân nhân đã rất lâu không có ra động tới thật vất vả ra tới hoạt động một chút thân thể thiên yêu quật hiện tại cũng không rảnh rỗi quản sự tình khác rất lời mấy người an tĩnh lại lần nữa tăng nhanh đi đường tốc độ rất nhanh một tòa núi nhỏ xuất hiện ở trước mắt mọi người kỳ quái là nó đỉnh núi nơi nào đó đúng là quỷ dị bắt đầu vận vẹo đây cũng là tình huống đưa đến hậu trận pháp xuất hiện trục trặc giống như dạng này động phủ thiên yêu quật bên trong nhiều vô số kể chúng yêu cùng tu sĩ nhân tộc liều mạng tranh đoạt liên là này nhìn như không có ý nghĩa tin tức một cái trận pháp lỗ hổng rất có thể liền là như một cái nào đó thế lực quật khởi cơ duyên các ngươi có thể từng thăm dò qua đường nguyên hỏi không có lần trước ngẫu nhiên gặp yêu ma liều mạng hao tổn hai người đại giới chúng ta mới chạy ra ngoài hầu vạn hải lời còn chưa dứt liền phát hiện đường nguyên sắc mặt biến hóa ý của các ngươi là này lỗ hổng yêu ma cũng biết thấy mấy người yên lặng gật đầu đường nguyên kém chút bị chọc giận quá mà cười lên các ngươi chẳng lẽ là bị huyền quang động sai xử lâu, thật sự đầu óc đều không cần, như thế tin tức trọng yếu, làm sao hiện tại mới nói cho ta biết. Bị trách cứ một câu, hầu vạn hải xấu hổ há hốc mồm, thật có lỗi, đối phương nói mặc dù khó nghe, nhưng là lời nói thật. Qua nhiều năm như thế, bọn hắn đã thành thói quen nghe theo mệnh lệnh, dù sao vô luận nghĩ đến lại thông thấu, dù cho biết dưới chân là đường cùng, chỉ cần huyền quang động ra lệnh một tiếng, bọn hắn cũng không thể không đi ra ngoài. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người cơ hồ đều quên, bọn hắn đến cùng là bởi vì đại cán nguyên nhân không dám phản kháng, vẫn là đã mất đi phản kháng cùng năng lực suy tư. Thôi, đường nguyên tức giận thu hồi tầm mắt cũng lời cùng đám này cùng công cụ không khác người đưa khí hắn rơi đến mỏm núi xác định không có cảm nhận được yêu ma khí tức lúc này mới đưa tay hướng cái kia trận pháp lỗ hổng tìm kiếm. 16 miếng tuổi của, không phải cái số lượng nhỏ, chỉ có thể kỳ vọng bên trong đồ vật không có bị yêu ma lấy đi đi. Mấy cái đại càn tông sư ải này đi theo. Đúng lúc này, bọn hắn lại là phát hiện đường nguyên sắc mặt biến hóa, đồng thời thân hình như cụ đứng ở tại chỗ, không thể như trong tưởng tượng như vậy tiến vào động phủ. Dạ, đề phòng, đường nguyên gầm lên giận dữ, tuyết trắng trang phục phía dưới khí tức cổ động thao thiên liệt diễm trong nẻ mắt cửa hàng vung ra tới cơ hồ cùng một thời gian ngưng động như thực chất kim quang từ đằng xa bắn mạnh tới trực tiếp đánh nát sóng lửa đường nguyên muốn rút tay đánh trả lại phát hiện thăm dò vào trận pháp lỗ hổng cánh tay kia bên trên có đen kịt xiềng xích quần tới hắn đành phải nâng lên cánh tay trái không chút nghĩ ngợi chính là một trưởng vỗ ra nông đoạn sóng lửa với thiên tế cuồn cuộn đồng dạng ngưng tụ thành trăm trượng rộng tay cầm lên trên đó hoa văn đều sinh động như thật trong ném mắt hướng phía phía trước ném tới kim quang xé rách đường nguyên gương mặt miệng vết thương có hỏa tương chảy xuôi lập tức vội vàng hướng phía trên trời chém đi đem về kia bàn tay to lớn một phân thành hai nhưng vẫn cũng ngăn không được nó nện xuống uy thế Âm um, ầm um, trong chốc lát hơn phân nửa tòa núi cao đều bị biển lửa bao phủ cái này nơi xa hứa uyển vận chậm dài đã ngừng lại bộ pháp giống như là lần đầu trong thể hóa thân cảnh ra tay uy thế nàng ngốc ngốc hướng bên cạnh thẩm nghi nhìn lại ngươi thật có thể tham dự dạng này đấu pháp đây có phải hay không là trận pháp Thẩm Nghi cũng không để ý đến nàng, mà là hướng anh thanh nhìn lại. Nếu như nhớ không lầm, chính mình giống như tại trận pháp sơ hiểu bên trong thấy qua tương tự miêu tả. Thẩm đại ca thật là lợi hại, đây là hứa ra u minh tỏa long trận. Anh thanh rất lời, bỗng nhiên kinh ngạc hướng phía trước nhìn lại. Hứa ra trận pháp, làm sao lại tại thiên yêu quật, giống như là tại đáp lại lời của nàng. Bên trong sóng lửa, hai bóng người chậm rãi bước ra. Phía trước là thân cao tám trượng hùng vĩ sư yêu, một đôi tròng mắt như mạ vàng bảo ngọc. Ở sau lưng hắn thì là quần áo tả tơi khô gầy lão nhân, toàn thân che kín trận pháp, dùng cái này chống đỡ lấy thân thể đứng thẳng. Mùi vị thế nào? Kim tình sư Hoàng Lăng không dạo bước, giọng mỉa mai nói. Bàn Hoàng cũng sử dụng các người đồ vật. Đường Nguyên trong mắt có liệt hỏa bốc lên lại thêm bộ mặt khe, cả người nhìn qua dữ tận vô cùng. Hắn toàn bộ cánh tay phải đều là bị tỏ liên kéo chặt lấy, đồng thời còn tại hướng vai của hắn tìm kiếm. Vậy căn bản không phải trận pháp gì lỗ hổng, mà là một loại khác tại trận cổ ý lưu lại bấy dập. Đường Nguyên chậm rãi điều chỉnh hô hấp, Giống như là bị đào xót kích thích, lên tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, bản tạ một tay, chưa hẳn không thể chạm ngươi. Bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử, ta chảm yêu trừ ma tập 297, nghe vậy, đại can mấy kẻ tông sư đều là mặt lộ vẻ kinh hỉ, đều biết Ngô Đồng Sơn tu sĩ cao ngạo vô cùng không có nghĩ rằng đường tiền mối mặc dù sư thừa thanh phong chân nhân lại là như thế khiêm tốn lúc trước còn tại nói gặp được kim tình sư hoàng hắn có khả năng mượn nhờ sư tôn ban thưởng pháp bảo làm đến bảo mệnh không ngại hiện tại thật gặp được liền biến thành có khả năng một tay chảm chết người ở chỗ này hồ suy đại khí sư phó ngươi biết không kim tình sư hoàng ông cánh tay mà đứng không chỉ không có nộ ngược lại cười ra tiếng đường nguyên liếc mắt cánh tay phải tiếng nói bên trong lạnh lẽo càng nồng đậm không phía sư hoàng khiêu mi nói thử một chút Tình nói vừa ra bên hông hắn đột nhiên thoát ra ba đạo hồng quang lớn chừng ngón cái trạng thái như hạt sen lại hùng ánh sáng long lanh ở giữa có ngọn lửa bốc lên sau một khắc cái kia hạt sen chui vào trong miệng hắn răng rác một tiếng bị hắn hung hăng cắn nát trong chốc lát đường nguyên sợi tóc loạn vụ giống như mãnh liệt liệt diễm liệt ánh mắt đều hung lệ mấy phần theo còn lại hai cái hạt sen cửa vào hắn tuyết trắng dưới vạt áo làn da đột nhiên nứt ra như dùng nhám chất lỏng tại khe bên trong mịt cốt phun trào đem hắn ra thịt đều làm nổi bật đến huyết hồng một mảnh quanh mình khí tức trong nẻ mắt trở nên bắt đầu cuồng bạo Dạng người nhiệt độ nhường trong tầm mắt hết thảy cũng bắt đầu quá trình đốt cháy cách hắn gần nhất mấy cái đại càn tông sư thậm chí đã cần tế ra đạo anh tới chúng cự hắn khí tức tràn lan đường nguyên hờ hững hướng sư hoàng nhìn lại lập tức khỏe môi phát họa ra một cái dữ tợn đường cong hắn vươn tay hướng phía đối phương ngoắc ngoắc đầu ngón tay tế a à, tế, phách lối như vậy thần sắc nơi nào còn có lúc trước tại trần yêu thành lúc trầm ổn bộ dáng hứa huyền vận tế ra đạo anh tay cầm dùng sức nắm chặt trôi kiếm Nàng lần đầu như thế rõ ràng cảm nhận được chính mình cùng chân chính thiên kiêu chi ở giữa tranh lệch chỉ là cái kia quay cuồng cuốn tới sóng lửa lên để cho hắn có chút không thở nổi hứa huyền vận vô ý thức hướng cảnh giới thấp hơn thẩm nghi hỏi có bảo vận này ra trì hắn có thể thắng được kim tình sư hoàng sao thẩm nghi lườm nàng liếc mắt thậm chí đều chẳng muốn trả lời quả nhiên kim tình sư hoàng chậm rãi gắt một cái đó ông ơi có vấn đề đối mặt khí tức mãnh liệt như vậy nó như cụ ông cánh tay mà đứng lên nửa điểm phản ứng cũng không thậm chí cả thần sắc còn tắt ra mấy phần chế giễu Bàn hoàng muốn cùng người trần ớt chân giáo chơi, con phi khí lực lớn như vậy làm gì, đầu đất. Đường nguyên nụ cười trên mặt chậm rãi ngừng kết. Bên cạnh vài vị tông sư cũng là ngốc chỉ chốc lát, lập tức vẻ mặt đột biến, nguyên bản chỉnh tế đem đường nguyên hô ở giữa trận hình trực tiếp tán loạn, hương phía bốn phương tám hướng bay lên mà đi. Nhưng đã quá muộn, chỉ thấy cái kia giả trận pháp lỗ hổng bên trong ào à thoát ra mấy cái xích sắt, trực tiếp cuốn ở mấy người trên bàn chân, theo sát lấy tựa như cự mãng leo lên trên thân, đem bọn hắn đột nhiên lôi xuống chậm rãi chơi, bàn hoàng rất có kiên nhẫn. Kim tình sư hoàng nhàn nhạt, nhạt hướng sau lưng bàn giao một câu, quần áo tả tơi tiểu tụy lão nhân cũng không trả lời, hắn hai con người vẫn đục, không giận không giận, thần sắc chết lặng do lên song trưởng. Làm đầu ngón tay hắn nhảy lên nhảy mắt, xích sắt phảng phất có sự sống, đi theo động tác của hắn cùng một chỗ rung động, nông đậm khói đen đem mấy người nuốt không tiến vào. Đường Nguyên gào thét một tiếng, hỏa diễm lần nữa nồng đậm mấy lần, cùng cái kia khói đen đụng vào nhau, phát ra chói tai tiếng xèo xèo. Nuốt vào ba cái hạt sen về sau, trên người hắn khí tức đã hoàn toàn không thua kinh tỉnh sư hoàng, nhưng vẫn là đã rơi vào hạ phong. Cái này cần tiêu hao nhiều ít thiên tài địa bảo. Anh Thanh Kinh ngạc há miệng ra, bình thường U Minh tỏa long trận nhưng không có cái hiệu của này, có thể áp chế hung hăng như vậy một tôn hóa thân cảnh tu sĩ. Chúng nó chiếm cứ lấy giàu nhất đủ chỗ, cũng sẽ không dùng. Tự nhiên là hào hoa xa xỉ vô cùng. Hứa huyền vận khóe mắt nhảy lên, chúng ta là thừa co rời đi vẫn là đi lên hỗ trợ tỏa long trận chỉ có thể áp chế nhưng làm không được chém giết dĩ nhiên muốn chờ cuối cùng yêu ma ra tay thời điểm mượn nhờ đường nguyên liều chết đánh cược một lần dùng cái này làm để ngư ông đắc lợi anh thanh không hổ là theo thẩm nghi một quãng thời gian lập tức cấp ra trả lời chắc chắn thuận thế nhìn về phía thanh niên là như vậy đi thẩm đại ca nghe vậy thẩm nghi tùy ý hướng anh thanh nhìn lại còn nhớ kỹ lần trước vào động phủ thời điểm nhà đầu này sẽ còn lao ra ngăn cản hướng gia huynh muội hiện tại này đều cùng chỗ nào học hắn thu hồi tầm mắt thản nhiên nói trận pháp này ngươi có thể phá sao anh thanh giật mình lập tức khẳng định nói có thể mặc dù không biết vì sao lần này lại không đồng dạng thế nhưng thầm đại ca khẳng định từ có đạo lý tại bên ngoài hành tẩu của nhiên cũng không thể quá cứng nhắc muốn tùy cơ ứng biến mới đúng ta sẽ tận lực bảo vệ ngươi thầm nghi gật gật đầu lời ít mà ý nhiều nói tốt anh thanh tay cầm vung lên mấy cái đen kỳ tảng đá bị kẹp ở giữa ngón tay sau đó đem hắn hướng phía mấy cái vị trí bắn mạnh mà ra toàn bộ quá trình quá nhanh, nhanh đến hứa uyển vận đều không kịp làm ra phản ứng, liền phát hiện mình mấy người đã bại lộ. cái quài gì? thật sự một cái dám nói, một cái dám tin à? hai cái hỗn nguyên tông sư, làm sao có thể tại một đấu hung sát yêu hoàng trước mặt bảo vệ một vị suy nhược tới cực điểm bảo đan tú sĩ? coi như nằm lúc trước vị kia hóa thần kim thân tiền bối cũng coi là điều không. đùa, mấy cái thông thường không có gì lạ tảng đá trong ngày mắt kết thúc. trong chốc lát, quần áo tả tơi lão nhân thần sắc ở giữa cuối cùng xuất hiện một tia gợn sóng, tiếng nói khàn khàn hứa ra phá trận thạch mặc dù tên là phá trận thạch nhưng không có nghĩa là tùy tiện hất ra liền có thể đưa đến phá trận hiệu quả cân đối trận phát này quen thuộc tới cực điểm tin ra dầu diến trận nhán mới có thể có hiệu quả xích sắt ở giữa khói đen ngưng trệ ra trong ngáy mắt đường nguyên cuối cùng đạt được một chút cơ hội thở dốc giờ phút này cái kia khói đen đã bao trùm hắn toàn bộ vai phẩy đồng thời mơ hồ có ngưng tụ dấu hiệu hắn nắm lấy thời cơ lại là một trưởng đánh phí yêu hoàng cùng lão nhân dây nặng sóng lửa giống như là biển cầm bao trùm đi qua giống Kim Tình Sư Hoàng cuối cùng buông lỏng ra một mực vây quanh cánh tay, thô bạo cầm lên lão nhân kia, trực tiếp lướt lên trăm cao mười trượng, mặc dù phản ứng nhanh chóng như vậy, vẫn là bị đốt đi một tầng bộ lông màu vàng sậm. Nó nổi giận hướng phương xa nhìn lại, đập vào mi mắt là một bộ phun trào áo bào đen, thanh niên tuần tù đứng lơ lửng trên không, đen kịt dưới sợi tóc, một đôi tròng mắt trong suốt bình tĩnh nhìn chăm chủ lấy nơi này. Thầm nghi cũng không là sẽ chỉ đánh lén, đây cũng là hắn lần thứ nhất đứng tại trạng thái toàn thịnh yêu hoàng trước mặt giống như cũng không như trong tưởng tượng áp lực lớn như vậy kiên tình yêu hoàng buông ra lão nhân chậm rãi nhô ra lợi chảo thanh niên như vậy an tĩnh tư thái ngược lại làm cho nó có chút không mò ra tình huống tạo hữu giúp ta phá trận đợi đường mộ thoát khốn dùng sư tôn thanh phong chân nhân phát thệ tất chu kẻ này đường nguyên cũng là chủ ý tới nơi xa thêm ra thân ảnh lúc trước còn tưởng rằng là có người mang ý xấu vì vậy chặt chẽ theo đuôi tại về sau không nghĩ tới đúng là đoán được nơi này có bẫy một đường tại che chở nhóm người mình ấy này sau khi cũng là vội vàng quát lớn lên tiếng mấy cái hỗn nguyên tông sư đã bị khói đen bao bọc nghe được động tính đều là điên cuồng dễ dụa lấy phát ra buồn bực bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử ta chảm yêu trừ ma tập 298. trăm mơ thầm nghi điểm nhẹ cầm thấy thế đường nguyên lập tức lực lượng phóng đại toàn lực chống cự lên trên người xiềng xích kiên tình sư hoàng mặt lộ vẻ tàn nhẫn cường hàn yêu thể phía trên cờ bắc chậm rãi kéo căng một tôn yêu hoàng thân thể lực lượng có thể cung hóa thần tu sĩ điều động thiên địa khí tức tranh phong đủ để thấy khủng bố đến mức nào nó vận sức chờ phát động liền tại sắp ra tay trong nháy mắt lại là nghe thấy sau lưng chuyển đến một đạo khàn khàn nhắc nhở chớ bị hắn lừa phá trận người không có quan hệ gì với hắn nghe vậy kiên tình sư hoàng lúc này mới chú ý tới phía dưới cái kia đạo lèn lén lút lút thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn năng tại công ta tranh đoạt trận pháp trưởng khống quyền quần áo tả tôi lão nhân mười ngón phi tóc nhảy bên nhót trong đôi mắt âm u đầy tử khí nhưng theo hắn ngữ khí nghe tới hiển nhiên là cảm nhận được áp lực ngươi không phải huyền quang động mạnh nhất trận pháp sư à không sánh bằng một cái dưa xanh viên kim tình sư hoàng khinh bị thu hồi tầm mắt cao mấy trượng trắng kiện thân hình tại trong chốc lát tan biến tại tại chỗ thao thiên yêu khí trong né mắt đen chọn tòa núi cao bao phủ anh thanh chạy nhanh thân hình ngưng trệ tại chỗ cũng không phải là bởi vì hoàng hốt hoặc là cái khác tâm lý nhân tố đơn thuần liền là tại khác nhau một trời một vực cảnh dưới nghiền ép dưới nàng căn bản không có khả năng lại cơ động đánh một chút uy hứa huyền vận không hề do dự vọt tới trên người hồi linh trận cấp tốc vận chuyển kiếm quang như sông lở lao nhanh thẳng tắp hướng phía anh thanh phía trên hư vô chỗ đâm tới năng đúng là dự phàn đến sư hoàng động tác tại kiếm quang dâng trào mà tới trong ngày mắt kiên tình sư hoàng cũng là vừa lúc xuất hiện ở vị trí kia thân là một tôn cực cảnh hỗn nguyên tông sư lại có trận pháp gia trì giờ phút này toàn lực nhất kiếm thậm chí có tổn thương đến bình thường hóa thần cảnh tu sĩ một khả năng nhỏ nhoi đáng tiếc sư hoàng không phải bình thường hóa thần nó chỉ là liếc đi qua tùy ý vung trào đập nát kiếm quang mãnh liệt sông lớn đảo lưu đều đánh vào trên thân hứa uyển vận cô cô anh thanh dù cho lại thông minh nhưng cũng không trải qua chẳng diện như vậy trong lúc nhất thời giật mình tại tại chỗ theo sát lấy ánh mắt chính là bị một bộ áo bào đen chiếm cứ chuyên tâm điểm làm phiền thanh niên tiếng nói bên trong tựa hồ mang theo một loại nào đó sức cuốn hút nhưng anh thanh sợ hãi tâm thoáng hoa hoán hô hấp dồn dập nhặt lên phá trận thạch tiếp tục cùng lão nhân kia so đấu lên đối với trận pháp trường khống thẩm đại ca nói vậy liền nhất định là không có vấn đề sau một khắc nóng bỏng huyết tương rơi tại trên người nàng anh thanh bỗng cảm giác nghẹt thở trận to mắt lại không dám chút nào quay đầu nhìn lại chỉ có thể ép buộc chính mình đem ý nghĩ thả trong tay phá trận trên đá mà tại một bên khác hứa uyển vận bị kiếm quang cắn trả lại nhất thời ở giữa bỏ qua vết thương trên người đau nhức liên thủ trưởng đều đang phát run nàng sợ hãi nhìn về phía trước chỉ thấy kim tỉnh sư hoàng lần nữa huy trưởng thô bạo hướng phía dưới vỗ tới cái kia áo bào đen bị cùng phong bao phủ tựa như cùng phong sậu vũ bên trong một chiếc thuyền nhỏ thanh niên do bàn tay lên chặt chẽ chống đỡ tại sư hoàng trên cổ tay tại yêu hoàng thân thể cuồn cuộn lực lượng nẹ như điên xuống thầm nghi nửa bên thân thể vỡ vụn mà đi hiển lộ ra màu đỏ tươi đào anh tinh tế vết dạng theo má phải kéo dài tới ngươi là hỗn nguyên á kim tình sư hoàng thần sắc ở giữa lướt qua mấy phần hoang đường chi sắc từ nó chỗ cổ tay rét lạnh khí tức leo lên mà lên đưa nó toàn bộ cánh tay phải đều chụp lên một tầng xương lạnh không quan trọng một cái hỗn nguyên tông sư vậy mà đỡ được chính mình một chưởng có thể là bản hoàng còn có một cái tay nó ánh mắt nổ lên sát ý tơ hồ là đối với mình vừa rồi bị một cái thấp cảnh tu sĩ trần nhiếp mà cảm thấy bất mãn ngay tại kim tình sư hoàng lần nữa nhắc trường thời điểm nó lại tại thanh niên trên mặt bắt được vẻ tươi cười trắng nón ra thịt cùng màu đỏ tươi đạo anh hòa lẫn liền làm cho đối phương khỏe môi nhà nhạt độ cong thêm ra một chút yêu dị thanh niên không có giống đường nguyên như vậy biểu lộ dữ tợn càng không có gào thét lên tiếng lại không hiểu nhường kim tình sư hoàng theo nụ cười của hắn bên trong cảm nhận được nồng đậm điên cuồng Chết đi cho ta. Kim Tình Sư Hoàng bỗng nhiên nhấc cánh tay ném tới. Đúng lúc này, hai đầu sáng chói màu vàng kim cánh tay theo nó dưới nách nhô ra, giữ lại bờ vai của nó. Bằng bà cự lực mang theo nó lật ngược trở về. Sư Hoàng bối rối trong né mắt, hoàn toàn không biết dạng này một tôn hóa thần kim thân đến cùng là từ đâu xuất hiện. Vì sao lại lặng yên không tiếng động gần sát phía sau mình. Ngay tại lúc đó, thầm nghi cuối cùng dưa mắt mắt. Tập đặc huyết tương bị nóng bỏng bốc hơi, tại tế mộc da chỉ dưới, hùng hồn yêu khí cấp tốc chuyển hóa làm ngọn lửa màu tím bầm. Thoải mái, chín vòng mặt trời cấp tốc hiển hiện, hiện chiếu rọi màn trời hắn bỗng nhiên lướt lên sớm đã chuẩn bị xong ly hỏa phần tâm trưởng dùng xét đánh không kịp bưng tay chi thế hung hăng đập vào sư yêu mi tâm oanh ly hỏa mặt trời còn như là cỗ sao băng liên tục nẹ như điên đi lên mỗi một miếng đều rơi vào cùng một vị trí giống kim tình sư hoàng lào đảo rút lui phá vỡ băng xương song trưởng hướng phía mi tâm che đi có hồ cùng một thời gian lóa mắt kim thân theo sau lưng nó vọt lên tay cầm hung tợn đập vào lỗ tai của nó lên đông kim tình sư hoàng nửa cái đầu đều là bị kim thân đập nát mãnh liệt ly hỏa đưa nó đều nuốt hết sư hồng tiếng tiếc tài nước góc cực kỳ bi thảm giống trong tay thẩm nghi xuất hiện một thanh yêu đan trực tiếp theo nhập đạo anh bên trong như thế thô bạo động tác nhưng cái kia bàng bạc yêu lực tại đạo anh sông ngang đi loạn hắn thần sắc lại không có biến hóa chút nào cuối cùng lại tìm về lúc trước liều mạng cảm giác hắn đột nhiên phát hiện kỳ thật chính mình còn thật thích sông trường bỗng nhiên nhô ra lại là chín vòng ly hỏa lớn nhật xuất hiện tại sau lưng Cùng lúc đó, Kim Thân lần nữa vọt lên, song trường đột nhiên đem sư hoàng vốn là phá toái xương đầu lần nữa đẩy ra. Thẩm Nghi mang theo ly hỏa trực tiếp đụng tới, tay cầm ngang tảng đánh ra, đem vô sắc mặt trời đều nhập vào sư hoàng trong đầu. Giống, nó lần này chu lên hơi lộ ra khản giọng, đồng thời trong hai tròng mắt kim quang lung tung hướng chung quanh quét tới. Cái kia kim quang những nơi đi qua, vô luận dãy núi vẫn là vách đá, đều là bị đột nhiên nổ vỡ đi ra. Kim thân phát tướng hờ hững ngăn ở thẩm nghi trước người, dùng thân thể ngăn trở kim quang. Thanh thủy tiếng tạch tạch bên trong, kim thân cánh tay phải đập tan, toàn thân lần nữa bị vết dạn che kín. Nó lại là không chút do dự, trong né mắt lại hướng phía sư hoàng đánh giết mà đi. Hai tay nằm lấy đối phương một đầu chân sau, chỉ nghe suy kéo một tiếng, chính là hung mạnh đem hắn xé rách súng tới. Kiên tình sư hoàng chật vật hướng phía quần áo tà tơi lão nhân bỏ chạy sau đó bị một đầu đen kịt xiềng xích trực tiếp của lấy phân eo tầng tầng nện ở ngọn núi bên trên chỉ có thể rú lên lấy quay cùng thân thể tàn phế mong muốn vung ra trong đầu ly hòa Kiên thân theo sát phía sau lại đồng dạng có xiềng xích hướng phía nó tìm kiếm nó thuận thế ngừng lại bộ pháp hờ hững đứng ở trên không lại cho ta một chút thời gian anh thanh lò nước mắt tiếng nói bên trong đã mang theo chút giọng mẹ ngào hết sức rõ ràng cái kia trận pháp hiện tại đã không nữa đơn độc thuộc về mẫu một bên không cần phải gấp gáp từ từ sẽ đến thẩm mi thanh âm cũng như lúc trước bình tĩnh như vậy nhưng ở anh thanh nhìn không thấy địa phương vô luận là hứa huyền vận vẫn là đường nguyên thậm chí cái kia đang chuyên tâm tranh đoạt trận pháp quyền khống chế lão nhân giờ phút này đều là thần sắc ngốc trệ hai trượng ba kim thân kỳ thật không tính đặc biệt dọa người hội nguyên cảnh tông sư tại thiên yêu quật bên trong càng là không coi là cái gì nhưng bây giờ cả hai đều là thân chịu trọng thương bộ dáng lại đồng dạng ngậm lấy làm người sợ hãi lạnh khốc cùng tàn nhẫn bọn hắn đứng lơ lửng trên không trên cao nhìn xuống quan sát trên mặt đất quay cùng kim tỉnh sư hoàng tựa như nhìn xem một đầu đợi làm thịt cứu non đây là khí phách bực nào trên thân thẩm nghi bị khổng tức hồng quang phủ kín thân thể cấp tốc hồi phục hắn lần nữa lấy ra yêu đan theo vào cơ thể bên trong bổ sung cơ hồ bị rút khô đạo anh này hơi hợt động tác phẳng phát trên thân kinh khủng thương thế chẳng qua là ảo giác đây rốt cuộc là từ đâu tới Đường Nguyên chống cự lại khói đen ăn mòn, vô ý thức nuốt ngụm nước bọt, nắm hai chư cuối cùng nuốt trở vào. Sư Tôn từng nói chính mình nhìn xem ổn trọng, trên thực tế liền là cái xúc động cuồng đồ, nhưng cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được gì là chân chính cuồng. Đường Nguyên bội phục lắc đầu, lập tức nhìn về phía cái kia khô gầy lão nhân, nổi giận nói: "Ngươi chính là là tu sĩ nhân tộc, đến cùng là thế lực nào, dám nổi giáo cho giặc, chẳng lẽ hiện tại còn thấy không rõ tình thế sao, còn không mau mau dừng tay?" bây giờ thắng bại đã phân nhưng nếu là tiếp tục mang xuống không tránh khỏi sinh thêm sự cố dù sao nơi này chính là thiên yêu quật ta không phải là cái gì người tộc tu sĩ cũng không có cái gì thế lực quần áo tả tơi lão nhân tiếp tục thao túng trận pháp rất lời hắn xem hướng phía rơi hứa thanh nhi dạ người khuôn mặt ở giữa thêm ra mấy phần mỉa mai ta chẳng qua là bị ném bỏ người chết thôi còn có nguyện ý lay hơi hai lần trận pháp đến mức thay người nào bày trận ta không quan tâm nghe vậy hứa huyền vận mang theo trường kiếm ngạc nhiên nói người là hứa gia nhân lão nhân đùa cợt càng sâu không với cao nổi nếu là sớm mà năm hắn còn nguyện ý nhận hạ cái họ này nhưng ở huyền quang động nhận hết tra tấn lại chưa từng có nhận qua hồ ra tin tức hắn sớm đã nghĩ thoáng hết thảy đi theo huyền quang động cũng được huyền quang động người bị yêu ma giết yêu ma phải dùng hắn cũng không có gì không thể khô gầy lão nhân thu hồi tầm mắt chuyên tâm trong tay sự tình đây là hắn năm nay tới chỗ ta ngộ qua tối cùng đối thủ đối phương nhìn qua là còn trẻ như vậy khiến cho hắn trong lòng cảm thấy chua xót thời gian chậm rãi trôi qua anh thanh tựa hồ cảm nhận được cục diện đã ổn định nguyên bản run rẩy xong trưởng cũng dần dần ổn định lại theo người ngoài thường thường không có gì lạ chẳng diện nhưng ở trong mắt của hai người lại che kín trận pháp mạch lạc tựa như một trận đánh cờ mà giờ khắc này thắng bại đã phân anh thanh trong lòng bàn tay phá trận thạch bỗng nhiên vỡ vụn hóa thành bột mịn từ ngón tay vung vãi quần áo tả tơi lão nhân trong mắt tuôn ra tuyệt vọng hắn yên lặng hương phía dưới nhìn lại lập tức tay cầm run rẩy từ trong ngực rút ra một bản tàn quyển đầu ngón tay động lại động giống như là đang do dự có hay không muốn đem hắn hủy đi cuối cùng lại là căm hận đem hắn quang về phía phía dưới theo sát lấy cả người đều là bị khói đen nuốt không tiến vào trận pháp đánh cờ ở giữa Đồng dạng có cắn trà tồn tại trong chốc lát kim thân đột nhiên lướt đi đi dùng kinh thiên động địa chi thế đột nhiên đập võ đầu kia kim tỉnh sư hoàng đầu chém giết hóa thần sơ kỳ kim ngươi sư tử yếu tổng thọ bảy vạn năm con thưa thọ nguyên hai vạn ba ngàn năm hấp thu xong tất thẩm nghi tiện tay đem hắn thi thể thu nhập chữ vật bảo cụ thương thế của hắn đều đã phục hồi như cũ cả người nhìn qua cùng động thủ trước đó không có gì khác nhau chậm rãi đi đến cái kia ngồi dưới đất thở sâu nha đầu trước mặt đem vừa rồi thuận liền nhận lấy tàn quyền đưa tới đa tạ anh Thanh ngốc mốc tiếp nhận vật kia không có lập tức lật xem mà là đem hắn bỏ vào trong ngực nhìn ra được tình cảnh vừa nãy đối nàng rung động cực lớn thân là một cái ân thế trong gia tộc tuổi trẻ vãn bối dạng này trải nghiệm là nàng chưa bao giờ trải qua anh thanh sờ lên trên cổ huyết tương nhìn về phía vẫn như cũ là áo bào đen nhẹ phẩy thanh niên không quá chắc chắn đây có phải hay không là đối phương máu ta có chút sợ hãi nàng đang hoang nói vậy còn tiếp tục theo ta không thầm nghi lườm nàng liếc mắt có thể hiểu được tâm tình của đối phương, dù sao liền ngay cả mình cũng không có ở bão đan cảnh lúc đối mặt qua một tôn yêu hoàng. Ách, muốn đi theo, hứa thanh nhi tình tình mê mê còn không có lấy lại tinh thần, theo bản năng gật gật đầu. Vậy trước tiên đem bọn hắn thả đi, Thẩm nghi nhìn xem nhưng vẫn bị khói đen từng bước xâm chiếm mấy người, nhàn nhạt, nhạt nhắc nhở một câu. Ồ, anh thanh vội vàng từ dưới đất đứng lên, tốc độ cao bấm phát quyết. Hoàn toàn không có chú ý tới, giờ phút này nằm một cái bạo đan cảnh, đang nằm giữ lấy một vị nào đó hóa thần tu si tính mệnh. Khủ phụ phụ, mấy cái hỗn nguyên tông sư cuối cùng tránh thoát trói buộc đường nguyên cũng là chật vật quỳ dạp xuống đất dùng sức bóp cổ hơn nửa ngày mới bắn ra một đoán cho đen nhìn qua giống như là một cái bị nước dội tắt đống lửa đa tạ đạo hưu tương trợ đường nguyên thở hổn hển hai cái lúc này mới hương phía phía dưới chắc tay đa thấy cái kia kim thân pháp tường căn bản mặc kẻ hắn trực tiếp tan biến ở chân trời chỉ có thẩm nghi khá lịch sự gật đầu đương nhiên đây chỉ là hắn tự nhận là khách khí theo lý mà nói, hội nguyên tông sư đối hóa thân cảnh biểu hiện ra như vậy thái độ đã coi như là đại bất kính hành vi. Nhưng nhờ tới lúc trước thẩm nghi ngoan nhân bộ dáng, Đường nguyên cũng là không hiểu thầu nhờ tới sư tôn sư huynh, giống tính tình như vậy tù sĩ, hẳn là cứ như vậy làm việc. Còn chưa hỏi qua đạo hữu tôn húy, hắn đầu tiên là trợ giúp mấy cái đại càn tông sư khu trừ khói đen, lúc này mới hướng phía dưới núi lướt đến. Trầm! Thẩm Nghi cũng không có cùng Ngô Đồng Sơn thâm giao y tứ, đó là một cái chính mình tạm thời hoàn toàn vô lực phản kháng quái vật khổng lồ đối phương mặc dù không phải ngô đồng sơn đệ tử nhưng cũng tỉnh có chút quan hệ đường nguyên sư thừa thanh phong chân nhân đường nguyên giờ phút này mới lòng vẫn còn sợ hãi lắc đầu ta uống vào ba cái sư tôn ban thường bảo dược hiện tại có chút kiệt lực may nhờ có thẩm đạo hữu tương trợ không phải còn chưa hẳn có thể bắt lại này yêu ma ân cứu mạng ngày sau nhất định hoàn lại đúng rồi mấy vị này chính là đại càn tông sư hắn đưa tay giới thiệu nói còn không ta ơn thẩm đạo hữu bằng không các ngươi đại càn hỗn nguyên đã có thể duy nhất một lần toàn cá mờ thiên yêu quật thầm tiên bối đại ân đại đức chúng ta vĩnh viễn không bao giờ dám quên hầu vạn hải dẫn đầu đi xuống dưới núi nếu có cơ hội nhất định phải tới ta đại cả làm khách chúng ta tất nhiên bẩm báo võ miếu lấy tối cao lễ tiết đổ đãi rồi nói sau thẩm nghi gật gật đầu hương phía mỏm núi nhìn lại ngay tại anh thanh nắm trong tay trận pháp về sau cái kia nguyên bản lỗ hồng cũng biến mất không thấy bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử ta chảm yêu trừ ma tập 299. thẩm đạo hữu này mà không thể ở lại lâu vui xem đường nguyên cảnh giác hướng nhìn bốn phía tiếng nói ở giữa mang theo một chút thương lượng mùi vị hắn là thật nắm thanh niên này coi như cùng các loại cảnh giới tồn đối đãi dù sao theo lúc trước đấu pháp bên trong cũng có thể thấy được cái kia tôn đột ngột xuất hiện kim thân pháp tướng cũng không phải là đơn thuần đang bảo vệ thẩm nghi hai người phối hợp không chê vào đâu được rõ ràng là kẻ vai chiến đấu nhiều năm lão hữu mà không phải trưởng bối cùng vãn bối quan hệ các người tìm tới cái kia động phủ không đi vào sao thẩm nghi sườn mắt nhìn lại nguyên bản có cái lỗ hổng hẳn là bị vừa rồi cái kia hứa gia nhân cho đã sửa xong đường nguyên khe cắn môi lập tức bất đắc sĩ thở dài cũng không biết thiên yêu quật bắt đi vài vị trận pháp sư muốn chỉ có này một vị còn tốt nếu như còn có cái khác vậy coi như nguy rồi nơi này là thiên yêu quật địa bàn đối với những cái kia như thường mở ra động phủ chúng nó nắm giữ tin tức tuyệt đối so với tu sĩ nhân tộc càng thêm toàn diện nếu như mượn nhờ trận pháp sư tay nắm mặt khác lỗ hổng cũng toàn bộ bổ tốt vậy kế tiếp tiên môn cùng đại càng cũng chỉ có thể cùng yêu ma chính diện tranh đoạt áp lực tăng lên mấy lần mấy cái đại càn tông xử liếc nhau đều là nhìn thấy trong mắt đối phương tuyệt vọng sau một khắc, chính là nghe thấy Đường Nguyên mang theo xin lỗi nói, bằng vào ta hiện tại trạng thái, đã vô lực mang theo các người đi tìm tin tuổi của, bất quá ta sẽ cùng sư tôn chi tiết bẩm báo chuyến này tao ngộ, tận lực thay đại càn tái tranh thủ một chút thời gian. Đa tạ Đường Tiền bối thông cảm, mặc dù một mực cung kính đi lệ, nhưng vài vị tông sư sắc mặt nhưng lại không có chuyển biến tốt. Tuổi của thiếu hút phân số là cố định, không lại bởi vì bất kỳ tình huống gì mà thay đổi thay đại ca làm việc chỉ còn lại mấy người bọn họ dù cho lại kéo dài một thời gian cũng không có ý nghĩa gì ngược lại bởi vì thiết yêu quật lại vẫn là một tôn yêu hoàng lần sau lại đi vào lúc chỉ sợ so hôm nay muốn hung hiểm vô số lần ta biết nỗi khổ tâm riêng của các người thế nhưng hôm nay thật sự là không có cách mặc dù ta vẫn là trạng thái toàn thịnh cũng không có động phủ có thể gió xét a à, tổng không đến mức muốn ta mang theo các người đi đám kỳ yêu hoàng lão quật bên trong đường nguyên nhẫn lại tính tình khuyên giải một câu lập tức phất tay đi thôi đúng lúc này thẩm nghi lại là đột nhiên lên tiếng nói yêu hoàng động phủ thẩm đạo hưu có chỗ không biết đường nguyên ngừng lại bộ pháp giải thích nói tuế mộc chỉ tồn tại ở trong động phủ nhưng cũng có chút ít động phủ trận pháp triệt để sụp đổ hiển lộ thời gian nhưng này chút động phủ đều bị cường hãn nhất đám kia yêu ma sở chiếm cứ cho dù là trong đó bài danh nhất thấp một vị nó vị trí trộ cũng là từ hai mươi quật sư tôn ta thanh phong chân nhân tu vi siêu phàm thoát tục chỉ kém nửa bước liền có thể đặt chân hóa thân hậu kỳ, nhưng coi như là lão nhân gia ông ta tự mình động thủ, cũng không dám nói có thắng dễ dàng nắm bắt. Nghe vậy, Thẩm Nghi nhớ tới tại Bát Phương An lâu nhìn thấy cái kia vị diện cho nó nớt thiếu niên tu sĩ, lần đầu gặp gỡ, trên người đối phương tán phát khí thế, liền khiến người ta cảm thấy cuồn cuộn băng bạc. Nguyên lai like cảnh giới cao như vậy, biết, Thẩm Nghi gật gật đầu, làm phiền chân nhân một sự kiện, nói thẳng chính là, nhất định hết sức nỗ lực. Đường Nguyên hơi hơi ngẩn ra, vội vàng trả lời. Chỉ bắt quá trong lòng vẫn còn có chút phòng đoán, vị này thầm đạo hưu cũng không phải là muốn hẹn mình cùng đi thăm đình yêu hoàng động phủ á. Như đối phương thật mở cái miệng này, dùng đường nguyên tính cách, lại thêm có ân cứu mạng, cũng là nói không nên lời cự tuyệt ngữ, liền là sẽ cảm giác có chút đau đầu. Không nghĩ tới thẩm nghi chẳng qua là tùy ý hướng bên cạnh lết qua, phiền toái giúp ta nắm nàng mang đi ra ngoài. Anh, hứa huyền vận thấy thẩm nghi hướng chính mình xem ra, lập tức có chút luống cuống. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn còn không muốn đi? nay tính cái đại sự gì đường nguyên nhẹ nhàng thở ra gật đầu đáp ứng lập tức vẫn là thấp giọng nhắc nhở cũng không phải là ta hù dọa đạo hữu bây giờ thiên yêu quật tình huống có biến vẫn là kịp thời rời đi cho thỏa đáng rất lời hắn chắp tay chào từ biệt triển lộ ra khí tức hướng trên không lướt lên hứa huyền vẫn mắt thấy hai người trực tiếp liền giúp mình làm xong quyết định hé miệng cũng là muốn lại tranh luận cái gì nhưng lập tức lại thất lạc vùi đầu có lẽ là thẩm nghi quá mức ôn hòa dẫn đến nàng quên đi đối phương rốt cuộc mạnh cỡ nào hung hãn thủ đoạn nói đến khó nghe chút hắn nếu là thật muốn hại anh thanh coi như mình liều lên tính mạnh cũng không ngăn cản được cái gì hùng chi đối phương còn dùng một đầu yêu hoàng tính mạnh đã chứng minh hắn có bảo vệ anh thanh thực lực mới vừa một màn kia sớm đã triệt để đưa nàng trấn nhiếc ta chờ người ở ngoài hứa Uyển vận hướng chất nữ nhìn lại muốn cẩn thận chút nói xong nàng đem bên hông túi chữ vật đưa tới mê mờ, cô cô yên tâm anh thanh đưa tay tiếp nhận lập tức đi chắc sau lưng thẩm nghi nàng tự hồ còn đang suy nghĩ vừa rồi vị lão nhân kia đến mức cảm xúc có chút không đúng các người cũng trở về đi thẩm nghi hướng phía mấy vị kia đại càn tông sư nhìn lại ây hầu vạn hải sửng sốt một chút luôn cảm giác đối phương ngữ khí nghe không thích hợp không giống như là tiền bối tại cùng phổ thông tu si nói chuyện không có cao cao tại thượng thái độ nhưng lại mang theo không thể nghi ngờ mùi vị chúng ta tuân mạnh bọn hắn không dám nhiều lời trực tiếp thành thành thật thật tế ra đào anh đi theo đường nguyên cùng một chỗ hướng ra phía ngoài lao đi đợi cho tại chỗ chỉ còn lại có hai người thẩm nghi cầm lên anh thanh tàn biến tại tại chỗ đồng thời lần nữa tế ra trận bàn đem khí tức triệt để che lấp Thẩm đại ca, chúng ta muốn đi đâu?" Anh Thanh tạm thời tỉnh lại tinh thần, "Ngươi ở chỗ này một hồi." Thẩm Nghi xác định đã rời đi đầy đủ khoảng cách xa, lúc này mới đem Anh Thanh bỏ vào trong rừng rậm, lập tức đứng ở một khỏa cây lớn phía trên hướng nơi xa nhìn ra xa, nhìn như đang quan sát bốn phía, kỳ thực đã mở ra bảng. Tại Thiên Yêu Quật bên trong, hắn nhưng là có dẫn đường tồn tại, Thanh Hoa kiến thức nông cạn, nhưng Bạch Vũ Yêu Hoàng cùng Kim Tình Sư Hoàng tổng phải biết điểm tin tức. Lúc trước chẳng qua là trở ngại yêu ma thọ nguyên không đủ, lo lắng bỏ lỡ tăng lên cơ hội, hiện trong tay cũng là rộng rãi rất nhiều, trực tiếp tiêu hao một vạn năm yêu ma thọ nguyên, hồi đói ra một viên bản nguyên, con thừa yêu ma thọ nguyên, hai vạn năm ngàn sáu trăm năm, thẩm nghi trầm ngâm một chút, vẫn là lựa chọn trước tái tạo thân hồn của Bạch Vũ yêu hoàng, dù sao đối phương từng nói qua hóa huyết yêu hoàng là huynh trưởng của nó, có lẽ biết đến đồ vật muốn so kim tình sư hoàng nhiều chút. Theo yêu ma bản nguyên đầu nhập đi vào, thời gian cấp tốc trôi qua một đạo tung bay bạch hạc hư ảnh chậm rãi thành hình trải qua vạn năm kiếp tiêu mắt trong lòng oán cảm ngộ kỳ chủ vô thượng ân phương đến tái tạo kiếp trước hồn yêu hoàng tàn bạch vũ thiên hạc so với thanh hoa phu nhân bạch vũ yêu hồn không chỉ có loại tán loạn dấu hiệu thần sắc cũng hơi lộ ra ngốc trệ thầm nghi nghi ngờ một cái chớp mắt chính là suy nghĩ minh bạch trong đó nguyên do một vạn năm yêu mà thọ nguyên nhìn như rất dài nhưng đó là đối nhân tộc mà nói tựa như bạch vũ yêu hoàng bản thân liền sống không sai biệt làm bốn vạn năm một viên yêu ma bản nguyên đối với nó tới nói có chút quá ít Bất quá cũng không quan hệ, ngược lại chẳng qua là kêu đi ra hỏi đường. Về sao phải dùng nó tăng lên kim thân thời điểm lại bổ đủ chính là bạn chuẩn bị xem hệ thống trường sinh bất tử, ta chảm yêu trừ ma tập 300. Người trong chỉ nhớ phẩm chất tốt nhất linh can ở đâu? Tốt nhất là bị ông chọc cái chủng loại kia. Thẩm Nghi dùng thần hồn cùng hắn câu thông, liền như lúc trước đại càn bái vị tông sư cùng Đường Nguyên nói như vậy, sau đó thiên yêu quật sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm, không bằng thừa dịp hiện tại duy nhất một lần tìm đủ mình muốn bảo vật. Bạch Vũ yêu hoàng trầm tư rất lâu, cuối cùng mở miệng nói, "Bạch Vũ, Tham kiến, ta chủ, nay phản chiếu cũng có chút chậm à. Thẩm nghi an tĩnh lại chờ trong chốc lát, mới nghe Bạch Hạc tiếp tục nói. Tuyệt phẩm sát khí linh căn, tại 16 quật, u đôi yêu hoàng dùng chúng nó tới ẩn dưỡng thân thương, lại nhiều tin tức. Bạch vu cũng không rõ ràng, u đôi yêu hoàng trời sinh tính cô tịch, sống một mình một chỗ, rất ít cùng cái khác yêu ma lui tới. Nghe vậy, thẩm nghi nhạy cảm bắt được mấu chốt trong đó điểm. Chúng nó, nói cách khác còn không chỉ một miếng linh căn. Thế nhưng thứ 16 quật, đến cùng là thực lực có nào hắn hướng bạch vũ nhìn lại ta thấy cái này lão học rõ ràng vẫn là mặt mũi tràn đầy đờ đẫn bộ dáng trong mắt lại bản năng lộ ra mấy phần kinh khủng ngàn năm trước từng đành với niết quân một trận chỉ thua nửa bậc đã từng tại đại can đầu ngọn gió đang thịnh chi lúc hợp lại một vị khác yêu hoàng chén giết ba tôn sáu trượng kim thân nắn mùi hai câu nói liên để cho thầm nghi đôi nó cường hãn thực lực có chút khái niệm Tuyệt không phải là mình bây giờ có thể chống cự tồn tại nếu là thật đụng phải khả năng liền cơ hội phản ứng đều không có liền sẽ bị trực tiếp chém giết thẩm nghi lâm vào yên lặng sau một hồi mới ở trong lòng hỏi như ta muốn cái kia linh căn có biện pháp nào mấy thành cơ hội bạch vũ yêu hoàng không chút nghỉ ngợi nói năm thành nói thế nào thẩm nghi còn thấy kinh ngạc nước mắt lại có cao như vậy nếu nó tại động phủ tự nhiên vô kế khả thi nhưng bạch vũ nghe nói nó nguyên thân chính là một đầu u đuôi ác dao ưa thích tiềm liên xuống nước thường xuyên sẽ rời đi động phủ chẳng qua là hắn hung danh quá thịnh một mực không người thử qua bạch vũ nguyện vì ta chủ dò đường bạch hạc cung kính gục đầu xuống thân là yêu hồn làm chút dò xét sự tình đơn giản lại thuận tiện bất quá thẩm nghi nhắm đôi mắt lại nghiêm túc rơi ra vào trầm tư hắn có chút vui mừng ít nhất cho đến bây giờ chính mình còn chưa bại lộ qua thân phận như là như thế này một tôn yêu hoàng để mắt tới đại càn đối với cửu châu mà nói cái kia chính là thực sự tai họa ngập đầu dẫn đường thẩm nghi mở ra hai con người cũng không bị bảo vật tròn bắn đầu óc ngược lại sau so bất cứ lúc nào đều phải tỉnh táo mong muốn đưa thân đỉnh tiêm hàng ngũ cao thủ tuyệt phẩm linh can là nhất định không thể thiếu đồ vật có bạch vũ tồn tại đã đem nguy hiểm hạ xuống thấp nhất hoàn toàn có khả năng thử một lần lại mang xuống thanh nhận biết mình người càng ngày càng nhiều ngược lại sẽ càng phiền toái chỉ bắt qua nếm thử về ném thử nên làm chuẩn bị cũng không có thể thiếu thấm nghi nhảy xuống cây lớn đi vào anh thanh bên cạnh lấy ra đá cuội ta dự định đi dò xét yêu hoàng động phủ ngươi có cái gì liếm tức thủ đoạn đều xuất ra chờ ta ở bên ngoài nếu ta gặp được có quan hệ trận pháp vấn đề sẽ dùng cái này vật lẫn nhau truyền tin tức dạng này mặc dù phiền toái một điểm lại là lựa chọn tốt nhất dù sao hắn không có lòng tin tại loại địa phương kia bảo vệ anh Thanh, rồi lại không thể rời bỏ đối phương trận pháp thủ đoạn. Không sao, ta có khả năng đi vào chung. Anh Thanh móc móc cái ót, kỳ thật với ta mà nói, yêu hoàng cùng yêu vương đều không có gì khác biệt. Tại thiên yêu quật bên trong, nàng đụng tới cái gì đều chỉ có một chữ chết. Giống như cũng thế, Thấm nghi hơi hơi ngẩn ra, lập tức thu hồi đá cuội, dùng trên người áo bào đen đem anh thanh chụp vào trong, lại toàn lực thôi động liễm tức trận bàn. Hai người khí tức trong nẻ mắt tan biến vô tung vô ảnh, thiên sơn vạn quật, đổi lại người không quen thuộc, đã sớm lạc mất phương hướng may mà có bạch hạc tại phía trước chỉ dẫn đem thẩm nghi dẫn tới một chỗ dãy núi quay quanh chỗ ta chủ có thể chờ đợi ở đây bạch vũ tin tức bạch hạc cua cua cánh hướng bên trong lao đi anh thanh nhìn không thấy yêu hồn càng không biết xung quanh là tình huống như thế nào Trong thấy thẩm đại ca bỗng nhiên dừng lại liền nhu thuận trốn ở bên trong hắc bào nàng có thể cảm giác được thanh niên triển lộ ra hiếm thấy căng cứng trạng thái không chỉ nín hơi ngưng thần toàn bộ thân hình cũng là vẫn sức chờ phát động không biết qua bao lâu cái kia trương tuẩn tú trên mặt khỏe mắt hơi 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 nhúc nhích một chút bẩm báo ta chủ không có tìm được u đuôi yêu hoàng tung tích nó hẳn là không tại đồng phủ nghe bạch vũ truyền tin thẩm nghi không có động tác tiếp tục tiềm phục tại tại chỗ lại dò xét thời gian chậm rãi trôi qua mai đến bạch hạc nắm hẳn là biến thành khẳng định về sau càng là nói thẳng bạch vũ tìm gặp linh căn của nhiên là hai cái con có nó thần thương cũng ở chỗ này trong chốc lát thẩm nghi thân hình bắn mạnh mà ra không dám có chút đình trệ trực tiếp bay vào dãy núi bên trong anh thanh nghe bên tai tiếng gió rít gào còn không tới kịp có phản ứng bỗng nhiên cảm giác toàn thân như bị xét đánh toàn bộ thân hình đều là hơi có cuốc sau một khắc nhìn thấy trước mắt đồ vật nhưng hắn bỗng dưng trừng lớn hai con người chỉ thấy một cái đầm sâu trì bên trong vai trượng lớn lên long ngư toàn thân nòng ánh sáng long lanh huyền như dòng nước hội tụ mà thành sâu trì phía trên đồng dạng to lớn bạch ưng dương cánh thân thể do lôi tương biến thành giữa hai bên chính là một thanh đen kỳ trường thương mũi thương quán xuyên lồi âm phần bụng đôi thương đâm vào lão mưa đầu hai đầu sinh linh giống như là quen thuộc cũng không dãy ruộng. mặc cho dòng nước cùng lôi tương phủ kín thân thương một lần lại một lần cọ rửa đi qua chúng nó hai con người màu đỏ tươi giống như tại đây vô tận tra tần phía dưới ẩn sinh nồng đậm oán niệm bất luận cái gì tới gần người đều bị cái kia cuồn tới sát khí ảnh hưởng tu vi thấp nhất anh thanh thậm chí đã đến ngay cả nói chuyện cũng không lưu loát trình độ linh căn hóa hình thẩm đại ca tuyệt phẩm hai cái đều là hô thẩm nghi thở một hơi dài nhẹ nhóm ép phía dưới đành phải tế ra đạo anh chống cự thuận tiện đem anh thanh ném ra một khoảng cách ta chủ bạch vũ không nghĩ tới sẽ là như thế này có chút phiền phức bạch vũ yêu hoàng bắt đắc dĩ nhìn xem hai cái linh căn rất rõ ràng muốn động cái đồ chơi này liền không thể tránh khỏi muốn đụng chui này đen kỳ trường thương đây là u đuôi thương nghe nói là nó xương cùng gai nhọn biến thành pháp bảo cái này là u đuôi yêu hoàng thân thể một bộ phận động nó liền cùng động yêu hoàng không có gì khác biệt đơn thuần trộm linh căn có lẽ còn có thể đi thế nhưng đụng phải chui này thương liền sẽ nhiễm phải u đuôi yêu hoàng khí tức con có thể trốn nơi nào? Nếu là lấy thương này, vậy thì đồng nghĩa với cầm lấy cái đuôi của nó chạy khắp nơi, này lao yêu hoàng không phát điên mới là lạ. Thầm đại ca, ta tới bay trận. Anh Thanh trên mặt đất quay cùng vài vòng, thất tha thất thiểu đứng lên, lấy ra cô cô cho nàng chữ vật bảo cụ. Bên trong chứa hứa uyển vận lúc ra cửa, trong nhà cho hết thầy hộ thân đồ vật, trong đó không thiếu chân quý trận bàn. Năng Hào không đau lòng đem hắn một cái tiếp một cái lấy ra, sau đó lại từ chính mình trong túi chữ vật xuất ra rất nhiều bài trận đồ vật, báo quát bách quy định thần đại trận ở bên trong, đem hắn toàn bộ sâu chuỗi lại. Nhìn xem anh Thanh bận rộn bóng lưng, thầm nghi song trưởng đột nhiên nắm chặt, một lần nữa nhìn về phía trước mặt đầm sâu. Tới đều tới, cầm một kiện cũng là cầm, lấy hai kiện cũng là lấy, rất khoát cùng một chỗ thu.